Đại đạo chí giản. Đây là Tống Thư Hàng lựa chọn lấy tu chân cái danh xưng này, làm kim đan mã QA hảo hữu liệt biểu quần tên lúc ý nghĩ. Phức tạp hoặc là càng có ý thơ quần tên, trong đầu của hắn có rất nhiều. Chỉ muốn hắn muốn lấy, một cái sọt danh tự đều có thể muốn ra tới. Nhưng có đôi khi, lại hoa lệ danh xưng, cũng bù không được rất đơn giản vẻ đẹp. Tu chân cái tên này trực chỉ bản nguyên. Đây là nội tâm của hắn suy nghĩ sâu xa muốn danh tự. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác đến cái này danh tự vô cùng trọng yếu, rất có thể quan hệ đến tương lai của hắn. Cứ như vậy xác định, Tống Thư Hàng trong lòng kiên định mà thầm nghĩ. Xác định sử dụng tu chân làm quần tên, phải chăng tiến hành thông cáo? Có, hay không, tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Đầu tiên chờ chút đã đi, Tống Thư Hàng trước không tuyển hạng. Hắn hiện tại ở vào bảo trì điệu thấp thời kỳ, không muốn như thế khua chiêng gõ trống hiển lộ rõ ràng cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Chờ tương lai, đến phù hợp lúc, lại đem tu chân cái này nói chuyện phiếm quần danh tự công bố ra ngoài đi. Phát triển khiêm tốn, không lãng. Theo tu chân cái này nói chuyện phiếm quần danh tự xác định, Tống Thư Hàng trong lúc mơ hồ cảm giác mình phảng phất bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Thậm chí có thể là quan hệ đến hắn tương lai bước ngoặt. Tâm linh của hắn, đều bởi vì đạt được thăng hoa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ đi cụ thể miêu tả cái trạng thái này, chỉ có thể miễn cưỡng dùng huyền diệu hai chữ đi khái quát. Theo tâm linh thăng hoa huyền diệu cảm giác truyền tới đồng thời, Tống Thư Hằng còn cảm giác đến đầu của mình cùng không tồn tại thân thể, cùng nhau truyền đến một trận huyễn đau nhức. Đây là khoái hoạt cũng thống khổ lấy. Tâm linh thăng hoa quá trình, quả thực là thần kỳ. Tống Thư Hằng cảm khái nói, bất quá loại thống khổ này đẳng cấp, quá yếu, liền để hắn phát ra tiếng kêu thảm tư cách đều không có. Thần kỳ cái bụi cơ, đó là người thân thể muốn phát nổ, nếu như ngươi còn không khai thác hành động, ngày này sang năm ta liền có thể đến ngươi mộ phần nhảy disco. Trình Lâm tiên tử một lời như tiễn. Ta gõ, kém chút quên Hà Chỉ Ma Đế còn tại không ngừng truyền lại năng lượng tới, muốn chen bể thân thể của ta. Trình Lâm tiên tử giúp ta. Tống Thư Hàng vội vàng thôi động bản mệnh kình đan, điên cuồng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem Hà Chỉ Ma Đế truyền đến năng lượng, phản hồi cho linh quỷ. Trong cơ thể hắn, 6 viên Ngụy Long Châu kết nguyên anh thai lúc, mỗi khỏa 7 lần năng lượng tiêu hao, tổng lượng phi thường khổng lồ. Tổng cộng tiêu hao hết năng lượng, chỉ ít có thể chống đỡ một cái bát phẩm huyền thánh năng lượng đơn vị phải biết, Tống Thư Hàng đây chỉ là lục phẩm tấn thăng thất phẩm. Hơn nữa còn chỉ là tiểu đan điền tấn thăng, bản mệnh đan điền phì kình còn không có động tĩnh. Nhưng đối với so Hà Chỉ Ma Đế truyền đến tiếp cận cửu phẩm kiếp tiên đỉnh phong năng lượng tới nói, chút tiêu hao này liền số lẻ đều vô dụng rơi. Còn lại Ma Đế năng lượng, vẫn như cũ đủ để cho Tống Thư Hàng chết đến một lần lại một lần. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tại Tống Thư Hàng thể nội siêu phụ tải vận chuyển, có thánh huyết cùng tam đại tôi thể thần công hộ thể, thời gian ngắn không cần lo lắng Tống Thư Hàng thân thể siêu phụ tải vấn đề. Bản mệnh phì kình tại to lớn bản mệnh linh hồ tại chìm nổi lấy, rót vào Tống Thư Hàng thể nội Hà Chỉ Ma Đế năng lượng, sẽ đi qua hắn lại rót đến linh quỷ thể nội. Ở trong quá trình này, bản mệnh phì kình mỗi phản rót một nhóm Hà Chỉ Ma Đế năng lượng lúc, đều sẽ thuận tiện lấy luyện hóa một bộ phận Ma Đế năng lượng. Hóa thành của bản thân. Xuôi dòng rút thành. Bảy đại tiểu đan điền đã tiến vào kết anh thai trạng thái, bọn chúng không còn tiêu hao năng lượng, mà là bắt đầu phụ trợ bản mệnh phi kinh, đối quán thể năng lượng tiến hành luyện hóa, xuôi dòng rút thành một bộ phận, lại sẽ phản hồi cho bản mệnh kinh đan. Ở trong quá trình này, bảy cái tiểu đan điền lực lượng, pháp tắc, thuộc tính cũng bắt đầu hướng bản mệnh kinh đan truyền thâu. Kim đan, yêu đan, công đức kim toàn, vực ngoại thiên ma hạch tâm. Máy móc hạch tâm lò phản ứng, cổ vu thần huyết, cổ u long phách, bảy viên khác biệt tiểu kim đan, cơ hồ bao dung chư thiên vạn giới từng cái chủng tộc. Người, yêu, sinh mệnh đặc thù thể, vực ngoại thiên ma, cơ giới sinh mệnh, cổ vu, thú. Bao hàm toàn diện. Mà trên người Tống Thư Hàng, có thể nhìn thấy đạo tông, Phật môn, nho gia, cổ vu, yêu, máy móc, ma pháp các loại hệ thống tu luyện cái bóng. Đồng dạng bao hàm toàn diện. Mỗi một khỏa tiểu kim đan thượng kim đan cấu đồ, bọn chúng kết hợp với nhau lúc, trong lúc mơ hồ hóa thành một cái cự đại cơ sở. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, toàn bộ tập trung đến Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền, quay chung quanh tại kình đan bên cạnh, phát ra cộng minh thanh âm. Từ Tống Thư Hàng tiếp xúc tu chân đến bây giờ, hắn đi là tán tu đường đi, tu luyện công pháp càng là đủ loại. Công pháp gì thích hợp bản thân,
liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà tới được hôm nay, hắn tiếp xúc, hắn tu luyện, cũng bắt đầu tiến hành lần đầu tiên tổng kết. Đây cũng là lục phẩm chân quân nhóm bước vào thất phẩm tôn giả lúc một cái trọng yếu quá trình. Hoa bản mệnh linh hồ bên trong, phi kình kim đan đột nhiên một cái cao cao ngư tiên dược, nhảy ra mặt hồ. Trên người nó, kim đan cấu đồ tinh lộ bắt đầu sáng lên. Đầu này dài rằng giặc kình đan tinh lộ bên trên, đứng đấy từng cái Tống Thư Hàng quen thuộc thành viên. Tinh lộ thượng bóng người thứ nhất, là Vũ Nhu Tử. Phía sau nó, là Dược Sư, Giang Tử Yên, Bắc Hà Tán Nhân, Thông Huyền Đại Sư. Thất Sinh Phù Phủ Chủ, Tô Thị A Thất, Đậu Đậu, Bạch Hạc Chân Quân, Tam Nhật Sư Huynh, Quả Quả, Thông Nương, Nữ Nhi, Ngư Kiều Kiều, Giao Bá Chân Quân, Đồng Quái Tiên Sư. Diệt Phượng Công Tử, Hoàng Sơn Tiền Bối, Cuồng Đao Tam Lãng. Một vị nhìn lấy rất soái nhưng tựa hồ không quen biết nam tử. Lệ Chi Tiên Tử, Tạo Hóa Pháp Vương, Cổ Hồ Quan Chân Quân, Đông Phương Lục Tiên Tử, Linh Điệp Tôn Giả. Các loại, tất cả thành viên dọc theo tinh lộ gạt ra. Lại sau này, sở các chủ trong bóng tối thân ảnh. Quy Tiền Bối, Bắc Phương Đại Đế, Cật Qua Thánh Quân các loại một nhóm Tống Thư Hàng hậu kỳ kết bạn đại lão, cũng đều hiển hiện. Sắp xếp trình tự, là lấy Tống Thư Hàng trong hiện thực tiếp xúc thứ tự trước sau sắp xếp. Đồng thời tất cả tinh lộ thượng thành viên đều có một cái trung điểm, bọn hắn toàn bộ bị Tống Thư Hàng gia nhập vào tu chân cái này nói chuyện phiếm quần. Trên cơ bản, tất cả bị Tống Thư Hàng thêm làm hảo hữu thân ảnh, đều tại phi kình tinh lộ bên trên. Ngoại trừ mấy nhóm tương đối đặc thù tồn tại. Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối, Ban Văn Long, đã chết không thể chết lại Trình Lâm Tiên Tử cùng Nho Gia Thánh Nhân, Tiên Tử cùng Tạo Hóa Tiên Tử, Bạch Long Tỷ Tỷ và Thiên Đế cùng Long Lạc Côn Na Tiên Tử. Còn có, Tô Thị A Thập Lục. Cái này một nhóm, tồn tại đều tương đối đặc thù, lấy Tống Thư Hàng thực lực, còn không cách nào đưa các nàng cùng bọn hắn thân ảnh, ghi chép lại. A Thập Lục thân ảnh, vẫn là không có xuất hiện. Tống Thư Hàng nhìn qua kình đan, nói khẽ. Ánh mắt của hắn, dọc theo tinh lộ một mực nhìn thấy tinh lộ cuối cùng. Ở nơi đó, còn có một cái Tống Thư Hàng hoài nghi là Thiên Đế Vũ Nhu Tử, chính đẩy ra cuối đại môn. Phi kình kim đan nhảy ra mặt hồ về sau, liên tục đong đưa. Kình đan tinh lộ bên trên, lại nhiều mấy bóng người. Đều là Tống Thư Hàng mới thêm mấy vị hảo hữu bất diệt chi chủ, Hà Chỉ Ma Đế, cái gì đều có thể bán tiền bối. Thứ 6 tiểu đan điền là nhập quần mã QA. Thứ 7 tiểu đan điền là mạng lưới. Mà cái này phi kình kim đan, là máy chủ, hắn ghi chép tất cả quần thành viên tin tức. Tống Thư Hàng nhìn qua phi kình tinh lộ. Trong lòng có một loại rất mãnh liệt cảm giác. Một ngày kia, Bạch Tiền Bối bọn này đặc thù tồn tại, bị hắn hoạch định phỉ kình tinh lộ lên, chính là hắn thần công đại thành thời điểm. Phỉ kình kim đan dùng sức tại linh hồ thượng chiết đằng lấy, nhưng bởi vì quá béo nguyên nhân, lại ầm vang rơi xuống, trở xuống đến linh hồ bên trong. Nhưng nó không hề từ bỏ, hắn vuốt cái đuôi, lần nữa sử dụng thủy tiên dược, xông ra mặt hồ. Sau đó, hắn há miệng hút vào. Khổng lồ bản mệnh linh hồ bên trong toàn bộ linh lực, bị hắn khẽ hấp mà không. Chỉ muốn ta ăn rất nhanh, mập mạp liền đuổi không kịp ta. Những linh lực này, lại bị phỉ kình kim đan từ đỉnh đầu trong lỗ mũi phun ra. Linh lực bị độ cao áp xúc, phun ra. Cuối cùng, những linh lực này biến thành một cái vòng ánh sáng. Nhìn có điểm giống thiên sứ vòng ánh sáng, nhưng phỉ kình kim đan cái này vòng ánh sáng là có gai. Mà lại vòng ánh sáng lên mơ hồ có 8 cái lỗ trạng vật thể. Mệnh Luân, Tống Thư Hàng một chút liền nhận ra cái này vòng ánh sáng thuộc tính. Phỉ kình kim đan tiến hóa, quang luân phỉ kình. Cái này Mệnh Luân nhìn rất lợi hại dáng vẻ, cũng không biết có cái gì năng lực đặc thù. Tống Thư Hàng trong lòng phi thường chờ mong. Chí ít hẳn là có được lục phẩm đỉnh phong cấp pháp thuật uy lực A. Nói thế nào cũng là hắn bản mệnh kình đan ngưng tụ ra Mệnh Luân. Hắn cái này chỉ sẽ xoa dẫn lôi thuật thiên niên đệ nhất thánh, liền dựa vào lấy những thứ này đặc thù mệnh luân tô điểm. Thành công tiến hóa sau vòng ánh sáng phỉ kình kim đan, tại linh hồ trên không linh hoạt lượn vòng lấy. Cái này vòng ánh sáng, tựa hồ còn mang theo phi hành công năng, hắn có thể dẫn dắt phỉ kình kim đan thân thể to lớn, phi hành phù đi. Phỉ kình kim đan tại vòng ánh sáng dẫn dắt bên dưới, chậm rãi trở xuống khô cạn bản mệnh linh hồ bên trong. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiếp tục vận chuyển, dẫn dắt Hà Chỉ Ma Đế năng lượng, bổ sung linh hồ. Kể từ đó, tăng thêm linh quỷ nơi đó phân lưu,
Tống Thư Hàng áp lực lập tức chợt nhẹ. Lại chống đỡ một hồi, không được, còn có bạch tiền bối viên kia Long Châu tại. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần cẩn thận một số không muốn lãng, không muốn vào đi tao thao tác, cái này đợt hắn sẽ chết không được. Điệu thấp, Tống Thư Hàng lặp đi lặp lại căn dặn bản thân. Tống Thư Hàng cầu sinh dục lúc cường lúc túng, hiện tại không thể nghi ngờ là hắn cầu sinh dục bộc phát thời điểm, lúc này hắn cầu sinh dục có thể nói là dây chung cực cấp độ boss mạnh. Bạo động tâm, muốn lãng dục vọng, toàn bộ bị hắn gắt gao đặt tại sâu trong đáy lòng, còn chùy lên đinh lớn, không cho bọn chúng có xoay người khả năng. Công minh giới, cấm địa. Hà Chỉ Ma Đế bên này đã kết thúc năng lượng truyền lại quá trình, tất cả năng lượng đều đã trải qua truyền tới hư không cái nào đó tiết điểm, sau đó mạnh rót cho bá tống. Xuyên thấu qua cái kia sổ đen công năng, hắn có thể cảm ứng được bá tống huyền thánh đang tại thống khổ tiếp thu hắn truyền lại đi qua năng lượng khổng lồ. Bởi vì hắn là năng lượng truyền lại đầu nguồn, sở dĩ hắn còn có thể mơ hồ cảm ứng được bá tống nhục thân, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cứ nhiên chống đỡ lâu như vậy, thiên nhiên đệ nhất thánh hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Hà Chỉ Ma Đế phân thân nói. Nói nhẹ, hắn thông qua ma thần trụ, xa xa quét nhìn bên dưới Tống Thư Hàng trạng thái. Đương quét hình kết quả truyền lại về công minh giới lúc, Hà Chỉ Ma Đế phát ra cởi mở tiếng cười. Ha 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 ha, ha 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 ha, bá Tống, người này muốn một mệnh ô hô vậy. Tại phản hồi tới được trên tấm hình đó có thể thấy được. Bá Tống Huyền Thánh đã nổ thân thể của hắn đều đã trải qua nổ xong, hiện tại chỉ còn cái đầu tại kéo dài hơi tàn. Mà cái này đầu, cũng nhất định trèo trống không được bao lâu. Nhiều nhất một phút đồng hồ, bá Tống liền muốn liền đầu óc đều nổ ra đến. Hà Chỉ Ma Đế chỉ cảm thấy bản thân suy nghĩ thông suốt, trong lòng tất cả không vui quét sạch sành xanh, tâm cảnh đều ẩn ẩn lên một cái bậc thang nhỏ. Chúng ta ma tu, ý tứ chính là báo thù không cách đêm. Chỉ có báo xong thù về sau, mới có thể suy nghĩ thông suốt. Hà Chỉ Ma Đế nói khẽ. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn vui vẻ, rất muốn cùng người chia sẻ. Rất muốn để chư thiên vạn giới người đều biết, hắn Hà Chỉ Ma Đế, làm phát nổ bá Tống Huyền Thánh. Rất muốn đem bá Tống chỉ còn lại có đầu đau khổ trèo chống hình ảnh, chia sẻ cho tất cả hận bá Tống đạo hữu. Phải chăng đem tâm tình của ngươi chia sẻ cho tất cả mọi người? Phải chăng đem cái này hình ảnh tuyên bố đến bằng hữu vòng? Một cái ôn nhu tiếng nhắc nhở vang lên. Vâng, đợi đã, cái này không phải bá Tống sổ đen công năng. Hà Chỉ Ma Đế trong lòng vui lên. Cái này sổ đen công năng vẫn là rất nhiều nha. Trước kia hắn đều không chú ý tới cái này sổ đen có nhiều như vậy tao thao tác. Dùng bá Tống con đường, tuyên bố bá Tống bị hắn làm nổ tin tức. Gấp đôi vui vẻ. Có loại dùng địch nhân đao đâm ngược lại địch nhân về sau, đem địch nhân dẫm đổ vào địch quân đại bản doanh, ấn trên mặt đất ma sát, nhục nhã thoải mái cảm giác. Hà Chỉ Ma Đế tại lựa chọn tuyên bố tin tức thời điểm, còn lấy cái phi thường chói mắt tiêu đề. Ước chừng hai cái hô hấp sau. Tất cả bị Tống Thư Hàng gia nhập vào tu chân thành viên, đều nhận được một cái tin tức mới. Sổ đen thành viên Hà Chỉ Ma Đế ban bố một đầu bằng hữu vòng tin tức. Bằng hữu vòng tin tức. Tống Thư Hàng cái này hảo hữu liệt biểu còn có chức năng này. Là chức năng mới sao? Đầu này bằng hữu vòng tin tức, tất cả mọi người có thể tiếp thu, xem. Bởi vì là chức năng mới, sở dĩ chúng đạo hữu đều cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ cần là nhàn rỗi thành viên, toàn bộ điểm đi vào. Kinh, bá Tống lại bị làm bạo, kéo dài hơi tàn, 10 giây muốn xong. Người phát biểu là Hà Chỉ Ma Đế. Không hổ là có thể sáng tạo ra thiên kiếp menu tuyệt thế tiên trù. Hà Chỉ Ma Đế đi thẳng tại thời thượng tuyến ngoài cùng. Tiêu đề phía dưới là nội dung cụ thể. Hà Chỉ Ma Đế dùng ngắn gọn mấy câu, miêu tả bản thân cách không hướng bá Tống truyền lại tiếp cận kiếp tiên đỉnh phong cấp bậc năng lượng khổng lồ, muốn chống đỡ bá Tống kế hoạch. Phía dưới là một đoạn ngắn bá Tống bị no bạo, chỉ còn lại có cái đầu, kéo dài hơi tàn, tùy thời liền đầu đều muốn bạo chết video hình ảnh. Trong ngủ mê bất diệt chi chủ, mặc dù không có chủ thể ý thức, nhưng xuất phát từ bản năng. Hắn cái thứ nhất vì Hà Chỉ Ma Đế điểm cái tán. Sau đó là cùng là sổ đen tiểu ban ban, cái gì đều có thể bán đại lão cũng điểm cái tán. Trình Lâm tiên tử thử bên dưới nhắn lại công năng, lại còn thật sự thành công. Cảm tạ Hà Chỉ đạo hữu khen thưởng một cái kiếp tiên năng lượng. Trình Lâm tiên tử nhắn lại nói, thuận sau nàng cũng điểm cái tán. Chị âm cuồng đao tam lãng nhắn lại, đợi đã, ta có chút hồ đồ rồi.
Thư Hàng tiểu hữu thân thể không phải đã sớm nổ sao? Lúc nào thân thể của hắn lại nổ một lần? CPU hách diệt Phượng công tử, Hà Chỉ Ma đế là ai? Danh tự phi thường quen tai. Sa thần Đông Phương Lục tiên tử, Hàng phía trước kích động cùng Hà Chỉ tiền bối chụp ảnh chung, là sống lấy ma đế tiền bối sao? Hoàng Sơn mụ mụ Hoàng Sơn tôn giả, Thư Hàng, người có khỏe không? Về cái lời nói. Nhưng một lát sau, đốt Hoàng Sơn mụ mụ đem người kéo vào đến sổ đen. Đồng bộ tiến hành bên trong, Hoàng Sơn mụ mụ đã bị người kéo vào sổ đen. Tống Thư Hàng rốt cục thể nghiệm được tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu là loại cái gì tâm tính. Hoàng Sơn mụ mụ ta sai rồi. Vì cái gì ghi chú loại này rất tư nhân đồ vật, bị ghi chú các tiền bối lại nhìn thấy a? Này chỗ nào vẫn là tư nhân ghi chú, hoàn toàn là quần danh hiệu được không? Tống Thư Hàng mắt liếc bạn tốt mình trong list cái kia một chuỗi dài ghi chú, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chờ lúc này chống nổi Hà Chỉ Ma Đế truyền đến công lực về sau, hắn liền phải ngay lập tức đem tất cả ghi chú tên đều đổi một chút, miễn cho cùng tất cả các tiền bối không còn là bạn. Vạn nhất tất cả các tiền bối đều chen vào VIP sổ đen đi, còn thế nào vui sướng nói chuyện phiếm. Hà Chỉ Ma Đế phát đầu thứ nhất có được kỷ niệm ý nghĩa bằng hữu vòng tin tức, rất nhanh liền bị tu chân thành viên soát phát nổ. Chỉ cần là nhàn rỗi thành viên, đều sẽ đi lên lưu cái ngôn không chỉ có là vây xem ma môn trên sách giáo khoa ghi lại ma đế, càng phải nhìn xem danh hiệu của chính mình đến cùng là cái gì. Hà Chỉ Ma Đế nguyện vọng đạt thành, thành công của hắn cùng nội tâm vui vẻ đã thật nhanh khuếch tán ra tới. Nhưng nhìn lấy những thứ này hồi phục ghi chép, chẳng biết tại sao, ma đế luôn cảm giác có chút không thích hợp. Sắt thép bản thân đậu đậu, Thư Hàng còn sống không? Phụng trộm nói cho ngươi. Hoàng Sơn đang tại chuẩn bị đi mượn bạch tiền bối chỉ độn bí cảnh. Hắn nói người tấn cấp quá nhanh, khả năng cháy hỏng đầu óc, cần bế quan một đoạn thời gian, tỉnh táo một chút. Nếu như người chết, chết xong liên hệ ta. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối chỉ độn bí cảnh, phi thường đáng sợ. Có thể nói, đó là làm tất cả tam lãng bệnh hoạn đám người cảm giác đến tuyệt vọng địa phương. Quay đầu ta lập tức dài một cây cây mơ trái cây đi ra hối lộ bạch tiền bối. Để bạch tiền bối tuyệt đối không nên cho mượn bí cảnh cho Hoàng Sơn mụ mụ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hồ bằng cầu hữu thiên đế, tống tiền bối bị đỗi phát nổ. Chuyện xảy ra khi nào? Đón lấy đến trong vòng 10 giây muốn để tống tiền bối bạo óc. Hà Chỉ đạo hữu lợi hại đát. Thiên đế vì Hà Chỉ Ma Đế điểm cái tán. Đậu đậu. Thiên đế danh hiệu thật đúng là lợi hại, khiến cho hắn không hiểu cảm giác đến thân thiết. Đáng tin hảo hữu Bắc Hà tán nhân. Không có ý tứ, đến chậm. Vừa rồi tại tiếp đãi một vị đạo hữu, cứ nhiên không có tới kịp trước tiên hồi phục. Lại nói, đậu đậu cùng phía trên vị kia hồ bằng cầu hữu ghi chú phải chăng phản. Thân là Cửu Châu nhất hào quần thánh đấu sĩ, Bắc Hà tán nhân vĩnh viễn tại tuyến, từ trước đến nay là trước tiên hồi phục. Hôm nay cứ nhiên bỏ lỡ vương tỏa. Bất quá, Bắc Hà tán nhân vẫn như cũ là cái kia cẩn thận đáng tin tiền bối, liếc mắt liền phát hiện thiên đế cùng đậu đậu đầu hàm vấn đề. Hồ bằng cầu hữu thiên đế, tống tiền bối, cộc 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 đát. Da trắng vũ nhu tử, cộc 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 đát là cái gì? Trên lầu, lúc nào đem linh quỷ đưa ta? Kim long thủy tổ bạch long tỷ tỷ, ta đến phiên dịch một chút, đây ý là, tống tiền bối, người chết chắc á. Bạch long tỷ tỷ, chuyên nghiệp phiên dịch, dưới gầm trời này liền không có nàng không thể phiên dịch ngôn ngữ. Tô thị A thập lục, Thư Hàng đang đứng ở luyện hóa năng lượng thời khắc mấu chốt. Trước mắt hắn hẳn là không nhìn thấy đại gia nhắn lại. Một mực giòm bình phong Tống Thư Hàng, mặt đỏ dần. Kỳ thật hắn đều tại nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công đem Hà Chỉ Ma Đế năng lượng phản rót cho linh quỷ, vừa thỉnh thoảng ngắm lấy Hà Chỉ Ma Đế phát bằng hữu vòng tin tức. Vừa rồi, hắn lúc đầu muốn tại Hà Chỉ Ma Đế bằng hữu vòng phát xuống cái tin, lộ cái khuôn mặt nhỏ, buồn nôn bên dưới Ma Đế. Nhưng A Thập Lục đều nói như vậy. Hắn chỉ có yên lặng từ bỏ lộ mặt kế hoạch. Ít nhất phải giả bộ như tại nghiêm túc tu luyện. Lại nói, thiên đế cũng phải gia nhập sổ đen đi. Tống Thư Hàng tâm tắc nói. Nhưng một lát sau, hắn lại sững sờ. Thiên đế gia nhập sổ đen có cái gì tốt tâm tắc? Hai người vốn là thuộc về phe phái khác nhau, mặc dù có đôi khi hội hợp làm một bên dưới, sẽ còn tương hỗ bán cái manh nhưng có thể hố đối phương thời điểm, song phương đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà lại lấy thiên đế thực lực, cũng là có tư cách tiến vào sổ đen VIP liệt biểu. Sổ đen bên trong Hà Chỉ Ma Đế, bất diệt chi chủ,
tiểu ban ban, ban văn long đại lão cái gì đều có thể bán đại lão. Trình Lâm tiên tử, còn có ban văn long đại lão gia nhi tử. Còn có Hoàng Sơn mụ mụ. Thiên đế thực lực, cũng kém không nhiều là cấp bậc này, thế giới đỉnh tiêm nhất lưu cấp bậc. Nốt ngài hồ bằng cầu hữu thiên đế hướng ngài gửi đi một điểm năng lượng, phụ lời, ha ha, tống tiền bối, đây là hôm nay một điểm năng lượng phúc lợi. Mặt khác có kiện sự tình tư vấn một chút, nhà ta Nam Thu Tự có phải hay không tại tống tiền bối tay ngươi bên trong. Nam Thu Tự, Nam Phương Đại Đế Cung Điện. Hắn cùng Bắc Phương Đại Đế Đông Chi Điện, Tây Phương Đại Đế Hạ Cung cùng Đông Phương Đại Đế Đông Phương Xuân Các, cộng đồng tạo thành viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế cung điện. Cái này Nam Thu Tự lần trước bị Bạch Tiền Bối nổ ra đến, hiện tại tạm thời gửi tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng nhìn thấy đoạn này nhắn lại lúc, mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Hắn nhớ tới Quy Tiền Bối đối Nam Phương Đại Đế đánh giá. Tiếu mị mị, không phải đồ tốt. Nam Phương Đại Đế một mực mặt mỉm cười, diện mục hiền lành, nhưng thực chất bên trong lại là cái phi thường khó chơi chủ. Cùng hắn đối lên, đón lấy đến rất có thể sẽ vĩnh viễn không yên bình ngày. Đây là Tống Thư Hàng sợ nhất loại hình. Đương một vị đại lão ngay cả mặt mũi tử cũng đừng, cả ngày bớt thời gian đến hiếp đáp một cái tiểu hào lúc, cái này tiểu hào còn có thể làm sao? Nếu không, phủ nhận. Dù sao Nam Thu Tự bị chứa vào hạch tâm thế giới, cũng không lo lắng bị thiên đế phát hiện. Chỉ cần mình cắn chết chưa thấy qua Nam Thu Tự, thiên đế cũng không làm gì được hắn. Trong lúc đang suy tư, thiên đế lại hướng hắn gửi đi một chút năng lượng, phụ lời, không cần phủ nhận, tống tiền bối. Trên thực tế, tại Nam Thu Tự bị ngươi mang đi không lâu sau, ta liền ẩn ẩn cảm ứng được. Đã Nam Thu Tự trong tay ngươi, vậy ta liền không khách khí. Cộc 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 đát. Cộc 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 đát. Đúng, trước đó Bạch Long tỷ tỷ phiên dịch qua, đây là ngươi nhất định phải chết ý tứ. Nốt thiên đế hướng ngươi truyền thâu một điểm năng lượng, phụ lời, tống tiền bối. Người biết không, tuế nguyệt thứ này là vô tình nhất. Hắn tức thúc người lão, lại khinh người tuổi nhỏ. Cái gì, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chủ đề nhảy quá nhanh, trước một giây còn tại cộc 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 đát uy hiếp ta, một giây sau đột nhiên lại văn học đi lên. Trong lúc đang suy tư, một cái bàn tay lớn cánh cửa không gian mở ra. Bên trên thần long tiền bối, dạ dày cũng bắt đầu kịch liệt đau nhức. Một cây ngón tay thon dài từ cánh cửa không gian bên trong duỗi ra. Điểm hướng Tống Thư Hàng, tuế nguyệt quang âm, độc lấn ta tuổi nhỏ. Cái này tình thơ ý họa chiêu thức tên, đặc biệt tu chân. Lúc này mới phù hợp tu chân chủ đề. Căn này ngón tay hư không một điểm về sau, lại rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Long tỷ tỷ, đây là thiên đế. Tô Thị A Thập Lục lo lắng hỏi. Hừm, là nàng, bất quá yên tâm, nàng chỉ là tới thêm cái bắp, không phải tổn thương tính pháp thuật. Bạch Long tỷ tỷ an ủi. Nếu như là tổn thương tính pháp thuật, nàng đã sớm xuất thủ chặn lại. Tô Thị A Thập Lục vẫn có chút không yên lòng, thiên đế cho Thư Hàng tăng thêm cái gì bắp. Nhìn không ra, Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu. Mặc dù thiên đế tại chỉ tay một cái thời điểm, còn báo cái tình thơ ý họa chiêu thức tên. Nhưng mọi người đều biết, các tu sĩ trong miệng lớn tiếng gầm rú đi ra chiêu thức tên, 89 phần 10 đều là thuận miệng gọi bậy. Lớn tiếng báo ra chiêu thức tên có được lớn mạnh chính mình khí thế trang cái bức lộ vẻ cao đại thượng công năng. Mà thuận miệng báo cái giả chiêu thức tên, còn có thể đưa đến lừa dối ngây thơ địch nhân công hiệu vạn nhất có cái nào đồ đần thật tin đâu. Sở dĩ, ngoại trừ loại kia mới ra đời manh tân bên ngoài, cùng tu sĩ giao chiến lúc đối phương hét ra chiêu thức tên, tốt nhất liền cái dấu chấm câu đều đừng tin. Ta đi hỏi một chút nàng tăng thêm cái gì bắp đi. Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng cái này kim đan mã QR quần khai thông bằng hữu vòng về sau, có một số việc liền biến thuận tiện rất nhiều. Bạch Long tỷ tỷ tiến vào Hà Chỉ Ma Đế bằng hữu vòng tin tức, ở phía dưới nhắn lại, thiên đế, đi ra. Ngươi cho tiểu tống tăng thêm cái gì bắp? Nhưng là thiên đế không tiếp tục hiện thân. Tử vong bắp, đậu đậu suy đoán nói. Xem ra Thư Hàng lần này là chết chắc, cuồng đao tam lãng nói, Hà Chỉ Ma Đế liên thủ với thiên đế nhằm vào Tống Thư Hàng. Căn bản không có cho người ta sinh tồn tỷ lệ. Lúc này, Tống Thư Hàng không thể lại chú ý Hà Chỉ Ma Đế tin tức, hắn chân chính bắt đầu công việc lu bù lên. Nguyên thần của hắn có thể nhìn đến tại bên cạnh mình, hiện lên một cái cung điện khổng lồ hư ảnh đó là Nam Thu Tự hư tượng. Đây chính là thiên đế lưu lại bắp, chỉ có Tống Thư Hàng có thể nhìn đến cái này bắp hình thái. Cái này Nam Thu Tự hư ảnh ép ở trên người hắn về sau,
hắn hạch tâm thế giới bên trong Nam Thu tự chính thể, vậy mà bắt đầu cộng minh. Liền cùng công đức xà mỹ nhân phóng thích kỹ năng công đức điện hình chiếu đồng dạng, trực tiếp sẽ dẫn dắt hạch tâm thế giới bên trong công đức điện lực lượng. Nam Thu tự bản thể, tại cộng minh thời điểm, mở ra trong chùa cái kia thời gian hộp nhỏ. Thời gian lực lượng, thấu thể mà ra. Hư không tiết điểm bên trong, hà chỉ ma đế mạnh chút xuống tới năng lượng, một phân thành hai. Lớn cái kia bộ phận năng lượng tiếp tục mạnh rót hướng Tống Thư Hàng, mặt khác một phần nhỏ năng lượng lại trực tiếp bị thiên đế ném Nam Thu tự hư ảnh hấp thu, chuyển hóa làm cái này bắp năng nguyên. Tuế nguyệt thứ này là vô tình nhất, hắn tức thúc người lão, lại khinh người tuổi nhỏ. Hôm nay Tống Thư Hàng, liền bị vô tình tuế nguyệt hung dữ hiếp đáp. Hắn phát hiện, trên người mình thời gian trôi qua tốc độ biến không bình thường. Là thời gian gia tốc hiệu quả. Nhưng gia tốc chỉ có thân thể của hắn, ý thức của hắn nhưng không có bị gia tốc. Cái này phi thường đáng sợ. Cứ như vậy, vạn nhất thân thể xuất hiện vấn đề gì, ý thức của hắn khống chế theo không kịp, sợ là muốn lật xe. Trình Lâm tỷ tỷ giúp ta, Tống Thư Hàng tại nội tâm kêu gọi nói. Không lớn không nhỏ, ta hiện tại là viễn trình thao tác, chỉ hoãn lớn hơn. Chính ngươi cắn răng chống đỡ. Lần này, Trình Lâm tiên tử trực tiếp xuyên thấu qua Tống Thư Hàng linh quỷ phát ra tiếng. Trì hoãn quá lớn, không thể không cải biến giao lưu phương thức. Long Châu, Bạch Tiền Bối Long Châu. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu đem bộ phận năng lượng dẫn hướng trong cổ họng Bạch Tiền Bối Long Châu, lần nữa phân lưu. Ngoại giới thời gian, là một chút xíu trôi qua. Mà Nam Thu tự hư ảnh bên trong, Tống Thư Hàng thời gian thì là sóng lớn trôi qua. Tống Thư Hàng không cách nào tính ra thân thể của mình bị gia tốc đến trình độ nào, thiên đế thêm cái này bắp phảng phất không có hạn mức cao nhất, một mực đang gia tốc, không ngừng tại gia tốc. Còn như vậy gia tốc xuống dưới, nhất định xe hư người chết lại nói, Bạch Tiền Bối hẳn là sẽ rất ưa thích loại này gia tốc cảm giác a. Cái này bắp nếu như thêm trên người Bạch Tiền Bối liền tốt. Muốn lật xe, muốn lật xe. Tống Thư Hàng nội tâm phi thường bắt cấp. Hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vận chuyển tốc độ, đã điên rồi. Nếu như nói dưới trạng thái bình thường, hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vận tốc vì 60 cây số, vậy bây giờ vận tốc đã đạt tới 600 cây số trở lên. Mà lại cái tốc độ này còn tại bão táp, đạt tới Tống Thư Hàng tự thân có thể khống chế cực hạn. Không chỉ có như thế, liền rót vào Tống Thư Hàng thể nội ma đế năng lượng, cũng nhận Nam Thu tự hư ảnh thời gian lực lượng ảnh hưởng, tăng nhanh quán thể tốc độ, đuổi theo tiết tấu. Tiếp tục như vậy không được, ý thức nhất định sẽ theo không kịp. Đến lúc đó, liền thật muốn bạo thể mà chết. Đã không cách nào khống chế, Tống Thư Hàng cắn răng một cái. Vậy liền thuận theo bản năng đi. Phỉ Kình Kim Đan có thể vì hắn chia sẻ bản mệnh đan điền áp lực. Còn lại 7 cái tiểu đan điền, đang đứng ở kết anh thai trạng thái, bọn chúng bất lực, không cách nào vì Tống Thư Hàng chia sẻ áp lực. Tống Thư Hàng triệt để thả bản thân. Hắn chuyên tâm bắt đầu cường hóa tự thân trạng thái nếu như nhất định phải xung đột nhau, vậy liền đem bản thân biến càng bền chắc, càng kiên cố. Tại đỉnh đầu hắn, có 88 chỉ thánh viên hư ảnh hiển hiện. Mỗi cái thánh viên nho phục phía dưới đều có chân long hình xăm tại lập lòe tỏa sáng. Thánh viên số lượng, từ 66 lập tức bạo tăng đến 88. Mà lại, số lượng này còn tại chậm rãi gia tăng. 88 chỉ thánh viên hiện thân về sau, lật ra nho ra kinh văn, bắt đầu niệm tụng. Nhưng bởi vì thụ thời gian trôi qua ảnh hưởng, bọn chúng niệm tụng kinh văn thanh âm, bị gia tốc thành một trận ong 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 thanh âm, căn bản nghe không rõ bọn chúng tại niệm cái gì từ. Đầu của hắn, hóa thành đen kịt kim loại chi sắc. Tam đại thánh ấn lên đỉnh đầu lơ lửng, gia trì thân thể của hắn. Ông, tại Tống Thư Hàng đem đầu lâu mình cường hóa đến cực hạn thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một trận ù tai. Sau một khắc, hắn cảm giác mình ý thức bay lên. Hắn phảng phất từ một đầu sông bên trong nhảy ra, nhìn đến dòng sông rất nhiều chi nhánh. Nhưng là dòng sông nơi xa, bao phủ mảng lớn mê vụ, để nó không cách nào thấy rõ chi nhánh chi tiết. Đây là cái gì tình huống? Là nhận lấy thiên đế thời gian ảnh hưởng. Nếu như là thời gian hiệu quả, cái này không phải là tại đoán được tương lai à? Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện rất nhiều suy nghĩ. Dòng sông chi nhánh số lượng, cực kỳ phong phú. Không có hướng dẫn, không có đường đánh dấu, căn bản không thể nào lựa chọn. 3. Con cá nhảy ra nước diện thời gian, rất ngắn. Tống Thư Hàng cái trạng thái này, đồng dạng chỉ kéo dài sát na,
liền rơi trở lại sông lớn bên trong. Tống Thư Hàng ý thức trở về nhục thân. Sau một khắc, hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại 7 cái tiểu đan điền bên trong, mỗi một khỏa bị linh hồ nước hồ bao dung Ngụy Long Châu, cũng bắt đầu sinh trưởng. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy bọn chúng kết hợp linh hồ nước hồ, hồ phách, mệnh luân chi lực, huyễn hóa ra một đứa con nít hình thức ban đầu. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tống Thư Hàng bén nhạy phát hiện, mỗi cái hài nhi trên bụng, đều mọc ra một đầu cùng loại cái đuôi nhỏ trạng đồ vật. Vị trí này, cái này hình dạng. Bụng, cái rốn. Tề, cuống rốn. Mang cái gì? Đây thật là cuống rốn a. Là thế giới này điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Ta tu luyện thời gian ngắn, ngươi cũng đừng gạt ta. Nguyên anh thứ này, có cuống rốn. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Có phải hay không là cái đuôi dài sai chỗ đưa, dài đến rốn tới. Tống Thư Hàng lần nữa cẩn thận quan sát cái này 7 cái tiểu nguyên anh. Không sai. Thật sự là cuống rốn. Cái này 7 cái cuống rốn kết nối lấy linh hồ, cả cái tiểu đan điền linh hồ đều thành bọn chúng cuống rốn. Nhưng cái này 7 cái tiểu nguyên anh phôi thai, cũng không phải là trực tiếp từ linh hồ bên trong hấp thu năng lượng, mà là lấy linh hồ làm ván nhảy, ngược lại rút ra hà chỉ ma đế năng lượng, chuyển hóa làm tự thân trưởng thành dinh dưỡng. Lại nói, cái này 7 cái nguyên anh thành hình, trưởng thành cần thiết dinh dưỡng, đều là từ hà chỉ ma đế vậy đến. Sở dĩ, hà chỉ ma đế mới là cái này 7 cái nguyên anh mẹ. Phi phi phi, không thể bộ dạng này ví von, Tống Thư Hàng lắc đầu liên tục. Hà chỉ ma đế tác dụng lớn nhất, căng hết cỡ chính là thổ địa, cung cấp hạt giống trưởng thành cần có dinh dưỡng. Nghĩ như vậy trong lòng liền thoải mái hơn. 7 cái nguyên anh trưởng thành cần có năng lượng, cực kỳ to lớn. Thần Long tiền bối dự tính 50 năm là một cái tương đối tiêu chuẩn số liệu. Dưới tình huống bình thường, liền xem như Tống Thư Hàng trên người các loại phụ trợ tu luyện hách đều mở, muốn để 7 cái nguyên anh trưởng thành chỉ sợ cũng phải tính 10 năm khổ công. Dù sao, đây là trong quá trình tu luyện mài nước khâu, mài chính là thời gian. Nhưng thần Long tiền bối tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là, cộc 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 Đát Thiên Đế lại đột nhiên toát ra, cho Tống Thư Hàng tăng thêm cái thời gian bắp. Lại thêm bên ngoài hà chỉ ma đế ác độc truyền lại đến hư không tiết điểm, không ngừng chút xuống muốn đem Tống Thư Hàng no bạo cửu phẩm kiếp tiên cấp năng lượng. Hai cái đại lão công kích, phi thường ăn ý, một bộ này tổ hợp kỹ năng xuống tới, liền xem như bát phẩm huyền thánh cũng chỉ có một con đường chết. Nếu không phải Tống Thư Hàng thể nội trình lâm tiên tử linh quỷ còn có bạch tiền bối Long Châu, trong bóng tối thay Tống Thư Hàng khai thông năng lượng, Tống Thư Hàng hôm nay đã sớm nổ. Hiện tại, song phương ở giữa tạo thành một cái vi diệu cân bằng, cái này cân bằng cho Tống Thư Hàng có thể thao tác chỗ trống. Tại sự cân bằng này phía dưới, hắn 7 cái nguyên anh bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Mà lại, loại này trưởng thành là rất phương đạo, rất chính thống trưởng thành pháp, tại thời gian chi đạo ảnh hưởng dưới. Phần này trưởng thành tuyệt không trộn nước, cùng đánh kích thích tố trưởng thành pháp hoàn toàn khác biệt. Thân là con đường trường sinh bên trong VIP cấp đại đạo, thời gian chi đạo cao thâm mà chắc, diệu dụng vô tận. Nắm giữ thời gian chi đạo, ngươi liền có thể hưởng thụ được người bình thường không cách nào hưởng thụ niềm vui thú. Tiếp tục như vậy nữa, ta những thứ này nguyên anh phôi thai có thể hay không trực tiếp trưởng thành là nguyên anh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như bọn chúng trực tiếp trưởng thành là nguyên anh, như vậy bản thân có thể hay không độ kiếp tấn cấp? Hoặc là muốn chờ bản mệnh đan điền phì kình kim đan cũng kết xuất nguyên anh về sau, lại độ thất phẩm tôn giả kiếp? Vô luận có thể hay không độ kiếp, lần này nhất định phải điệu thấp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Chết cũng không sợ, đáng sợ là thời điểm chết, sẽ còn tác động đến liên lụy đến bản thân coi trọng người. Tống Thư Hàng tinh thần thể. Nhẹ nhàng sờ lên bản thân trái ngực lớn cơ chẳng biết tại sao, chỉ muốn nghĩ tới thành đoàn độ kiếp, trong lòng của hắn thì có một loại không nói ra được bi ai cảm giác. Cái này khiến hắn theo bản năng kháng cự thành đoàn độ kiếp. Sở dĩ lần này, tuyệt đối không thể lại đem bản thân coi trọng người cuốn vào thiên kiếp bên trong. Nam nhân cuối cùng sẽ tại đủ loại kinh lịch bên trong, hấp thụ kinh nghiệm. Sau đó, lại tại lặng yên chưa phát giác bên trong, len lén trưởng thành. Ngoại giới. Thần Long hai cái chân trước muốn cố gắng bày ra ôm ngực động tác, nhưng bởi vì móng vuốt quá ngắn, nó hai cái móng vuốt chỉ có thể miễn cưỡng chảo chảo đan sen. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thần Long khí chàng. Hắn dùng một loại trầm thấp, thanh âm uy nghiêm nói,
xem bộ dáng là thời gian gia tốc bắp. Hừm, mà lại hẳn là đơn thể hiệu quả thời gian gia tốc công hiệu. Tô Thị A Thập Lục dùng một loại ôn nhu, thành thục giọng nói. Bên trên Bạch Long tỷ tỷ thì dùng một loại lo lắng giọng nói, Thư Hàng sẽ không xảy ra chuyện đi, trên người hắn khí tức biến quá nhanh. Ngươi không cần lo lắng, đây chỉ là bởi vì thời gian trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh nguyên nhân. Sở dĩ, hiện tại Tống Thư Hàng thực lực, cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Hắn hiện tại, tương đương với ở vào bế quan trạng thái. Chúng ta một câu thời gian, đối với hắn nhục thân mà nói không chừng đã là vài giờ thậm chí là thời gian dài hơn bế quan. Lại thêm bên ngoài lại có Hà Chỉ đạo hữu năng lượng quán thể, cảnh giới tiêu thăng rất bình thường. Tô Thị A Thập Lục hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng bóp chen, ôn nhu lại ổn trọng trả lời. Tiếp tục như vậy nữa, Thư Hàng có thể hay không trực tiếp liền tấn cấp. Bạch Long tỉ tỉ trong giọng nói, vẫn là khó nén vẻ lo lắng. Thần Long. Hắn cảm giác mình bị rất bí mật đánh mặt. Thần Long tiền bối, Tống tiền bối Nguyên Anh phôi thai bắt đầu thành thục. Da đen Vũ Nhu Tử đối Thần Long tiền bối nói. Thần Long tiền bối thở dài, a, đúng vậy, ta thấy được, Vũ Nhu Tử. Muốn mặt, sở dĩ đừng nói nữa, Vũ Nhu Tử tiên tử. Tân cấp, hẳn là còn kém chút. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục tỉnh táo phỏng đoán nói, đến một lần Tống Thư Hàng lần này tấn cấp, dựa vào là đều là Hà Chỉ Ma Đế rót tới năng lượng, căn cơ bất ổn, sẽ có lưu tai họa ngầm. Thứ hai, đừng quên hắn hiện tại chỉ còn cái đầu. Chưa hoàn chỉnh thân thể. Hắn hẳn là sẽ kẹt tại 6 tấn 7 cuối cùng một vòng. Bạch Long tỉ tỉ thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, dạng này Thư Hàng liền có thể có chút thời gian chuẩn bị, không cần phải gấp gáp đi ứng đối thiên kiếp. Cùng lo lắng Thư Hàng, còn không bằng lo lắng bên dưới chính ngươi. Tô Thị A Thập Lục lại bóp chen lồng ngực của mình, đối Bạch Long tỉ tỉ nói, Tống Thư Hàng lần tu luyện này viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp, cuối cùng vẫn là một môn Long Hổ Giao Hối Pháp môn. Ngươi Long Châu cho hắn mượn, chờ ngươi Long Châu sau khi trở về, ngươi đồng dạng cũng tìm được đến từ Tống Thư Hàng phản hồi. Đến lúc đó, cảnh giới của ngươi cũng kém không nhiều đến cực hạn. Không thể lại áp chế sao? Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Không đè ép, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Bây giờ Tống Thư Hàng, đã không có thời gian quan niệm. Hắn trầm mê ở bế quan tươi đẹp, không cách nào tự kiềm chế. Lần này nguyên thần của hắn không có chạy loạn khắp nơi, cũng không có nhất tâm nhị dụng, mà là chân chính tại nghiêm túc bế quan tu luyện, bồi dưỡng trong cơ thể mình 7 cái tiểu nguyên anh, lại đem Hà Chỉ Ma Đế khổng lồ linh lực phân lưu cho linh quỷ cùng Bạch Tiền Bối Long Châu. Tu luyện để cho người ta khoái hoạt. Không biết qua bao lâu, đến từ Hà Chỉ Ma Đế quán thể năng lượng, càng ngày càng nhỏ, kình đạo càng ngày càng yếu. Xảo chính là, Thiên Tự Thiên Đế thời gian bắp hiệu quả cũng bắt đầu yếu bớt. Mà Tống Thư Hàng thể nội 7 cái tiểu nguyên anh, tựa hồ cũng trưởng thành đến một cái mấu chốt khâu, không còn trưởng thành, mà là tại chờ đợi thời cơ, bước ra một bước cuối cùng. Là thân thể, Tống Thư Hàng trong lòng minh ngộ tới. Là thân thể của hắn còn không có trọng sinh, vô hình thành trở thành một cái hạn chế. Chỉ có chờ thân thể một lần nữa mọc ra về sau, cái này 7 cái tiểu nguyên anh mới có thể chân chính hoàn thiện. Là thời điểm kết thúc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn chậm rãi mở mắt. Tống Thư Hàng từ từ mở mắt. Giờ khắc này, trên người hắn nhiều hơn một loại tuế nguyệt vòng tuổi hương vị thân gỗ cảnh rậm rạp đến không được. Tại thời gian đại đạo ảnh hưởng dưới, hắn hôm nay cũng đang nỗ lực vì sanh hóa tác cống hiến, hô hấp CO2, phun ra dưỡng khí cùng linh khí. Tu sĩ chúng ta, liền muốn có đại thụ đồng dạng vì thế giới cống hiến tinh thần. Chịu mệt nhọc, có khổ ta đến khiêng, ăn chính là thổ, hút chính là CO2. Kết xuất chính là ngọt ngào trái cây, phun ra chính là hương thơm khí tức linh khí cùng dưỡng khí. Vì để cho cái thế giới này tốt đẹp hơn, thậm chí ta cảnh cũng có thể bị chặt bên dưới, không oán không hối. Tống Thư Hàng thân thể khẽ động, liền truyền đến gió thổi qua rừng cây thanh âm. Chôn ở nhánh cây bên trong đầu, liền phảng phất trở về thiên nhiên đồng dạng. Theo thân thể của hắn đong đưa, thiên đế thêm ở trên người hắn thời gian pháp thuật, vừa vặn tiêu tán không thấy. Hà Chỉ Ma Đế công lực mặc dù còn tại cường quán nhập thể, nhưng đã lên không được khí hậu. Còn lại năng lượng cường độ, chỉ có thể coi là sau khi ăn xong hoa quả món điểm tâm ngọt, thậm chí Tống Thư Hàng chỉ phải không ngừng thi triển dưỡng đao thuật 100 liên phát, liền có thể đem những năng lượng này tiêu hao hết. Hà Chỉ Ma Đế ác độc mưu kế đã triệt để tuyên cáo thất bại. Nếu như không phải là vì bảo trì điệu thấp,
Tống Thư Hàng hiện tại liền muốn tại Hà Chỉ Ma Đế hảo hữu vòng tin tức phía dưới nhảy đát. Điệu thấp, chuyện này, ta trước khi tạc tiểu sách vở bên trên, chờ ta thất phẩm tấn thăng bát phẩm, chân chính nhân tiền hiển thánh thời điểm, lấy thêm ra đến đâm Hà Chỉ Ma Đế trái tim. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ ở hảo hữu vòng tin tức đâm xuống tâm, cảm giác thành tựu giới hạn với mình hảo hữu liệt biểu bên trong một nhóm người, mà lại trong đó đại bộ phận đều là người một nhà, thỏa mãn độ không đủ. Sở dĩ, muốn trước nhịn một chút. Chờ đến chư thiên vạn giới nhân tiền hiển thánh, giảng pháp thời điểm, mới hảo hảo cảm tạ Hà Chỉ Ma Đế đưa khen thưởng một cái đỉnh phong cấp kiếp tiên năng lượng, đến lúc đó coi như Hà Chỉ Ma Đế là thép đánh lão thiết, cũng phải bị đâm thành nhiều lỗ kim loại khuôn đúc. Có đôi khi, nhất thời chờ đợi là vì thu hoạch càng ngọt ngào trái cây. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, nói khẽ. Điểm ấy thời gian hắn vẫn là chờ lên. Mệt mỏi, lúc này, bên tai truyền đến công đức xà mỹ nhân thanh âm, ta mệt mỏi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy xà mỹ nhân tiên tử một mặt vẻ mệt mỏi, nguyên bản vàng óng ánh công đức thân thể, đều ảm đạm vô quang, lúc nào cũng có thể muốn sụp đổ dáng vẻ. Vất vả ngươi, tiên tử. Tống Thư Hàng cảm kích nói. Sự kiện lần này bên trong, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử, từ đầu tới đuôi đều tại thay hắn chống đỡ một chương loại bỏ lưới, loại bỏ Hà Chỉ Ma Đế truyền tới năng lượng. Nếu như không có các nàng, Tống Thư Hàng thể nội cái kia cân bằng liền không cách nào cấu thành. Lần này, xà mỹ nhân là thật mệt mỏi, liền bì một chút khí lực đều không có. Thể nội tạo hóa tiên tử, càng là liền ứng một tiếng khí lực đều không có, trực tiếp tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Nhẹ nhàng lên tiếng về sau, công đức xà mỹ nhân đưa tay đem lơ lửng ở Tống Thư Hàng bên người ô tặc bạo quân song đao vồ tới. Sau đó, nàng tay trái một đao, tay phải một đao, đối với mình yết hầu cùng trái tim dùng sức đâm tới. Song đao sắc bén vô song, trực tiếp đem công đức xà mỹ nhân đâm thấu. Tống Thư Hàng trợn mắt hốc mồm. A a a a, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra bốn tiếng kêu thảm pháp, thân thể của nàng ầm vang ngã xuống đất. Lần này lại không phải giả chết. Thân thể của nàng trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành công đức chi quang, tiêu tán không thấy. Sau đó, Tống Thư Hàng trên người công đức chi quang bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Đoán chừng sau mười mấy phút, một cái hoàn toàn mới, tràn ngập sức sống công đức xà mỹ nhân, liền có thể xuất hiện. Tống Thư Hàng, không có cái gì đồ vật là chết một lần không giải quyết được. Nhưng công đức xà mỹ nhân cái này một chết, bầu không khí liền biến rất cổ quái. Khục, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử quá mệt mỏi, sở dĩ trọng khải. Lập tức có thể khôi phục, Tống Thư Hàng đối mọi người nói. Thần Long, để mọi người lo lắng, Tống Thư Hàng dứt lời. Ánh mắt rơi vào nhỏ nhắn xinh xắn A Thập Lục trên người. A Thập Lục hai tay ôm ngực, về lấy một cái ôn nhu, hào phóng thiếu dung. Hôm nay Thập Lục cười tốt có hương vị. Cái này một cái làm cho người dư vị thiếu dung, không khỏi khơi gợi lên Tống Thư Hàng tại vì Tô Thị A Thập Lục Ngụy Long Châu quán thâu yêu lúc tràng cảnh. Hắn nhớ tới tràng cảnh bên trong, lân cận tòa cái kia đặc biệt lưu Tô Thị A Thập Lục. Đúng, chính là cái này hương vị. Lúc này hai tay ôm ngực Tô Thị A Thập Lục, cười liền cùng lân cận tòa A Thập Lục đồng dạng, lại ôn nhu, lại chọc người. Thập Lục, Tống Thư Hàng vui vẻ đối nàng vẫy vẫy tay, nói, vậy ta không. Hắn đột nhiên muốn nhìn một chút, trong hiện thực Tô Thị A Thập Lục chọc người lúc, là thế nào tử. Nhớ kỹ cái kia Ngụy Long Châu tràng cảnh bên trong, lân cận tòa A Thập Lục nói trong hiện thực A Thập Lục quá thẹn thùng, không hiểu làm sao chọc người. Tống Thư Hàng không phục. A Thập Lục trước kia sẽ còn chân đông người đâu, mặc dù khi đó hắn là đang ngồi. Mà lại, thẹn thùng cũng có thẹn thùng vẩy pháp. Thần Long, hắn mắt nhìn Tống Thư Hàng cái kia kim loại ra mặt, không hổ là thép đánh ra mặt, loại này không biết xấu hổ không biết thẹn, cũng có thể như thế thản nhiên nói ra. Ngươi không ngược, con gái người ta nhà còn muốn mặt được không? Khụ khụ, Tống Thư Hàng tựa hồ cũng phát hiện bản thân lời này có mau bệnh, ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng. Hắn cứ nhiên để một cái cô nương ra vẩy bản thân, đây không phải có mau bệnh nha. Nếu không, ta cho ngươi vẩy một cái. Thế là, Tống Thư Hàng ý đồ bổ cứu nói. Sắt thép ra mặt, không sợ mất mặt. Bạch Long tỉ tỉ tiểu long chảo duỗi dài, che đậy con mắt. Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ lại bóp trên ngực, nháy nháy mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Thập Lục, hôm nay ngươi cười lên đặc biệt có hương vị. Tống Thư Hàng đứng lên, đi vào A Thập Lục bên cạnh. Trước giúp ta tu bổ bên dưới nhánh cây đi.
Tô Thị A Thập Lục cúi đầu quất ra sau thắt lưng đoản đao. Thừa dịp nàng cúi đầu sát na, Tống Thư Hàng vươn tay tí, nhẹ nhàng câu lên cằm của nàng. Trong đầu hắn nhớ lại Ngụy Long Châu tràng cảnh bên trong, lần cận tòa Tô Thị A Thập Lục trêu xốc hắn lúc cái chủng loại kia ánh mắt. Sau đó hắn dùng đồng dạng con mắt, cúi đầu sâu nhìn Tô Thị A Thập Lục. Nhánh cây rất tươi tốt, mà lại cũng có thể che đậy tầm mắt của mọi người. Tống Thư Hàng ánh mắt, nhìn qua Tô Thị A Thập Lục bờ môi hắn không tự chủ được đem A Thập Lục bờ môi, cùng Ngụy Long Châu tràng cảnh bên trong, ngồi trước tác hôn tiểu thập lục tiến hành tương đối. Khục, lúc này, trong bụi cây Tô Thị A Thập Lục ho nhẹ một tiếng nói, ngừng, trước dừng một cái. Đừng có lại vẩy đi xuống, ta là Bạch Long. Tống Thư Hàng, nói thật, người cái này cành rậm rạp trạng thái đến chọc người, ta thực sự có chút không chịu đựng nổi, luôn cảm giác tùy thời muốn cười lên tiếng tới. Nhưng bật cười lại cảm thấy sẽ làm bị thương ngươi tự tôn, sở dĩ nhẫn phi thường vất vả. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, chỉ bên trên Bạch Long, đó mới là A Thập Lục. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Bạch tiền bối lần trước đào được ngân quái thiên tôn mặt. Bạch Long che mắt, lên tiếng giải thích nói. Nhân sinh muôn màu, một mặt một nhân sinh một hưởng thụ. Đeo lên mặt, thể nghiệm cuộc sống khác. Kim loại quẻ nhất hệ dịch dung thuật. Quả thật là một đại tà đạo hách. Đốt phải chăng muốn đem ngài tri âm đồng quái tiên sư, rời vào sổ đen? Có, hay không? Tống Thư Hàng cắn răng một cái, ngón tay hung hăng điểm hạ đi. Điểm vào, không phía trên. Hắn Tống Thư Hàng cũng không phải một cái sẽ chút giận sang người khác người. Chế tạo ra mặt chính là ngân quái thiên tôn, cũng không phải đồng quái tiền bối. Sở dĩ, hắn làm sao có thể đem bản thân tri âm đồng quái tiền bối rời vào sổ đen? Đem hắn tàn nhẫn đẩy vào hố lửa. VIP, a à không đúng, là sổ đen liệt biểu, đi vào dễ dàng, đi ra liền khó khăn. Sở dĩ đem đồng quái tiền bối gia nhập sổ đen loại chuyện này, hắn có thể làm không ra. Nhiều nhất về sau có cơ hội gặp gỡ ngân quái thiên tôn lúc. Lại đem hắn kéo đen. Oan có đầu, nợ có chủ. Tự dưng dẫn lây sang người vô tội chỉ là kẻ thất bại biểu hiện. Sở dĩ. Đồng quái tiền bối vẫn là tại hảo hữu trong list ngốc lấy liền tốt. Cắn răng lựa chọn xong, Tống Thư Hàng thật sâu thở dài, nhìn qua trước mắt A Thập Lục bộ dáng Bạch Long tỉ tỉ. Lần nữa trọng điểm đánh dấu thanh minh kim loại quẻ nhất hệ dịch dung thuật, thật sự là một đại tà đạo hách. Rõ ràng chỉ là đeo lên dịch dung mặt, lại trực tiếp liên thể hình cũng cải biến. Thực quá không khoa học. Bạch Long tỉ tỉ, ta thế nhưng là thật vất vả lấy dũng khí A. Tống Thư Hàng thở dài, cành lá rậm rạp thoáng che đậy hắn lúc này xấu hổ. Trước mặt mọi người vẩy người hắn đời này, cũng là lần đầu tiên. Lần này chủ yếu là hắn ngay từ đầu miệng bầu, trong lòng câu kia thập lục, vẩy ta không. Thốt ra, sau đó hắn kiên trì cùng ra mặt, tục một đợt nội dung cốt truyện, chính diện mạnh vẩy A Thập Lục. Muốn tái hiện cảnh tượng như thế này, thiên địa, địa lợi, nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Lần sau lại muốn có cơ hội như vậy. Không biết phải chờ tới lúc nào. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chẳng ai ngờ rằng Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỉ tỉ, vậy mà lại đổi cái bộ dáng. Nếu không, ta giữ yên lặng, người tiếp tục vẩy ngươi. Bạch Long tỉ tỉ ôn nhu nói. Nàng ôn nhu bộ dáng, tựa như là tại thương hại nhìn một cái đứa nhỏ ngốc. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, sau đó cưỡng ép nói sang chuyện khác, Bạch Long tỉ tỉ tại sao phải cùng A Thập Lục đổi bộ dáng. Chủ đề cắt chính là cứng nhắc một chút, nhưng có thể mang đi xấu hổ. Tống tiền bối, đại khái, có thể là ta nguyên nhân. Bên trên da đen Vũ Nhu tử yếu ớt nhấc tay nói, vừa rồi tại tống tiền bối ngươi tu luyện nhanh lúc kết thúc, ta liền thoáng nghiên cứu bên dưới bạch tiền bối tặng cho ta ngân quái thiên tôn mặt. Tống Thư Hàng tu luyện nhanh kết thúc lúc, trạng thái hướng tới ổn định. Thế là đoàn người cũng không còn lo lắng hắn, hẳn là làm gì, da đen Vũ Nhu tử liền nhớ tới ngân quái thiên tôn mặt. Muốn nhìn một chút công năng của nó. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua da đen Vũ Nhu tử, ngươi nghiên cứu mặt, vì cái gì cuối cùng lại biến thành A Thập Lục cùng Bạch Long tỉ tỉ biến bộ dáng. Một vị đầu bếp khổ luyện trù nghệ, cuối cùng vì cái gì lại thành một đời quốc họa đại sư. Bị Tống Thư Hàng chầm chầm vào lúc, da đen Vũ Nhu tử không có ý tứ cúi đầu, yếu ớt nói, bởi vì ta phát hiện mình là tâm ma, không cần này mặt nạ cũng có thể biến ảo ngàn vạn, cảm giác mình căn bản không dùng được này mặt nạ. Sở dĩ, ta để Bạch Long tỉ tỉ thử một chút cái mặt nạ này công năng. Bên cạnh, Bạch Long tỉ tỉ ôn nhu giải thích nói,
mà ta bởi vì trước mắt người quen thuộc nhất loại là A Thập Lục, sở dĩ ta lựa chọn dùng dịch dung mặt hóa thành A Thập Lục bộ dáng. Mặt ta đối A Thập Lục lý giải, liền có thể bắt chước được nàng chừng năm thành khí chất tới. Nếu như không phải là bị Tống Thư Hàng mạnh vẩy, cho nàng chút thời gian, nàng thậm chí có thể bắt chước được tám thành A Thập Lục khí chất tới. Tống Thư Hàng lại nhìn phía Bạch Long hình thái A Thập Lục. Cái kia Thập Lục tại sao phải biến thành Bạch Long tỷ tỷ? Bạch Long tỷ tỷ phát hiện này mặt nạ công năng phi thường cường đại, không chỉ có là dịch dung đơn giản như vậy. Nàng tại dịch dung thành ta thời điểm, cảm giác quá trình tựa như là nàng trước kia lợi dụng long tộc năng lực thiên phú hóa hình vi nhân đồng dạng. Sở dĩ, nàng để cho ta thử dịch dung thành nàng bộ dáng, nhìn xem sẽ có hay không có thu hoạch gì. A Thập Lục lên tiếng giải thích nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hỏi, sở dĩ, có hiệu quả sao? Hừm, hiệu quả phi thường tốt, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Nàng tại dịch dung thành Bạch Long tỷ tỷ thời điểm, đồng dạng cảm giác đến thân thể của mình, phảng phất triệt để hóa rồng. Hiện tại, thân thể nàng mỗi một phiến lân phiến, long chảo, long vĩ, đều cảm giác vô cùng chân thực. Nàng chân chính thể nghiệm, kinh lịch từ người đến long toàn bộ quá trình. Bản thân nàng hiện tại liền ở vào kích hoạt chân long huyết mạch trạng thái, thân thể ở vào long hóa giai đoạn. Lần này sử dụng ngân quái tiên sư mặt về sau, nàng đối long hóa lĩnh ngộ tăng cường rất nhiều, thậm chí thể nội chân long huyết mạch đều bị kích thích, ở vào phi thường sinh động giai đoạn. Thụ ảnh hưởng này, A Thập Lục linh lực trong cơ thể, không ngừng tăng lên. Lại thêm Bạch Long tỷ tỷ cũng giải khai đối nàng thực lực áp chế, thực lực của nàng tiến vào lên nhanh giai đoạn. Có hiệu quả liền tốt, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Chính là hơi có chút tiếc nuối. Bên cạnh, A Thập Lục trạng thái Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt liền nhìn ra tâm lý của hắn suy nghĩ, thế là truyền âm nhập mật nói, tiếc nuối lời nói, liền lại đi mạnh vẩy một đợt A Thập Lục A. Dựa vào ngươi sắt thép ra mặt, thiên kiếp đều oanh không ra, sợ cái gì? Mà lại không chỉ ngươi tiếc nuối, ngươi nhìn tiểu Thập Lục long lân có phải hay không tại có chút ba động, đó là nàng hiện tại nội tâm cũng thật đáng tiếc biểu hiện. Tống Thư Hàng liếc mắt. A Thập Lục hiện tại là Bạch Long tỷ tỷ tình trạng của ngươi A, ta làm sao vẩy ra tay? Lúc này, vừa thượng thần long tiền bối lên tiếng nói, loại này dịch dung thủ pháp, thực sự không nói đạo lý. Con mắt của nó chính lập lòe tỏa sáng. Tại thi triển mỗi loại long tộc thật xem loại thuật pháp. Lại thêm bản thân nó liền có được Gô Thánh Sơn thí luyện quan quyền hạn, vì phòng ngừa có người lẫn vào thí luyện giả bên trong, sở dĩ thí luyện quan quyền hạn công năng bên trong, vốn là có khám phá ngụy trang, biến ảo, dịch dung loại hình công năng. Nhưng bây giờ, thần long sử dụng quyền hạn chân thị loại thuật pháp, đều không thể xem thấu A Thập Lục cùng Bạch Long dịch dung. Cảm giác hai người bọn họ liền chân thân đều phát sinh biến hóa cùng nói là dịch dung. Phản càng giống là yêu tu ngũ phẩm lúc hóa hình vi nhân công năng. Ngũ phẩm sau yêu tu, bất kể là yêu hình vẫn là nhân hình, đều là bọn chúng chân thân một bộ phận. Bọn chúng tại huyền thánh giảng pháp lúc, đều có thể tự do lựa chọn là lấy yêu hình hoặc là nhân hình hiển thánh. Thần Long đem bản thân nhìn thấy tình huống cùng mình suy đoán giảng thuật một lần. Bạch Long tỷ tỷ phụ trách phiên dịch. Dịch dung về sau, liền phảng phất biến thành chân thân. Tống Thư Hàng xoa cằm rơi vào trầm tư. Nếu quả thật có ngũ phẩm yêu tu hóa hình dịch dung công năng, vậy hắn tương lai tấn thăng bát phẩm, nhân tiền hiển thánh lúc, có thể hay không dùng chương này dịch dung mặt dịch dung thành một cái cao mị lực hình thái. Ngẫm lại cũng cảm giác hăng hái. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, mộng vẫn là muốn ban đêm làm mới tốt, huyền thánh thiên kiếp không gian như thế nào một chương dịch cho mặt có thể lừa đi qua. Hoa! Lúc này, Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu, hư không tiết điểm bên trong chút xuống hà chỉ ma đế năng lượng. Rốt cục khô kiệt. Sau một khắc, có 6 cái long châu hiện lên ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu. 6 cái long châu vây quanh hắn dạo qua một vòng, giống như là đang cáo biệt. Sau đó, bọn chúng ai về chỗ nấy? Trong hư không? Cái gì đều có thể bán đại lão đưa đầu tới, ta cho ngươi mượn cái viên kia long châu đâu? Cái gì đều có thể bán tiền bối yên tâm, long châu chạy không được. Tống Thư Hàng cười nói. Mà lại viên kia là bạch tiền bối long châu. Sở dĩ không cần lo lắng. Dứt lời, Tống Thư Hàng đầu tiên là vung tay lên một cái. Lơ lửng ở bên cạnh hắn cái kia 6 cái long châu, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, Thần Long, Ban Văn Long nhi tử, Hắc Long thế giới Côn Na nữ sĩ cùng Bạch tiền bối cho hắn mượn viên kia thận long châu.
Bởi vì Bạch Tiền Bối chạy tới soát ẩn tàng phó bản, sở dĩ vậy hắn cái viên kia Thận Long Châu từ Tống Thư Hàng tạm thời đảm bảo. Ban Văn Long Nhi Tử Long Châu cùng Côn Na Nữ Sĩ Long Châu, tại bọn chúng chủ nhân lực lượng dẫn dắt bên dưới, phá vỡ không gian cấm chế, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thần Long Tiền Bối nhìn thấy hình tượng này, móng vuốt nhỏ lắc một cái. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một bình đan dược, hướng trong miệng đổ hai hạt. Ngay tại hắn nuốt đan dược thời điểm, nó Long Châu cùng nhau trở về, thế là Long Châu cùng đan dược bị đồng thời nuốt xuống. Thần Long, loại cảm giác này tựa như là đang ăn lớn chè trôi nước lúc, không cẩn thận liền nuốt hai cái, đặc biệt khó chịu. Bạch Long tỷ tỷ bây giờ là A thập lục bộ dáng, nàng tay phải nhẹ nhàng linh hoạt tiếp nhận Long Châu, tay trái che đậy tại trước miệng. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đem Long Châu thu hồi. Yêu nhã, đẹp mắt. Rõ ràng là nhỏ nhắn xinh xắn A thập lục hình thể, nhưng Bạch Long tỷ tỷ nhất cử nhất động, quả thực là cho người ta một loại thành thục hương vị. Loại này mãnh liệt không hài hòa cảm giác, nhưng có loại ngoài ý muốn mỹ cảm. Tống Thư Hàng âm thầm đổi mấy cái thị giác góc độ, đều không có thể nhìn thấy Bạch Long tỷ tỷ là thế nào nuốt trở lại Long Châu là nuốt vào. Vẫn là giấu tại trong miệng. Hắn lại xoay đầu lại nhìn về phía A thập lục, kết quả A thập lục bên kia, cũng sớm đã đem Long Châu thu về, hắn không thấy gì cả. Theo Long Châu thu về sau, Tô thị A thập lục khí tức trên thân cường độ càng tiến một bước, đỉnh đầu Long Giác có điện cô thỉnh thoảng lấp lóe. Bây giờ nàng, đã ở vào tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm một bước cuối cùng, tứ phẩm cảnh giới muốn ngưng tụ tiên cốt, đã sớm tại Bạch Long tỷ tỷ phụ trợ bên dưới tạo thành hình, liên tiếp hư đan. Trên thực tế, A thập lục đã sớm đạt đến tấn cấp độ kiếp điểm tới hạn. Bất quá, Bạch Long tỷ tỷ một mực đang áp chế lực lượng của nàng, vì chính là muốn nghẹn Long Văn. Bạch Long tỷ tỷ đối A thập lục yêu cầu cực cao, ở phương diện này nàng phi thường nghiêm khắc. Mức độ thấp nhất là 8 Long Văn Kim Đan. Bởi vì nếu chỉ là thất Long Văn Kim Đan lời nói, tương lai muốn bước vào trường sinh giả cảnh giới tỷ lệ, không sai biệt lắm là không. 8 Long Văn Kim Đan lời nói. Trong lịch sử tốt xấu có mấy vị sách giáo khoa cấp bậc tồn tại, trở thành trường sinh giả. Tỷ như, sống ở sách giáo khoa bên trong Hà Chỉ Ma Đế. A thập lục muốn độ kiếp rồi. Tống Thư Hàng nhíu mày hỏi, hắn tại thập lục trên thân ngửi được thiên kiếp tiến đến trước cái chủng loại kia đặc thù hương vị. Gần nhất hơn nửa năm qua, hắn cùng thiên kiếp đại gia mỗi tháng đều muốn gặp được một hai lần. Nếu như tăng thêm đứng ngoài quan sát người khác độ kiếp, cùng thiên kiếp đại gia gặp mặt số lần thì càng nhiều. Tống Thư Hàng đối thiên kiếp không thể quen thuộc hơn được. Bệnh lâu thành lương y. Đồng dạng, độ thiên kiếp nhiều, độ thường xuyên, Tống Thư Hàng cũng thành nửa cái độ kiếp chuyên gia. Sở dĩ chỉ có thể coi là nửa cái, là bởi vì hắn độ kiếp kinh nghiệm không có đủ tác dụng tham khảo, cũng chỉ có liên quan tới thiên kiếp hiệu quả cùng uy lực, cùng thiên kiếp đại lão mỗi tháng trò mới, có thể miễn cưỡng lấy ra cho bọn hậu bối tìm hiểu một chút. Hừm, nàng tích lũy đã không sai biệt lắm. Kinh lịch nhiều như vậy sự sống còn, kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, nàng bây giờ có rồi trùng kích cửu Long Văn điều kiện. Bảo tám sông chín, Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói. Sẽ có hay không có điểm nhanh, Tống Thư Hàng có chút lo lắng nói. Mặc dù hỏi ra vấn đề này lúc, cảm giác có điểm là lạ, nhưng hắn là thật đang lo lắng A thập lục. Lấy bình thường tu sĩ khi độ kiếp ở giữa để tính, A thập lục lần trước độ tứ phẩm kiếp cự ly hiện tại mới nửa năm không đến. Không nhanh. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói, ta từng mang nàng ở một cái long giới bí cảnh bên trong thí luyện qua thời gian rất lâu. Đó là một cái thời gian loại bí cảnh, sở dĩ thập lục tấn cấp là nước chảy thành sông, cũng không có đốt cháy giai đoạn, người không cần lo lắng. Nói cách khác, A thập lục gần nhất nửa năm qua, thực tế thời gian tu luyện đã rất dài ra. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Dạng này hắn an tâm. Đốt. Lúc này, một ngón tay đập vào Tống Thư Hàng trên đầu. Phát ra thanh thúy gõ chuông tiếng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cái gì đều có thể bán tiền bối tâm mệt mặt. Long Châu đâu, cái gì đều có thể bán tiền bối hỏi, đây chính là hắn hóa đơn nhận hàng khoản bằng chứng. Yên tâm đi, tiền bối. Tống Thư Hàng há mồm phun một cái, Bạch tiền bối cái viên kia Long Châu bị phun ra, lơ lửng ở trong hư không. Cái gì đều có thể bán tiền bối khóe miệng co giật. Hắn đưa tay thi pháp. Giữa thiên địa thủy khí ngưng tụ, bao trùm cái này Long Châu, toàn phương vị không góc chết cọ rửa một lần. Không nghĩ tới tiền bối ngươi còn có bệnh thích sạch sẽ. Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán tiền bối liếc mắt, ta từ trong miệng phun ra hạt châu,
ngươi thử lấy tay trực tiếp bắt thử một chút. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, trước đó A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ các nàng phun ra Long Châu, hắn đều trực tiếp liền đưa tay tiếp A. Cái gì đều có thể bán, đại lão nắm cái này Long Châu, cẩn thận quan sát tới. Trước đó tại Tà Liên thế giới lúc, mặt trời nhỏ T233 hào giao hàng lúc, hắn không có hảo hảo kiểm hàng. Lần này hắn cố ý để ý, từ Tống Thư Hàng trong tay thu về Long Châu lúc, trên dưới dò xét, cẩn thận quan sát. Sợ Long Châu lên xuất hiện tỉ vết, ảnh hưởng hắn kết thúc công việc khoản. Hừm, nhìn qua không có vấn đề, cái gì đều có thể bán, đại lão hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lấy ra hộp, dùng một khối khăn lụa cẩn thận từng ly từng tí nắm Long Châu, nắm lấy hắn hướng trong hộp nhỏ lấp đầy. Một chảo. Không nhúc nhích. Cái gì đều có thể bán, đại lão lại một chảo. Long Châu lơ lửng trong hư không, liền cùng cố định đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Cái gì đều có thể bán, đại lão tiếp cận Tống Thư Hàng. Ta cái gì cũng không làm. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, vì bày ra bản thân là trong sạch, Tống Thư Hàng lui về sau ba bước. Hắn vừa lui, Long Châu cũng đi theo lui. Tống Thư Hàng lui bao nhiêu cự ly, Long Châu liền lui bao nhiêu, thủy chung cùng hắn duy trì một tay tí cự ly. Tống Thư Hàng. Cái gì đều có thể bán, đại lão. Tiền bối, ta nếu là nói ta thật sự không đối viên này Long Châu làm bất kỳ tay chân, ngài tin tưởng sao? Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hừm, ta tin, cái gì đều có thể bán, đại lão ổn trọng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái gì đều có thể bán, đại lão vẫn là rất lý giải hắn nha. Sở dĩ, ngươi chừng nào thì có thể đem viên này Long Châu trả lại ta. Cái gì đều có thể bán, đại lão tiếp tục bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng. Hắn thử đưa tay nắm cái này Long Châu, sau đó đưa nó phóng tới cái gì đều có thể bán tiền bối trong hộp. Lần này, Long Châu không tiếp tục kháng cự. Cái gì đều có thể bán, đại lão không yên lòng. Lần nữa kiểm tra một lần về sau, đóng lại hộp, đem viên này Long Châu thu hồi. Vĩnh biệt, bá Tống đạo hữu, đại lão tiêu sái khoát tay áo, xé mở không gian cấm chế. Lần trước tiền bối ngươi cũng là nói như vậy, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Cái gì đều có thể bán, đại lão bước chân cứng đờ, một lát sau, đầu hắn cũng không quay về, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng kỳ thật rất muốn giữ lại cái gì đều có thể bán, đại lão. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, tiếp xuống rất có thể hữu dụng lên cái gì đều có thể bán, đại lão địa phương. Tỷ như hắn hiện tại trạng thái thân thể, liền có chút nhỏ không ổn. Tại thiên đế thời gian pháp thuật kết thúc, Hà Chỉ Ma Đế cái kia một kiếp tiên đỉnh phong lượng năng lượng rót xong, Tống Thư Hàng luôn cảm giác thân thể của mình có chút không đúng, nhưng cụ thể lên còn nói không ra là nơi nào không thích hợp. Vừa rồi hắn vào xem lấy giới vẩy Tô Thị A Thập Lục, cả người đều ở vào một loại khẩn trương. Kích thích trạng thái, trên tinh thần kích thích đè xuống thân thể khó chịu. Mà theo giới vậy kết thúc, Long Châu trở về, cái gì đều có thể bán, đại lão rời đi về sau, Tống Thư Hàng thân thể không tốt trạng thái liền bắt đầu phản ứng ra. Đầu tiên là tứ chi huyễn đau nhức. Rõ ràng cổ trở xuống thân thể đều nổ không có, nhưng bây giờ thân thể của hắn lại truyền đến từng đợt lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ cảm giác, ngoài ra còn có bị Đông Phương Lục Tiên Tử mở ra xe lưu tại lặp đi lặp lại nghiền ép ảo giác. Huyễn đau nhất là chân thật như vậy, để Tống Thư Hàng có loại thân thể của mình mọc trở lại ảo giác. Bất quá, loại trình độ này thống khổ đối Tống Thư Hàng đến nói cũng không tính cái gì, hắn trải qua thống khổ so người đồng lứa nếm qua gạo còn nhiều. Loại thống khổ này hắn còn có thể tiếp nhận 10 cái. Nhưng ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy cùng xe lu nghiền ép huyễn đau nhất bên trong, cách mỗi 20 giây tả hữu sẽ chuyển đến một trận lưng đau, cái này mới là chí mạng nhất. Cái này lưng đau cảm giác. Tựa như là có người tại đá mạnh phần eo của mình, thận cùng đan điền đều muốn bị đá bể đồng dạng, tâm lý cùng thân lý lên đều khó mà tiếp nhận loại này kịch liệt đau nhức. Mặt khác, trừ huyễn đau nhức bên ngoài, Tống Thư Hàng còn cảm giác mình khí huyết tại ngược dòng. Năng lượng trong cơ thể tại án lấy 33 thú tiên thiên nhất khí công vận chuyển thời điểm, vận chuyển hảo hảo, có đôi khi lại đột nhiên bì một chút, phanh gấp hoặc là nguyên địa rút lui. Loại cảm giác này, để hắn có loại muốn nôn ra máu xúc động. Nhưng hắn hiện tại trạng thái, căn bản huệ không ra máu đến, nghẹn khó chịu. Tẩu hỏa nhập ma, lúc này, Tống Thư Hàng đỉnh đầu một cây ngốc mao hữu khí vô lực nhếch lên tiếng nói. Là sở các chủ ngốc mao. Lúc này thanh âm của nàng lộ vẻ phi thường suy yếu, lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở.
Tại công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử dựng loại bỏ lưới thời điểm, căn này sở các chủ ngốc mao cũng cống hiến mình chỉ có lực lượng. Nhưng bởi vì tại Gô Thánh Sơn thí luyện bên trong, hạch tâm thế giới bị che đậy, ngốc mao không cách nào từ bản thể cái kia điều động năng lượng, cho nên ngốc mao bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, không cách nào được bổ sung, lộ vẻ dị thường suy yếu. Là di chứng, A Thập Lục bộ dáng Bạch Long tỷ tỷ, chậm rãi nói. Nàng tiến lên một bước, đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, sử dụng một loại dẫn đạo, trấn an loại tinh thần hệ pháp thuật, làm dịu Tống Thư Hàng lúc này thống khổ. Tống Thư Hàng cười khổ hỏi, là Hà Chỉ Ma Đế cái kia sóng năng lượng quà tặng nguyên nhân sao? Hắn hiện tại đã không còn là tu chân thuần bạch. Cho nên sở các chủ cùng Bạch Long tỷ tỷ nhấc lên, hắn liền lập tức minh bạch nguyên nhân. Hắn tại ngưng tụ nguyên anh phôi thai thời điểm, đại lượng sử dụng Hà Chỉ Ma Đế năng lượng. Bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, nhóm này Hà Chỉ Ma Đế viễn trình truyền tới năng lượng, đều không có trải qua làm sao luyện hóa, liền trực tiếp điều lấy sử dụng. Loại phương thức này, tự nhiên sẽ lưu lại tai họa ngầm. Huyễn đau nhức và khí huyết ngược dòng, vẫn chỉ là tai họa ngầm bộc phát bắt đầu. Nếu như không sớm một chút giải quyết cái này di chứng, hắn tình trạng sẽ thay đổi càng thêm ác liệt. Tiền bối, có biện pháp giải quyết sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Kỳ thật, tại Tống tiền bối người chuyên tâm lúc tu luyện, Bạch tiền bối cùng Xích Tiêu Kiếm các tiền bối liền thảo luận qua việc này. Vỏ đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, lúc ấy Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, kỳ thật chỉ cần Tống tiền bối người chết lên một lần, liền mọi thứ đều xong xuôi rồi. Đừng đem chết loại này chuyện kinh khủng treo ngoài miệng a. Tống Thư Hàng tâm mệt mỏi nói. Ta cũng là cho rằng như vậy. Cho nên ta lúc ấy, rất nghiêm túc kháng nghị Xích Tiêu Kiếm tiền bối phương án. Vỏ đen Vũ Nhu Tử điềm tĩnh cười nói. Nhưng cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại vo thành một nắm, nói, sau đó ta liền bị Xích Tiêu Kiếm tiền bối hung hăng trách cứ, nó dùng thanh thúy đáng yêu thanh âm lớn tiếng nói ta không xứng làm tâm ma. Tống Thư Hàng cắn răng, nói, chờ Xích Tiêu Kiếm tiền bối trở về, ta liền để hắn kiến thức hạ cái gì gọi là chân chính tâm ma, ta nhất định phải làm cho nó sinh cái tiểu tâm ma ra. Bạch Long tỷ tỷ phiên dịch một mực không ngừng. Bên trên thần long khóe miệng co giật. Trừ chết đến một lần bên ngoài, còn có cái khác phương án sao? Tống Thư Hàng chờ đợi hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn lại cảm thấy đan điền của mình phần eo cái này một mảnh khu vực, bị người hung hăng đạp một cước. Mà lại loại thống khổ này cảm giác còn tại cường hóa. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là hung hăng đá một cước trình độ, đã tiến hóa thành tại eo vị trí hung hăng nhảy nhót cường độ. Còn tiếp tục như vậy, loại này eo khu vực trà đạp cường độ tiến hóa thành quảng trường múa cấp cùng mộ phần nhảy disco cấp ở trong tầm tay. Thư Hàng, người nói trước đi nói người hiện tại triệu chứng, sau đó các tiền bối tốt đúng bệnh hốt thuốc. Bạch Long trạng thái Tô Thị A Thập Lục bay đến Tống Thư Hàng bên người, dùng móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng thay Tống Thư Hàng sửa chữa trên thân quá tươi tốt cành. Trên tổng thể đến nói, một là thân thể huyễn đau nhức, hai là khí huyết ngược dòng. Tống Thư Hàng bắt đầu đơn giản đem trạng thái của mình miêu tả một lần. Bạch Long tỷ tỷ hoàn mỹ phiên dịch. Nhưng thần Long tiền bối vẫn như cũng nghe sửng sốt một chút. Bởi vì Tống Thư Hàng trong miêu tả, tựa hồ có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Tỷ như cảm giác giống như là bị Đông Phương Lục tiên tử nghiền ép, còn có cái gì mộ phần nhảy disco A loại hình đồ vật loạn thất bát tao. Nghe liền cảm giác có loại không cứu nổi nặng chứng màn cuối cảm giác. Chỉ có hai loại trạng thái sao? Sở các chủ ngốc mao suy yếu hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời, tạm thời chỉ có cái này hai đại loại không tốt phản ứng. Tứ chi huyễn đau nhức hẳn là tẩu hỏa nhập ma bên trong nhập ma phản ứng, thuộc về trên tinh thần di chứng. Bạch Long tỷ tỷ nói. Mà khí huyết ngược dòng thì là thể nội năng lượng tại tẩu hỏa nguyên nhân, bất quá có nho ra thánh nhân thánh huyết chấn áp, trên tổng thể loại này tẩu hỏa phản ứng, không nổi lên được sóng to gió lớn. Sở các chủ nói bổ sung. Nho ra thánh nhân chi huyết, là cái thứ tốt. Nếu không phải có nó tại toàn bộ hành trình chấn áp, chỉ là cái kia khí huyết ngược dòng di chứng, đều có thể dày vò đến Tống Thư Hàng bạo thể. Trên tổng thể so với chúng ta dự tính muốn tốt, Bạch Long tỷ tỷ nói, phương án giải quyết, còn được dựa vào bế quan. Người bớt chút thời gian bế quan một chuyến, đem thể nội tất cả thuộc về Hà Chỉ Ma Đế năng lượng tinh tế luyện hóa một lần, để bọn chúng thực sự trở thành chính ngươi năng lượng, đánh lên ngươi lạc ấn. Khí huyết ngược dòng di chứng liền sẽ tự nhiên tiêu tán. Trên tinh thần di chứng, cũng chỉ có dựa vào chính người cường đại ý chí đi vượt qua. Sở các chủ nói, còn có cái phương án,
chính là để cho mình thân thể biến càng cường đại. Chỉ cần cường độ thân thể đi lên, chỉ là khí huyết ngược dòng, hút khẩu khí liền có thể cưỡng ép chân áp. Thần Long chậm rãi nói, cho nên, vấn đề lại về tới điểm xuất phát. Thánh viên Long lực thần công tổng cương truyền thừa, tại triệu hoán lấy bá tống thiếu niên. Ta hiểu được, thánh viên Long lực thần công truyền thừa cuối cùng. Ta vốn chính là hướng về phía nó tới, hiện tại. Ta càng là không kịp chờ đợi muốn lấy được nó. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Dứt lời, hắn nhìn về phía thần Long tiền bối, Cô Thánh Sơn cuối cùng thí luyện còn có mấy cái khâu. Nói thế nào hắn cũng là làm qua lâm thời thí luyện quan người, lúc này có hay không nội bộ tin tức, tiết lộ một chút. Hắn muốn nhất cổ tác khí, xông đến truyền thừa thí luyện khu vực đi. Bạch Long tỉ tỉ mặt không biểu tình phiên dịch. Hoàn toàn chính xác còn có mấy cái sàng chọn khâu, mà lại độ khó không nhỏ. Vừa rồi từ ta cái này thông qua thí luyện giả, chí ít sẽ bị sàng chọn rơi 6 thành trở lên. Bất quá đối với người đến nói, mấy cái kia khâu không có nhiều ý nghĩa. Thần Long tiền bối chậm rãi trả lời. Mặc dù nó cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng ở tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nó tam quan đều hứng chịu tới to lớn xung kích. 7 cái tiểu đan điền còn ngưng kết 7 cái nguyên anh phôi thai, kiếp tiên đỉnh phong cấp năng lượng quán thể đều có thể chống đỡ xuống dưới, công đức chi quang tức manh còn có được thần trí, một thân ngoại viện nhiều không kể xiết. Chỉ là hướng người mượn mấy cái Long Châu quá trình. Bá Tống tiểu hữu vài phút tìm một nhóm lớn có thể không nhìn Ngô Thánh Sơn không gian giam cầm cường lực đại lão, đem Ngô Thánh Sơn thí luyện không gian giam cầm đều mặc thành cái sàng, viễn trình đem Long Châu đưa tới. Cái này một thân thần trang phối trí, để hắn đi cùng cái khác thí luyện giả cùng đi xông tiếp xuống thí luyện không gian, quá làm nhục người. Cái khác thí luyện giả nhóm, áp lực tâm lý đến bao lớn. Thân là Ngô Thánh Sơn thí luyện chi địa thí luyện quan, vì thú tu giới tiềm lực tu sĩ tương lai cân nhắc. Thần Long cảm giác có cần phải sử dụng mình bảo tống danh ngạch, trực tiếp đem bá tống làm tới điểm cuối cùng đi, miễn cho hắn trên đường đi đâm thú tu giới thí luyện giả tâm can. Lấy bá tống đâm tâm năng lực, liền xem như siêu hợp kim đả chú lão thiết, cũng phải bị đâm thành cái sàng. Dù sao, mỗi lần thí luyện, nó đều có 4 cái bảo tống điểm cuối cùng danh ngạch. Bất quá cho tới nay, những này danh ngạch đều là nát tại nó móng vuốt bên trong, thậm chí bây giờ tham gia thí luyện thú tu. Cũng không biết thần Long trong tay có nối thẳng xe danh ngạch loại này thiết lập. Ta trực tiếp đem ngươi đến tổng cương truyền thừa cổng đi. Còn có thể hay không mở cửa lớn ra, tiến vào tổng cương truyền thừa chi địa, liền xem chính ngươi duyên phận. Thần Long tiền bối chậm rãi nói. Nhân viên nội bộ thông đạo, nghe xong Bạch Long tỉ tỉ phiên dịch về sau, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Đây chính là khi cộng tác viên chỗ tốt a. Thần Long tiền bối liếc mắt. Cái dám đấy. Là ta đưa cho ngươi bảo tống danh ngạch. Nhưng nghĩ nghĩ, nó lười giải thích. Bởi vì muốn giải thích bảo tống danh ngạch lời nói không chừng còn được giải thích mình tại sao phải đưa Tống Thư Hàng bảo tống danh ngạch. Vạn nhất giải thích không tốt, để bá Tống Huyền Thánh hiểu lầm nó cùng hắn ở giữa có hữu nghị, đả xà tùy côn bên trên. Vậy nó lại muốn lời giải thích, chẳng phải là phiền phức càng thêm phiền phức. Thế là, thần Long nhẹ gật đầu, đúng, chính là nhân viên nội bộ thông đạo. Tống Thư Hàng nghe vậy, một trận mừng rỡ, nếu như là nhân viên thông đạo, cái kia Bạch Long tỷ tỷ cũng có thể bị truyền tống vào đi sao. Nàng trước đó cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ phối hợp ta, cho nên, nàng cũng coi là lâm thời nhân viên một viên A. Bạch Long tỷ tỷ hiện tại cùng Tô Thị A Thập Lục là một thể, nàng muốn đi vào, A Thập Lục đương nhiên cũng phải tiến vào. Thần Long móng vuốt nhỏ cứng đờ. Cái này cũng còn có thể đánh rắn theo côn lên. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là tự xưng cấn tay côn trùng tồn tại, thực sự khó đối phó. Mà thôi, dù sao danh ngạch cũng dùng không hết, thần Long tâm mệt thở dài, đúng vậy, nhân viên thông đạo chính là như thế tiện lợi. Ta một hơi đưa các ngươi đi. Tống Thư Hàng cảm kích ngắm nhìn thần Long tiền bối hắn cảm giác mình cùng thần Long tiền bối ở giữa, đã có hữu nghị hạt giống, tại nảy mầm. Mà lại, thần Long tiền bối tính cách, thật phi thường thích hợp trở thành một cái hảo bằng hữu. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi trước trạm cuối cùng. Tống Thư Hàng đem A Thập Lục tu bổ hạ nhánh cây cất kỹ là thời điểm cùng một thân thể cáo biệt, ngưng tụ ra chính hắn nhục thân. Tống tiền bối, chúng ta không chờ sau đó Bạch tiền bối sao? Da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Tô Thị A Thập Lục nói, lại nói, Bạch tiền bối chạy đi đâu rồi? Tống Thư Hàng lắc đầu. Bạch đạo hữu, chờ hắn ra lúc, ta cũng đem hắn trực tiếp mang đến trạm cuối cùng đi. Thần Long ở một bên đáp.
Cũng tốt, Tống Thư Hàng đối Thần Long tiền bối ôm quyền, vậy liền phiền phức Thần Long tiền bối. Nâng chảo chi cực khổ, Thần Long dứt lời, đưa tay ở sau lưng mình một điểm, mở ra một cái vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng xoay tròn lấy, phóng thích thất thải quang mang, cuối cùng hóa thành một cái không gian thông đạo. Đúng rồi, Thần Long tiền bối. Tống Thư Hàng đưa tay nâng lên một chút, viên kia kim đan mã hai chiều bị hắn tế ra, phủ trước mặt Thần Long tiền bối. Như là đã kết xuất hữu nghị hạt giống, vậy cái này đoạn chân quý hữu nghị liền hảo hảo giữ gìn một chút, tranh thủ nảy mầm. Đây là cái gì? Thần Long hiếu kỳ dùng tinh thần lực hướng kim đan mã hai chiều lên quét qua, đây là chư thiên vạn giới tu sĩ bệnh chung một trong. Gặp gỡ một cái lạ lẫm lại không cách nào lý giải đồ vật, thử hướng trong đó thâu điểm linh lực, hoặc là dùng tinh thần lực quét hình hạ nó cấu tạo, là cơ bản thao tác. Thần Long cũng không ngoại lệ. Tinh thần lực quét qua về sau, liền có một cái nhắc nhở bắn ra. Đinh ngài đã tăng thêm bá Tống Huyền Thánh làm hảo hữu. Đoạn chữ viết này không cần phiên dịch, bởi vì bản thân liền là trực tiếp tại Thần Long tinh thần trung thành hình, tự mang phiên dịch công năng. Thần Long, làm cái gì đấy, đây là làm cái gì đấy? Ta lúc nào cùng bá Tống trở thành bạn tốt? Đinh bá Tống mới xây hảo hữu phân tổ VIP đại lão tổ đem cũng ngài rời nhập trong đó, Đinh bá Tống vì ngươi ghi chú biệt danh là Thất Long Châu. Thần Long một cái móng vuốt nhỏ, gắt gao đặt tại trên lồng ngực của mình. Hảo hữu cái từ này, tức lạ lẫm lại quen thuộc. Còn có Thất Long Châu cái này chi kỷ ghi chú. Không, không tốt, nhịp tim tựa hồ ẩn ẩn có chút tăng nhanh. Đây là, tâm, cơ tắc nghẽn cảm giác. Không, không đúng. Không phải cơ tim tắc nghẽn. Cơ tim tắc nghẽn không có mãnh liệt như vậy. Loại cảm giác phi diệu này. Hỏng bét, là tâm động. Mạch vỡ tan cảm giác. Nó muốn tránh nhất miễn sự tình, lại nhất nhất tại nó trước mắt thực hiện. Sợ cái gì liền đến cái gì. Lần sau nếu như còn có cơ hội gặp mặt, nó nhất định phải dùng móng vuốt đem bá Tống Huyền Thánh đè xuống đất, không cho hắn phát biểu cơ hội thuận tiện để hắn kiến thức hạ Thất Long Châu chiến lực đáng sợ. Một bên khác, da đen Vũ Nhu Tử, Bạch Long tỷ tỷ trước trở về đến hai người thể nội. Sau đó, Tống Thư Hằng cùng Tô Thị A thập lục bước vào thất thải thông đạo. Thông đạo cũng không phải là song song, mà là như giếng sâu đồng dạng. Hai người một đường hạ xuống. Tống Thư Hằng khẩn trương dắt Tô Thị A thập lục, móng vuốt nhỏ. Vẫn được sao? A thập lục cười hỏi, nàng biết Tống Thư Hằng có sợ độ cao sợ nhanh chứng. Nàng đuôi rồng, quấn lấy Tống Thư Hằng eo. Vẫn được, Tống Thư Hằng mạnh miệng nói, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, ta thắt ở thí luyện chi địa bên ngoài chó con, còn không có mang tới. Kia là bị từ thú tu giới Gô Thánh Sơn phát xạ đến Kim Nguyệt về sau, tại Kim Nguyệt thứ nhất thí luyện lúc, Tống Thư Hằng bắt chó hình quái thú. Bởi vì thân thể của bọn chúng cấu tạo, rất tiếp cận tâm ma, Tống Thư Hằng đối bọn chúng sinh ra hiếu kỳ. Thế là, hắn bắt một con đại cẩu quái vật, nhìn xem có thể hay không mang về nuôi. Tại cùng Thần Long tiền bối gặp nhau trước, Tống Thư Hằng đem con kia đại cẩu thắt ở bên ngoài, hiện tại đoán chừng còn buộc lên. Đợi sau khi trở về, lại nhớ kỹ đưa nó mang về đi. Tô Thị A thập lục cười nói. Cũng chỉ đành như thế. Tống Thư Hàng ổn trọng gật đầu mượn cùng A thập lục nói chuyện phiếm, chuyển di lực chú ý, lấy làm dịu mình triệu chứng. Lại nói, người di chứng có mới biến hóa sao? Lúc này, sở các chủ ngốc mau đột nhiên hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, vẫn là như cũ, muốn ói thêm đau bụng. Sở các chủ ngốc mau như có điều suy nghĩ. Trước đó nàng một mực đang nghĩ lấy Tống Thư Hàng triệu chứng này, chính là hà chỉ ma đế rót công di chứng. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Triệu chứng này có phải là có điểm giống mang thai sau nôn nghén tình hình? Tống Thư Hàng, luôn cảm giác từ sở tiền bối ngươi ngốc mau bên trên, truyền đến từng đợt ác ý. Ngươi suy nghĩ nhiều, sở các chủ thanh tuyến cân bằng, đọc đến không ra mảy may tâm tình chập chờn. Mặt khác, có lẽ ngươi di chứng, không có chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Từ sau di chứng phát tác đến bây giờ, ngươi triệu chứng cơ hồ không có tăng thêm. Ta nghĩ đến một sự kiện. Sở các chủ tiếp tục nói, là thiên đế cái kia thời gian pháp thuật tác dụng. Tại cái kia thời gian pháp thuật bên trong, Tống Thư Hàng thân thể cùng bị nho ra thánh nhân chi huyết bao khỏa hệ thống tu luyện, bị gia tốc tương đương với tiến hành một lần thời gian không ngắn bế quan. Có lẽ chính vì vậy, Tống Thư Hàng di chứng mới có thể như thế rất nhỏ. Cho nên, ta được cảm tạ nàng, Tống Thư Hàng nói. Cảm tạ vẫn là quên đi, sở các chủ đạo,
nàng cùng thiên đế không hợp nhau, song phương là đối địch lập trường. Đến, hình người Bạch Long tỷ tỷ toát ra cái đầu, lên tiếng nói. Trước kia là Bạch Long tỷ tỷ ký sinh tại Tô Thị A Thập Lục trên thân. Hiện tại xem ra, thì là Tô Thị A Thập Lục ký sinh trên người Bạch Long. Thu được, Tống Thư Hàng bước chân trong hư không nhẹ nhàng đạp mạnh. Màu đen hoa sen phù hiện ở lòng bàn chân hắn, nâng thân hình của hắn. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục thuận lợi hạ xuống. Trên đỉnh đầu cái kia thất thải không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Điểm hạ cánh là cũng không có chút nào sáng tạo cái mới đen nhánh không gian, liền cùng bị ném vào phòng tối đồng dạng, đặc biệt kiềm chế. Đây cũng là đại bộ phận thí luyện đều thích dùng sáo lộ. Bất quá, khi Tống Thư Hàng Tô Thị A Thập Lục rơi xuống đất thời điểm, chung quanh như là mở đèn đồng dạng, đột nhiên phát sáng lên. Thuyền, tiên thuyền, Tống Thư Hàng nhìn qua dưới chân. Lúc này hắn cùng A Thập Lục, rơi vào cổ lão cự hình tiên thuyền phía trên. Tại bọn hắn phía trước, chính là cự hình tiên thuyền lối vào đại môn. Đây chính là Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa chỗ. Thoáng có chút ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng còn tưởng rằng truyền thừa chi địa sẽ tại to lớn trong huyệt động, hoặc là độc lập bí cảnh bên trong. Đi vào đi, Sở Các Chủ ngốc mau nói. Nàng cũng có chút hiếu kỳ, Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa sẽ là cái gì bộ dáng. Tống Thư Hàng đưa tay, ấn tại cái kia tiên thuyền chi trên cửa, ý đồ đem cửa đẩy ra. Nhưng đại môn bên trên, hiển hiện từng tầng xích hồng sắc cảnh cáo phù văn, hình thành chống cự tầng, cự tuyệt Tống Thư Hàng. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế liền tiến vào sao. Tống Thư Hàng nói. Bên người, Tô Thị A Thập Lục suy đoán nói, có thể hay không cùng Thanh Loan tiên tử đóng trên tay chúng ta ấn ký có quan hệ. Cái kia tiến vào Gô Thánh Sơn thí luyện tư cách ấn ký. Ta nhớ được ấn ký của ta, che ở trên mặt. Tống Thư Hàng nhớ tới việc này. Thế là hắn đem mặt mình đưa tới, gần sát cái kia tiên thuyền chi cửa. Giọt. Theo một tiếng êm tai điện tử giải tỏa âm thanh, cự hình tiên thuyền đại môn lên màu đỏ phù văn biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục dựng thẳng lên ngón cái. Sau đó, đầu hắn hơi ngửa, dọn xong tư thế, lần nữa đưa tay đẩy hướng đại môn chuẩn bị dùng một cái xoái khí tư thế. Tiến vào chiếc này cự hình tiên thuyền. Đẩy. Đại môn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lại đẩy. Đại môn vẫn như cũ không cho bá Tống Huyền Thánh mặt mũi. Hình tượng này lão ký thị cảm. Trước đó cái gì đều có thể bán đại lão bóp Long Châu lúc, không phải cũng là bộ dáng này sao? Báo ứng thứ này, tới nhanh như vậy. Nhưng cái kia Long Châu lên ta không nhúc nhích tay chân a, báo ứng dựa vào cái gì rơi xuống trên đầu ta? Ta đi thử một chút. Tô Thị A Thập Lục thân hình khẽ động, Long Chảo nhấn về phía trước, phối hợp với Tống Thư Hàng cùng một chỗ đẩy đại môn này. Hai người cùng một chỗ dùng sức. Nhưng cái này tiên thuyền chi cửa vẫn là không nể mặt mũi. Tống Thư Hàng tâm tắc nhìn qua cái này to lớn tiên thuyền không cho mặt mũi như vậy, có tin ta hay không trực tiếp đưa ngươi chứa vào đến hạch tâm thế giới, toàn bộ mang đi a. Ta nhớ được chi cửa thần Long Đạo Hữu nói qua, nếu như là vô duyên người. Liền không cách nào tiến vào truyền thừa cuối cùng đại môn. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vang lên. Lại hoặc là các ngươi mở ra đại môn tư thế không đúng, có lẽ tại mở ra trước cổng chính, muốn trước niệm cái gì chú văn. Sở Các Chủ đồng dạng nhắc nhở. Ta đến hỏi hạ thần Long tiền bối thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn kéo ra mình cái kia tu chân bầy hảo hữu liệt biểu, tìm ra mới thêm thất Long Châu thần Long tiền bối. Có hay không thông tin công năng? Tống Thư Hàng thử nghiệm cho cái này tu chân bầy hạ đạt chỉ lệnh. Dù sao Hà Chỉ Ma Đế cái kia ngay cả vòng bằng hữu tin tức công năng đều mở ra, thông tin loại này càng cơ bản công năng, ấn lý thuyết hẳn là cũng mở ra mới đúng chứ. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng từ bỏ tìm tòi thông tin công năng suy nghĩ, ngược lại cầu kỳ thứ. Có thể hay không cho thần Long tiền bối viễn trình gửi đi một điểm năng lượng. Tống Thư Hàng lần sau hạ đạt chỉ lệnh. Lần này, Kim Đan Mã Hai Triều lập tức thi hành mệnh lệnh. Ninh, viễn trình hướng thất Long Châu thần Long truyền lại năng lượng, phải chăng tăng thêm phụ lời. Ha ha ha, rốt cục ta cũng là có tao thao tác nam nhân. Tống Thư Hàng tâm tình vui vẻ. Ninh gửi đi thành công. Tống Thư Hàng sững sờ, gửi đi thành công. Gửi đi cái gì ý tứ? Đợi chút nữa. Vừa rồi đến cùng gửi đi cái quỷ gì, rút về, mau bỏ đi về. Một bên khác. Thần Long tiền bối chính ghé vào trong hư không, xem năm nay Huyền Thánh giảng pháp tiếp sóng.
Bởi vì nó vừa mới thức tỉnh không lâu, cho nên xem huyền thánh giảng pháp, là từ thiên niên đệ nhất thánh bá Tống huyền thánh bắt đầu, từng cái xem xuống tới. Thần Long tiền bối xem tiếp sóng tốc độ, thật nhanh. Nó cảnh giới này đại lão, coi như tồn tại trạng thái dị thường, nhưng vẫn là có chút thủ đoạn đặc thù. Nó tại xem tiếp sóng thời điểm, có thể dùng gấp 10 nhanh thậm chí tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng xem huyền thánh giảng pháp. Dù sao đối với hắn cảnh giới này tồn tại đến nói, bát phẩm huyền thánh giảng pháp, cũng liền nhìn cái đại khái, tùy tiện ngắm một chút, có cái gì thú vị điểm. Chân chính đối bọn chúng hữu dụng huyền thánh giảng pháp, cũng không nhiều. Rất nhanh, thần Long tiền bối liền đem trước 7 cái huyền thánh giảng pháp xem hết. Có ý tứ, bá Tống huyền thánh lại còn là thiên niên đệ nhất thánh. Thần Long tiền bối một hơi xem hết phía trước vị trí thứ 7 huyền thánh giảng pháp, sau đó điểm nhập cái thứ 8 giảng pháp. Đối với nó tới nói, phía trước 7 vị huyền thánh giảng pháp bên trong, sáng chói không nhiều. Dù sao, giảng pháp cũng chỉ là vừa tấn thăng huyền thánh, cảnh giới cùng tầm mắt, đều hạn chế bọn hắn giảng pháp chiều sâu. Kỳ thật liền xem như những thiên chi kiêu tử kia, tại huyền thánh giảng pháp thời điểm, đều không nhất định có thể nói ra siêu thoát nội dung. Bất quá, bá Tống ngày đó giảng pháp, cũng có điểm hương vị. Thần Long có thể xác định, tuyệt đối là có người cho bá Tống giảng pháp bàn thảo. Ngày đó giảng pháp, giảng chính là lưu truyền rộng rãi đạo tạng, giảng chính là cơ sở. Trong đó quả thực có loại siêu thoát hương vị, đây tuyệt đối là trường sinh giả cấp bậc giảng pháp bàn thảo. Chỉ là bá Tống huyền thánh khẩu tài cùng cảnh giới không được, đem giảng pháp bàn thảo hiệu quả giảm đi, thực sự tiếc nuối. Hy vọng có cơ hội có thể kiến thức bên dưới nguyên giảng pháp bàn thảo. Ngàn năm thứ hai thánh thất sinh phù phủ chủ Phật hệ giảng pháp, thoáng có chút điểm nhấp nháy. Sau đó vị kia thiên niên đệ lục thánh bạch thánh giảng pháp, trượt vô cùng. Bạch thánh sâu trên người bên dưới tràn đầy thần bí, liền thần long đều thấy không rõ sâu cạn của hắn, hắn giảng pháp hiệu quả, thần long có thể cho cái cao cho điểm. Còn sót lại mấy vị khác, cơ bản tại tuyến hợp lệ tả hữu. Nhất trượt chính là ngàn năm thứ ba thánh, lại còn dùng huyền thánh giảng pháp cơ hội tỏ tình, cái này thao tác kém chút lóe thần long eo. Đầu năm nay người trẻ tuổi ý nghĩ, thần long thật có chút xem không hiểu. Cái thứ 8, lại nói, ngoại trừ bá Tống huyền thánh cái này hàng lởm bên ngoài, gần nhất một hơi ra nhiều như vậy huyền thánh sao? Thần Long tiền bối thầm nghĩ trong lòng. Dĩ vãng ngàn năm cũng khó khăn đạt được mấy cái bát phẩm huyền thánh, năm nay tựa hồ tụ tập tại gia. Quả nhiên, thiên địa đại biến sắp đến. Loạn thế xuất anh hùng, đồng lý, các thiên tài cũng sẽ ở thiên địa đại biến thời khắc, nhao nhao ra mặt. Một cái đại thế, đã đến gần. Trong lúc suy tư, Thần Long điểm mở cái thứ 8 giảng pháp. Bá Nho huyền ma giảng pháp, cái này, tựa hồ cũng là bá Tống tiểu hữu đi. Thần Long lẩm bẩm nói. Nhưng là, huyền ma không phải cửu u thế giới thánh hào sao? Cửu u thế giới hiển thánh giảng pháp, lúc nào hiện thế cũng có thể thu đến rồi. Chẳng lẽ hiện thế cùng cửu u thế giới đã đạt thành chung nhận thức, tiến vào lẫn nhau giao lưu hợp tác giai đoạn? Ta ngủ say mấy năm này, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Mang phức tạp tâm tình, Thần Long tiền bối điểm mở giảng pháp bàn thảo, bắt đầu nhanh chóng quan sát. Bá Nho huyền ma giảng pháp, giảng chính là đạo tâm chủng ma. Giai đoạn trước đều xem như trung quy trung củ, không có sáng mắt địa phương, cũng không có sai lầm gì. Thần Long tiền bối nhìn có chút mệt rã rời. Thế là, hắn lại mở ra gấp 10 lần nhanh quan sát hình thức. Đúng lúc này, đốt một tiếng, Thần Long trong đầu nhận được một đầu tín hiệu. Bá Tống huyền thánh hướng người truyền tống một điểm năng lượng, phụ lời, ha ha ha, rốt cục ta cũng là có tao thao tác nam nhân. Cùng lần trước đồng dạng, trực tiếp tại Thần Long trong đầu vang lên nhắc nhở, tự mang phiên dịch hiệu quả. Thần Long một mặt mộng bức. Đây là ý gì? Tin nhắn quấy rối. Vừa tăng thêm hảo hữu liền phát tin tức nhiễu người, đây là đang thị uy sao? Chờ một hồi hắn muốn nghiên cứu một chút chức năng này. Nhìn xem có thể hay không đem bá Tống huyền thánh cho che giấu. Nhìn thấy bá Tống, Thần Long liền nhớ lại bản thân bị thương tâm linh. Thế là, Thần Long không có trả lời Tống Thư Hàng quấy rối tin nhắn, lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến bá Nho huyền ma giảng pháp bên trong. Bởi vì là gấp 10 lần nhanh, lần không chú ý này thời gian bên trong, bá Nho huyền ma giảng pháp nội dung, đã nhảy qua một đoạn lớn. Giảng pháp bên trong bá Nho huyền ma, tựa hồ thoát cảo. Hắn không còn giảng đạo tâm chủng ma, mà là đổi thành cái khác giảng pháp bản thảo. Như thế nào hiếu? Như thế nào yêu? Bá Nho huyền ma thanh âm,
trực tiếp gõ hỏi nhân tâm. Thậm chí, trong lúc mơ hồ cảm giác bá nho huyền ma khí chất đều biến hóa. Đổi thành nho gia thư sinh khí chất. Có ý tứ, cứ nhiên nửa đường biến bản thảo, thần long tiền bối lập tức tới hào hứng. Sau một khắc, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao, bá nho huyền ma thanh âm, như hỏi ở giữa, thẳng vào nhân tâm, khiếp người tiếng lòng. Nhìn ta con mắt, bá nho huyền ma quát lớn. Giờ khắc này hắn, phảng phất là nho gia vị kia thánh nhân giáng lâm, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Thần long cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt rời về phía bá nho hai mắt. Sau đó, thần long thấy được một đạo quỷ dị quang mang, trong đó vĩ lực xuyên thấu qua huyền thánh giảng pháp tiếp sóng, trực tiếp giáng lâm tại trên người của nó. Thần long thực lực cảnh giới rất mạnh, liền bạch long tỷ tỷ cũng không dám khinh thị hắn, nó chân thực cảnh giới rất có thể thuộc về trường sinh giả liệt kê. Nhưng là, sự tồn tại của nó trạng thái rất đặc thù. Điểm ấy là thần long bản thân chính miệng cùng Tống Thư Hàng nhắc tới. Sở dĩ, bởi vì trạng thái hạn chế, hắn trúng chiêu. Đạo này thánh nhân chi nhãn cường giả giám định thuật vượt qua mấy tháng thời gian, rơi vào thần long trên người, mang cho hắn chân quý thể nghiệm. Tại cường giả giám định thuật có hiệu lực trong nháy mắt, thần long liền minh bạch tại viễn cổ thời đại, thú tu giới vị kia đi khiêu chiến nho gia thánh nhân trường sinh giả vì sao lại khóc trở về. Hắn hiện tại cũng muốn khóc. Đồng thời, hắn nhớ tới trước đó bá tống truyền đến tao thao tác nhắn lại. Đây chính là bá tống nói tao thao tác sao? Đốt bá tống huyền thánh hướng ngài truyền lại một điểm năng lượng. Phụ lời, tiền bối, trước đó là khảo thí, không điều chỉnh tốt, hiện tại bình thường. Ta nghĩ tư vấn bên dưới tiền bối, sau cùng tổng cương nơi truyền thừa đại môn, mở ra có phải hay không cần gì khẩu quyết? Hoặc là phải dùng cái gì tư thế đưa nó mở ra? Thần long toàn thân đều khí đến run rẩy. Cự hình tiên thuyền, truyền thừa chi môn trước mặt. Thành công đem thỉnh cầu gửi đi cho thần long tiền bối, không biết thần long tiền bối có thể nhìn hiểu hay không? Muốn hay không phiên dịch công năng? Tống Thư Hàng còn có chút hơi khẩn trương. Đốt! Lúc này, thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên. Tới, hồi phục tới, Tống Thư Hàng nói. Bảy viên ngọc rồng thần long hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng, phụ lời, cút. Tang Thiên Lương! Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta làm cái gì? Ta ở nơi nào chọc phải thần long tiền bối? Vì cái gì nói ta Tang Thiên Lương? Là có người hay không ngụy trang thành hình dạng của ta, đối thần long tiền bối? Có đáp án sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu. Nếu không, chúng ta phá cửa mà vào. Sở các chủ đề nghị. Đừng vội, cho ta lại tư vấn bên dưới cái khác tiền bối. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi ra bạch tiền bối tuyển hạng. Bản thân bạch tiền bối, tại bản thân phía trước, tựa hồ còn có những chữ khác dấu vết, nhưng bị vẽ rơi mất, nhìn không rõ lắm. Đồng dạng, Tống Thư Hàng thông qua truyền lại công lực phương thức, phụ lời tư vấn, bạch tiền bối, có rảnh không? Ta tiến vào Gô Thánh Sơn sau cùng nơi truyền thừa, nhưng bị ngăn tại ngoài cửa, người biết mở cửa phương pháp sao? Bạch tiền bối rất mau trở lại phục, thử thi triển một chút thu về ta tấm bia đá kia pháp quyết. Thi triển bia đá khống chế pháp quyết. Bia đá ở này chiếc tiên thuyền bên trong sao? Tống Thư Hàng theo lời, thi triển bí pháp. Hắn một thi pháp, liền cảm giác dưới chân có vật gì đó chịu đến dẫn dắt. Sau một khắc, oanh, một tiếng sấm nổ tiếng vang sau, phụ trách tổng cương truyền thừa cái kia chiếc tiên thuyền, nổ. Tống Thư Hàng, mà tại cự hình tiên thuyền nổ tung trong nháy mắt, nguyên bản hưởng ứng Tống Thư Hàng pháp quyết, chậm rãi bị dẫn dắt bia đá cũng trong nháy mắt cắt ra liên hệ. Đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Ta chỉ là nghĩ thoáng cửa, căn bản không nghĩ tới muốn bạo phá chiếc này thiên thuyền, ta cũng không phải bạo phá tổ thành viên ta là hòa bình chủ nghĩa người, chưa từng nghĩ tới phải dùng bạo tạc loại thủ đoạn này đến giải quyết vấn đề. Một lòng hướng tới hòa bình Tống Thư Hàng, ngẩng đầu vọng thiên. Rõ ràng đã không có trái tim, nhưng ngực vẫn là truyền đến từng đợt ý lạnh, thật lạnh thật lạnh. Đặc biệt là, chỉ muốn nghĩ đến đây chiếc tiên thuyền giá trị. Nghĩ đến nổ hắn phải bồi thường khoản tiền lớn, Tống Thư Hàng sắc mặt đều trắng bệch. Hắn không xác định chiếc này truyền thừa tổng cương tiên thuyền, cụ thể chỉ bao nhiêu tiền. Hắn chỉ có thể xác định, đây tuyệt đối là hắn Tống mẫu nhân không thường nổi thiên văn sổ tự. Lúc này thật sự dược hoàn. Ầm ầm, truyền thừa tiên thuyền uy lực nổ tung, cuốn về phía bốn phương tám hướng, vô tình san bằng hết thảy. Nhưng này hai phiến tiên thuyền đại môn nhưng như cũ động thật chặt, bọn chúng không thể phá vỡ.
không chỉ có không nể mặt Tống Thư Hàng, thậm chí không cho sau lưng Tiên Thuyền Bạo Tạc mặt mũi. Bọn chúng, ai mặt mũi cũng không cho. Tất cả uy lực nổ tung, toàn bộ bị bọn chúng dốc hết sức ngăn trở. Đứng ở trước cửa Tống Thư Hàng một nhóm người, hào phát vô thương. Tống tiền bối, truyền thừa Tổng Cương Tiên Thuyền, nổ. Da đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong toát ra, nói khẽ. Tống Thư Hàng lập tức cảm giác mình huyễn chi đau nhức bệnh tình tăng thêm, cái kia đã biến mất trái tim, truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. A, ta đã biết, Vũ Nhu Tử. Tô Thị A Thập Lục Long chảo nhẹ nhàng vỗ vỗ Thư Hàng. Không có việc gì, Thập Lục, không cần lo lắng cho ta. Tống Thư Hàng đưa tay, vỗ vỗ gương mặt của mình. Chân nam nhân có can đảm nhìn thẳng đẫm máu nhân sinh, cũng dám tại nhìn thẳng ầm ầm bạo tạc. Mà lại, hắn liền cửu u chúa tể béo cầu đại lão đều đối không biết bao nhiêu lần, tâm lý tố chất không phải bình thường mạnh. Hắn rất nhanh để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu tự hỏi muốn thế nào giải quyết vấn đề trước mắt. Trốn tránh là hèn yếu hành vi, còn nữa hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, Sở Tiền bối. Các ngươi nói, trước mắt bạo tạc, có phải hay không là không phải ảo giác? Tống Thư Hàng đưa tay sờ sờ hai cánh của lớn. Cuồng bạo như vậy bạo tạc bên dưới, hai cánh của lớn không nhúc nhích tí nào, lộ vẻ phi thường quái dị. Là hàng thật giá thật bạo tạc, Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Sở các chủ ngốc lông tóc tiếng, bất quá, cái này hai cánh cửa hoàn toàn chính xác có chút quái dị. Da đen Vũ Nhu Tử gật đầu nói, dựa theo ta bản thể lấy nhìn lén tra nhật ký lấy được kinh nghiệm. Nói không chừng cái kia chiếc tiên thuyền chỉ là một cái che giấu tai mắt người vỏ ngoài. Chân chính nơi truyền thừa, rất có thể giấu ở cái này hai cánh cửa sau bí cảnh bên trong. Vỏ tác dụng, chỉ là một cái bẫy. Nếu như một ít vào không được môn thí luyện giả, trong lòng sinh ra tà niệm, sau đó liền ý đồ phá cửa sổ mà vào, trực tiếp từ địa phương khác chui vào đến tiên thuyền bên trong, cái kia tiên thuyền có lẽ sẽ trở thành một đại bẫy dập, để những người thí luyện kia ăn chút đau khổ. Đây cũng là thế hệ trước các đại năng ưa thích dùng một số thủ đoạn. Mặc dù sáo lộ lão, nhưng rất thực dụng. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói cách khác, nói không chừng cái kia chiếc bị ta nổ rớt tiên thuyền, cũng không đáng tiền. Ha ha ha, dùng ngón chân của ngươi ngẫm lại đều biết đây là không thể nào sự. Cái kia tiên thuyền giá trị, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chúng ta trước hết không nói nó giá trị lịch sử, liền đơn thuần nói một câu một chiếc cỡ lớn tiên thuyền giá cả. Loại này gần ngàn mét trưởng cự hình tiên thuyền, giá cả đến theo trăm tấn để tính, mà lại nhất định phải là cửu phẩm linh thạch. Bạch Long tỷ tỷ đơn giản cho Tống Thư Hàng tính toán một chút. Tống tiền bối hiện tại không có ngón chân, da đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Bạch Long tỷ tỷ, Tống Thư Hàng nguyên bản liền mặt tái nhợt, lại biến càng trắng hơn một số, liền biến dị cương thủ đều không thể che giấu hắn lúc này mặt trắng. Làm tốt bồi thường tiền chuẩn bị đi, Sở các chủ nói bổ sung. Đồng thời nàng cố ý chú ý bên dưới bị tạc tiên thuyền. Tiên thuyền bị tạc quá hoàn toàn, không có cái gì lưu lại, một điểm manh mối cũng không tìm tới. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Da đen Vũ Nhu Tử nhìn về phía Tống Thư Hàng, hỏi. Tống Thư Hàng vỗ vỗ mặt, ngẩng đầu nhìn trước mắt hai cánh của lớn. Chẳng biết tại sao, đương phải bồi thường linh thạch, hoàn toàn vượt qua cá nhân hắn có thể gánh chịu cực hạn về sau, trong lòng của hắn ngược lại không có cảm giác. Dù sao nổ đều nổ. Cũng chỉ có bồi thường tiền một con đường có thể đi. Không thường nổi hắn, chỉ có đi mượn tiền một con đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã không có lựa chọn nào khác, Tống Thư Hàng ngược lại bình tĩnh xuống tới. Đã nổ đều nổ, vậy liền lại dứt khoát một chút. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Sau đó, hắn một lần nữa bóp lên pháp quyết. Lại một lần nữa dẫn dắt lên bạch tiền bối bị cho mượn đi khối kia bia đá. Dù sao tiên thuyền đã không đồ vật có thể nổ, chỉ còn lại có cái này hai phiến kiên cố vô cùng đại môn. Nếu như bia đá có thể đem cái này hai cánh của lớn phá tan, hắn chí ít còn có cơ hội đi lĩnh ngộ thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên. Dừng tổn hại. Một bộ pháp ấn bóp xong, Tống Thư Hàng lại một lần nữa cảm ứng được cái kia bia đá tồn tại. Bia đá bắt đầu đáp lại Tống Thư Hàng. Tiếp nhận dẫn dắt chi lực, tựa hồ từ một chỗ thâm uyên bên trong bắt đầu hiện lên. Đến rồi, Thập Lục ngươi thối lui đến đằng sau ta, Tống Thư Hàng nói. Thân gỗ đầy đủ khổng lồ, hoàn toàn có thể phòng ngự ở một cái A Thập Lục. Theo bia đá lần nữa bị dẫn dắt, hai cánh của lớn về sau,
lại truyền tới một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh. Bởi vì lần này đã không có tiên thuyền có thể nổ, cái này ầm ầm tiếng nổ mạnh, không có đình chỉ. Trọn vẹn sau 3 phút, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi hai phiến đại môn rốt cục có phản ứng. Tại một trận rợn người tiếng vang bên trong, đại môn chậm rãi mở ra. Hắn cũng không phải là hướng vào phía trong hoặc hướng ra phía ngoài mở ra, mà là như là lên xuống môn đồng dạng, tại một trận chi chi âm thanh bên trong, chậm rãi dâng lên. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, mấy người đồng thời nghĩ đến một cái khả năng. Trước đó môn này làm sao đẩy, làm sao kéo đều không ra, nói không chừng vẻn vẹn chỉ là mở cửa tư thế không đúng. Môn này là muốn hướng lên lạp. Đây là cái nào hỗn đản thiết kế? Nếu là hướng lên cửa cuốn, vì cái gì còn muốn chế tác thành hai cánh cửa bộ dáng đến lừa dối người? Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi. Cửa cuốn hoàn toàn lên cao, lộ ra phía sau cửa đồ vật. Một đầu to lớn vô cùng dựng đồng tử, hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Tống Thư Hàng không khỏi hướng hiện tại Tô Thị A Thập Lục nhìn lại. Cái này dựng đồng tử hình dạng, là Long Đồng Tử. Long Đồng Tử mở ra về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Từ nơi này chỉ con mắt thật to bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được Long Đồng Tử chủ nhân bất mãn cảm xúc. Tựa như là đang ngủ say lúc, bị người ngạnh sinh sinh đánh thức. Kinh khủng Long uy lan tràn. Đồng thời, Long Đồng Tử bên trong có một cái hình vòng xoáy pháp thuật, chụp vào Tống Thư Hàng. Đồng thuật, Sở Các Chủ nói. Mệt mỏi tạo hóa tiên tử từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra, nàng tay nhỏ tại Tống Thư Hàng hốc mắt khẽ vỗ. Tống Thư Hàng mắt phải, đồng dạng bắt đầu lập lòe tỏa sáng. Hai cái con người tương hỗ đối mặt, yên tĩnh không nói. Nhưng lúc này không âm thanh, thắng có tiếng. Long Đồng Tử mặc dù không có lên tiếng, nhưng nó trong con mắt vòng xoáy cùng Long Uy, đều tại hướng Tống Thư Hàng biểu đạt uy hiếp tiểu bối. Nhiễu ta thanh mộng, người có phải hay không muốn chết? Muốn cái chết kiểu gì? Tống Thư Hàng mắt phải bên trong nho ra thánh nhân chi nhãn, lóe ra càng đáng sợ, quỷ dị quang mang nhìn ta con mắt, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Hai cái chư thiên vạn giới đều có thể xếp hàng đầu con ngươi tương hỗ chừng mắt nhìn, ai cũng không cam lòng yếu thế. Long Đồng Tử bên trong vòng xoáy, càng lúc càng lớn. Thánh nhân chi nhãn bên trong quỷ dị quang mang, thì tựa hồ bắt đầu vặn vẹo, càng phát ra đáng sợ. Chỉ là hai cái cựu khổng chừng nhau lúc tán phát áp lực, cũng đủ để đè sập phổ thông tu sĩ. Thậm chí, giữa thiên địa linh lực, cũng không khỏi tự chủ lấy hai con mắt làm trung tâm, điên cuồng liếm tụ. Nồng đậm linh lực, thậm chí hóa thành trận trận xương trắng. Một thanh hút vào, chính là tinh thuần linh lực, vô cùng hưởng thụ. Nếu có vừa chút cơ tiểu tu sĩ có thể chịu đựng lấy áp lực, đi vào song đồng ở giữa lời nói, chỉ là hô hấp một chút, liền chống đỡ được một phần phẩm chất cao thối thể dịch hiệu quả. Lúc này, ta hạch tâm thế giới nếu có thể mở ra liền tốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, dạng này hắn liền có thể trực tiếp đem cái này đại lượng linh lực thu đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Trong lúc đang suy tư, hắn thân gỗ bên trên, đại lượng cành chịu đến linh lực nồng nặc ảnh hưởng, bắt đầu sinh trưởng tốt. Rất khéo. Có một đầu cành một mực dài đến Long Đồng Tử trước mặt. Một đóa tiên diễm hoa nhỏ, tại nhánh mầm chỗ nở rộ. Nộ phóng hoa tươi, phi thường xinh đẹp. Nguyên bản uy nghiêm, rất có áp lực song đồng đối mặt hình ảnh, bị đầu này nhánh mầm cùng hoa nhỏ một làm rối, bầu không khí trong nháy mắt liền không có. Long Đồng Tử chừng không nổi nữa. Tống Thư Hàng thánh nhân chi nhãn bên trong quỷ dị quang mang cũng bắt đầu tiêu tán. Bầu không khí tương đương xấu hổ. Sau một lúc lâu, các ngươi là đến lĩnh ngộ thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thí luyện giả sao? Một cái thanh âm như sấm vang lên. Dùng chính là long tộc ngôn ngữ, là cái kia Long Đồng Tử chủ nhân, tại phát ra tiếng. Còn như vậy xấu hổ xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, thế là nó dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Nếu là long ngữ, lại đến Bạch Long tỷ tỷ bài phiên dịch cơ đăng tràng thời điểm. Đúng vậy, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vậy các ngươi có thể rời đi, cái kia thanh âm như sấm tiếp tục nói. Vì sao, Tống Thư Hàng không yếu thế chút nào chằm chằm vào Long Đồng Tử đều đến một bước này, hắn lại có thể dễ dàng buông tha. Bởi vì chúng ta vô duyên, Long Đồng Tử bên trong hiển hiện một tia trêu tức thần sắc. Gặp nhau vừa là hữu duyên, Tống Thư Hàng biện luận nói, chúng ta đều đã trải qua gặp mặt, sao có thể nói là vô duyên. Có hay không duyên, cái này Long Đồng Tử nói cũng không tính.
hắn không tự mình tiến vào tổng cương nơi truyền thừa xông vào một lần, liền sẽ không cam tâm rời đi. Lời này, cũng không phải ta nói. Long đồng tử chằm chằm vào Tống Thư Hàng con mắt, đột nhiên nói, thật là khiến người hoài niệm con mắt. Nghe được Bạch Long tỷ tỷ phiên dịch Long đồng tử nguyên thoại, Tống Thư Hàng chẳng biết tại sao, trong lòng lại truyền tới một đợt ý lạnh. Dù cho gặp mặt, cũng là vô duyên, duyên thứ này, không thể cưỡng cầu. Long đồng tử chằm chằm vào Tống Thư Hàng, năm đó thánh nhân, chính là như thế về ta cùng hắn cả đời vô duyên. Sở dĩ, ngươi còn cảm thấy mình mặt đặc biệt lớn, sẽ cùng ta hữu duyên sao? Ngươi là bị thánh nhân đánh khóc thú tu giới trường sinh giả. Tống Thư Hàng thốt ra. Bạch Long tỷ tỷ. Câu nói này, nàng vẫn là không muốn phiên dịch. Tống Thư Hàng gần nhất chuyên đâm các loại siêu hợp kim lão thiết tâm, nàng không thể phối hợp với Thư Hàng tìm đường chết. Ồ, ngươi liền việc này đều biết. Cái kia Long đồng tử cười ha ha, trong miệng nó ngôn ngữ, vẫn như cũ là Long ngữ, nhưng lại kèm theo lên pháp thuật hiệu quả. Không cần Bạch Long tỷ tỷ phiên dịch, đám người cũng có thể nghe hiểu hắn tại nói cái gì. Bạch Long tỷ tỷ tâm thật mệt mỏi, rất muốn mang theo A Thập Lục rời đi. Rời đi đi, ta có thể không truy cứu người phá hủy tiên thuyền công sự che chắn sự. Không cần quấy rầy ta, chúng ta nhất định vô duyên, cả một đời cũng không có duyên. Cái kia Long đồng tử lần nữa lên tiếng nói. Dứt lời, con mắt của nó lại chậm rãi khép lại. Tiền bối chờ một lát. Tống Thư Hàng đưa tay nói. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Thừa dịp cái kia Long đồng tử khép kín trước đó, Tống Thư Hàng hai tay vạch một cái to lớn kim đan mã QA hình chiếu, hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Kim quang lóng lánh, phi thường chướng mắt. Long đồng tử đang chậm rãi khép kín thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái này mã QA hình chiếu. Thứ gì, hắn ý niệm trong lòng khẽ động. Sau đó xuất phát từ chư thiên vạn giới tu sĩ bản năng. Hắn theo bản năng dùng tinh thần lực hướng cái này mã QA hình chiếu lên quét qua. Tích ngài đã tăng thêm bá Tống Huyền Thánh làm hảo hữu. Cái thanh âm này, trực tiếp tại ý thức của nó bên trong vang lên. Long đồng tử đột nhiên mở ra, trừng to mắt chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Cái gì ý tứ? Thêm bá Tống Huyền Thánh làm hảo hữu. Bá Tống Huyền Thánh không phải liền là trước mắt cái này cấn tay tiểu bò sát sao? Ta làm sao lại thành hắn bạn tốt? Nói đùa cái gì? Năm đó Nho Gia Thánh Nhân vô tình cự tuyệt, nói mình cùng hắn vô duyên. Hiện tại, kế thừa Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn ra hỏa, lại không hiểu thấu thành hắn hảo hữu. Coi ta là gì a? Đốt bá Tống đem cũng ngài rời vào VIP đại lão tổ, đốt bá Tống vì ngươi ghi chú biệt danh vì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Long đồng tử. Nhìn, hiện tại chúng ta hữu duyên, Tống Thư Hàng thân thể hướng về sau khẽ dựa. Vòng tay pháp khí bên trong có một bộ cái bàn tự động nhảy ra. Tống Thư Hàng vững vàng ngồi xuống, hai tay chống đỡ lấy cái cằm, dùng áp bách 10 phần tư thế tiếp cận Long đồng tử, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Mặc dù mặt ta không phải đặc biệt lớn, nhưng mặt ta cứng rắn a. Ta đây chính là thiên phạt đều bổ không ra ra mặt, tại dạng này cứng rắn ra mặt bên dưới, cả đời vô duyên cái gì, đều là hư. Long đồng tử, đây coi là cái quỷ gì hữu duyên a? Hắn đang chuẩn bị phản bác Tống Thư Hàng lúc, trong đầu của nó, hiện lên một cái thật dài quần hảo hữu tin tức. Quần tên Tu Chân, có phi thường phức tạp hảo hữu liệt biểu. Mà hắn chỗ VIP đại lão tổ bên trong, tạm thời chỉ có hai người. Hắn cùng Kim Nguyệt Thế Giới thí luyện quan thần Long Tiền Bối, đánh dấu tên là Bảy Viên Ngọc Rồng. Ha ha ha, Long đồng tử ngắm lấy Tống Thư Hàng, đã có thêm hảo hữu công năng, vậy thì có xóa bỏ hảo hữu công năng. Thật đáng tiếc. Xóa bỏ hảo hữu công năng tạm thời chưa mở ra. Tống Thư Hàng bình tĩnh hồi phục, cũng ở trong lòng tăng thêm một câu nhiều nhất chỉ có một cái kéo sổ đen công năng. Long đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không yếu thế chút nào về chằm chằm vào hắn. Cục diện, tựa hồ lại trở về bắt đầu trạng thái. Ngươi thắng, Long đồng tử thở thật dài, nói bổ sung, tính ngươi vận khí tốt, lần này thí luyện là ta chủ trì cuối cùng một vòng. Nếu đổi lại là một vị khác thí luyện quan, người sớm đã bị ném ra Gô Thánh Sơn thí luyện rồi. Dù sao chúng ta hữu duyên a, tiền bối. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn đả xà tùy côn bên trên. Phi, Long đồng tử âm thanh lạnh lùng nói, chờ đi ra về sau, nhớ kỹ đem hủy hoại tiên thuyền sổ sách kết một chút. Tống Thư Hàng sững sờ, tiền bối ngươi không phải nói muốn miễn đi món nợ của ta sao? Không truy cứu là xây dựng ở ngươi lăn tiền đề bên trên.
Long Đồng cái kia nặng nề thanh âm, như sấm vang nói. Lại muốn vào Tổng Cương truyền thừa chi địa, lại nghĩ miễn sổ sách. Trên thế giới này nào có đẹp như vậy chuyện tốt? Tống Thư Hàng vô ý thức nói, vậy nếu như ta hiện tại lăn đâu? Bây giờ nghĩ lăn, trễ, Long Đồng bên trong lộ ra vui vẻ hương vị. Lúc trước để ngươi lăn, ngươi không lăn. Bây giờ muốn lăn, hắc, không có cơ hội. Biệt giới, kỳ thật ta lăn tư thế đặc biệt đẹp đẽ. Tống Thư Hàng đạo thậm chí hắn có thể hoa thức lăn, một đường lăn vào đến Tổng Cương truyền thừa chi địa bên trong đi. Long Đồng mắt hai mí nhẹ nhàng nháy mắt, tại Tống Thư Hàng bọn người trong mắt, chính là cái kia hai cánh cửa hạ xuống, sau đó lại chi 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 dâng lên. Đừng nói chuyện, đi vào đi, cái kia nặng nề thanh âm vang lên lần nữa. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục bị hút vào đến Long Đồng vòng xoáy bên trong. Long Đồng bên trong vòng xoáy, chính là tiến vào Tổng Cương truyền thừa chi địa chân chính thông đạo. 3. Bị hút vào vòng xoáy thời điểm, Tống Thư Hàng trên thân cây kia tân sinh cành đứt gãy, trên đó tiểu hoa trong hư không chập chờn, rất là xinh đẹp. Rốt cục tiến đến, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Từ tiến vào Gô Thánh Sơn đến bây giờ, dày vò đã hơn nửa ngày, còn không hiểu thiếu một bút nợ khổng lồ, hiện tại rốt cục tiến vào Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa chi địa. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra thiên kia Tổng Cương truyền thừa lời nói, đối với ngươi mà nói lần này liền đáng giá. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Da đen Vũ Nhu Tử nói bổ sung, nhưng nếu như Tống tiền bối lĩnh ngộ thất bại, vậy hắn lần này không chỉ có lãng phí thời gian, còn thiếu một bút mấy trăm tấn cửu phẩm linh thạch nợ khổng lồ. À, ta đã biết, Vũ Nhu Tử, nhưng đừng nói nữa, trước đừng đề cập việc này. Tống Thư Hàng cảm giác mình vị trí trái tim huyễn chi đau nhức chứng bệnh, lại phát tác. Mỗi lần cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể xác định da đen Vũ Nhu Tử thật là tâm ma nàng ghim lên tâm đến lại tinh lại chuẩn. Như vậy tiếp xuống, người muốn làm sao lĩnh ngộ cái này Tổng Cương truyền thừa thiên? Có chắc chắn hay không? Sở các chủ ngốc mau dò hỏi. Tổng Cương truyền thừa chi địa nhìn qua là một cái khúc thủy tinh tạo thành thế giới. Trên mặt đất tràn đầy từ khối lớn thủy tinh tổ hợp mà thành tinh đám, trên đỉnh đầu cũng loạn thất bát tao sinh trưởng các loại nhan sắc thủy tinh. Phi thường xinh đẹp, nhìn tựa như là một chỗ du lịch thắng địa. Nắm chắc, ít nhiều có chút, Tống Thư Hàng gật đầu nói, có dám định bí pháp cái này gian lận thủ đoạn tại, hắn lĩnh ngộ ra Tổng Cương truyền thừa tỷ lệ so bình thường thí luyện giả phải lớn rất nhiều. Truyền thừa bí mật, hẳn là liền ở vào những này thủy tinh bên trong a. Bạch Long tỷ tỷ đạo, nàng trước kia cũng bố trí qua cùng loại truyền thừa bí cảnh. Ta thử nhìn một chút, Tống Thư Hàng tóc dài một quyển, hóa thành một con tóc bàn tay. Hắn không lãng phí thời gian nữa, đi lên liền trực tiếp thôi động giám định bí pháp, thu thập manh mối. Tóc bàn tay đặt tại thủy tinh bên trên. Giám định bí pháp kích hoạt, đại giới thanh toán đại giới rất nhỏ, chỉ là tại Tống Thư Hàng trên mặt vạch ra một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương nhỏ. Vết thương vừa mới xuất hiện, ngay tại Tống Thư Hàng cường đại tự lành năng lực hạ cấp tốc khôi phục. Rất nhanh, giám định kết quả phản hồi đến Tống Thư Hàng trong đầu. Thú tu giới Gô Thánh Sơn truyền thừa thủy tinh, đem thủy tinh theo chính xác trình tự sắp xếp, sẽ có làm ngươi hài lòng thu hoạch. Theo chính xác trình tự sắp xếp những này thủy tinh, Tống Thư Hàng nhìn qua số lượng phong phú thủy tinh, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Cái này muốn làm sao sắp xếp? Chính xác trình tự lại là cái gì? Những này thủy tinh số lượng, sợ là có gần 10 vạn a. Bạch Long tỷ tỷ tinh thần lực quét qua, ước chừng tính ra suất thủy tinh số lượng. Cái này nếu là từng khối đi sắp xếp, muốn xếp hạng đến ngày tháng năm nào. Ở trong đó khẳng định có cái gì khiếu môn, Tống Thư Hàng khẳng định nói. Tô Thị A Thập Lục ngồi xổm ở một bên, tinh tế nghiên cứu những này thủy tinh. Tống Thư Hàng tóc bàn tay, ấn tại thủy tinh bên trên. Nghĩ nghĩ về sau, hắn thử tế ra mình mã hai chiều kim đan kết cấu. Ngươi làm gì, thêm hảo hữu tăng thêm nghiện rồi. Sở các chủ hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ta muốn thấy nhìn, những này truyền thừa thủy tinh có thể hay không thông linh rồi. Nếu như đã thông linh, nói không chừng bọn chúng có thể thêm ta làm hảo hữu. Tăng thêm hảo hữu chính là người mình, hết thảy dễ thương lượng. Vấn đề là, làm sao người biết chúng có phải hay không đã thông linh rồi. Bọn chúng vốn chính là thủy tinh, nếu như không muốn nói chuyện, chỉ dùng bảo trì bất động, ai cũng nhìn không thấu bọn chúng. Sở các chủ nói. Lúc này, vừa lên Tô Thị A16 đạo. Thư Hàng, dùng dưỡng đao thuật thử một chút. Nếu như những này thủy tinh thật thông linh,
nói không chừng có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật xoa bóp hiệu quả. Thập Lục cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi, Tống Thư Hàng mỉm cười. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Dứt lời, tóc của hắn tản ra, hóa thành 20 con cánh tay, phân biệt đặt tại bên người những cái kia thủy tinh đám phía trên. Tóc cánh tay trượt nhẹ. Dưỡng đao thuật quang mang, tại truyền thừa chi địa bên trong bộc phát ra. Ông! Bị dưỡng đao thuật thoải mái thủy tinh đám bắt đầu lóe sáng, đồng phát ra cùng loại đao minh thanh âm. Đồng thời, loại này lóe sáng giống như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Gần 10 vạn thủy tinh, được thắp sáng, lấy một cái vòng tròn trạng khuếch tán. Hình tượng cực kỳ xinh đẹp. Cái này dưỡng đao thuật quả thực là tà thuật, Bạch Long tỷ tỷ nói. Không, Bạch Long tỷ tỷ, lúc này không phải dưỡng đao thuật hiệu quả. Tống Thư Hàng đột nhiên trả lời. Nói, tại đỉnh đầu của hắn có 108 con thánh viên hư ảnh hiển hiện. Thánh viên hư ảnh hiển hiện về sau, những cái kia thủy tinh biến càng thêm sáng lên. Trên thực tế, chỉ cần tu luyện qua thánh viên long lực thần công thí luyện giả, đem linh lực của mình rót vào đến những này tinh đám bên trong, liền có thể kích hoạt bọn chúng. Tống Thư Hàng vừa nói, một đầu 20 con bàn tay, còn đang không ngừng hoạt động, không ngừng phóng thích dưỡng đao thuật. Cái này khiến hắn giải thích, biến không có chút nào công tín lực. Cái kia Tống tiền bối ngươi vì cái gì còn đang không ngừng dùng dưỡng đao thuật? Da đen vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Hỏi thật hay, Tống Thư Hàng đạo, ta liền chờ các ngươi hỏi cái này vấn đề, tốt đưa cho ta để đệm cái bậc thang. Ta sở dĩ còn tại dùng dưỡng đao thuật là bởi vì so với trực tiếp chuyển vận linh lực phương thức, dưỡng đao thuật càng có hiệu suất. Mà lại, dưỡng đao thuật còn có thể tăng cường một chút ta cùng những này thủy tinh đám ở giữa đồng bộ suất. Tống Thư Hàng tóc bàn tay đang không ngừng ma sát, ma sát. Trong nháy mắt, tất cả thủy tinh đều được thắp sáng. Mà lại, không biết có phải hay không dưỡng đao thuật để thủy tinh rất thỏa mãn nguyên nhân, những này thủy tinh thắp sáng về sau, bắt đầu tự động sắp hàng. Mỗi một khối thủy tinh bên trong, đều có một cái phù văn. Tổ hợp lên, chính là trừ tổng cương thiên bên ngoài thánh viên long lực thần công. Tống Thư Hàng ánh mắt lướt qua thủy tinh tạo thành công pháp thiên chương, cũng đưa nó cùng mình tu luyện thánh viên long lực thần công tiến hành so sánh, nhìn xem tự mình tu luyện phiên bản có sai hay không lầm. Theo hắn từng câu từng chữ so sánh thủy tinh, dần dần, cặp mắt của hắn bắt đầu mê ly lên. Tiến vào trạng thái, bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ cẩn thận cho đám người truyền âm, ra hiệu mọi người không nên quấy rầy Tống Thư Hàng. Hai mắt mê ly Tống Thư Hàng, đột nhiên một cái hoảng hốt. Sau đó, hắn phát hiện ý thức của mình, tiến vào một cái thủy tinh phòng. Thủy tinh trong phòng có một chương ghế đu, trên đó có đạo thân ảnh có chút lung lay. Tựa hồ là đã nhận ra Tống Thư Hàng đến, thân ảnh kia xoay đầu lại, đối Tống Thư Hàng mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi tới rồi. Thanh âm có tự tính, phi thường êm tai. Mặt khác, chủ nhân của thanh âm này tựa như là đang thăm hỏi một vị lão bằng hữu, không có một chút cảm giác xa lạ. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Cái này thủy tinh phòng chủ nhân, biết hắn. Nhưng hắn có thể khẳng định mình chưa từng tới qua cái này thủy tinh phòng, càng không có tiếp xúc qua vị chủ nhà này. Cho nên, đối phương là nhận lầm người. Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng trong đầu lập tức hiển hiện thật nhiều cái hình tượng. Một cây thông thiên triệt địa cây trúc, một đầu tiểu bạch long, sở các chủ, hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả. Những này đại lão tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, đều đem hắn nhận sai. Mặt khác, những này đại lão tại nhận lầm người về sau, phản ứng đầu tiên chính là đánh hắn. Không phải ta, Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói. Tiền bối ngươi khẳng định nhận lầm người, đừng ra tay a. Thủy tinh phòng chủ nhân, sững sờ. Tiền bối ngươi chỉ cần nhìn kỹ một chút liền có thể thấy rõ ràng, ta chỉ là một cái vừa bước vào tu chân giới không lâu tiểu tu sĩ. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Giảng trượt, không cẩn thận liền đem thói quen vừa bước vào tu chân giới không lâu tiểu tu sĩ cái này lời kịch cho nói ra. Cái này lời kịch kỳ thật hắn đã rất lâu, có 2-3 tháng không sử dụng. Từ hắn ngưng tụ kim đan trở thành ngũ phẩm linh hoàng về sau, cái này lời kịch liền niệm không ra miệng. Ngược lại là công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử hai cái bì bì tiên tử, ưa thích dùng cái này lời kịch tiến hóa bản đến sặc hắn. Thủy tinh phòng chủ nhân, một đôi con ngươi chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mang theo phòng bị, nhìn lại hắn, sợ đối phương bạo khởi đả thương người. Sốt cục, thủy tinh phòng chủ nhân, lên tiếng, đạo hữu, chúng ta. Trước đây quen biết sao? Tống Thư Hàng sững sờ,
Cái này lời kịch ngoài ý liệu, Tống Thư Hàng trong lúc nhất thời cứ nhiên phản ứng không kịp. Nếu như ta không có nhớ lầm, tiểu đạo hữu, chúng ta là lần đầu gặp a. Ngươi trước kia tới qua nơi này. Thủy tinh phòng chủ nhân đứng lên, hắn thân cao mã đại, lúc đứng lên đỉnh đầu đều nhanh muốn cọ đến thủy tinh phòng nóc nhà. Vóc người này đi chơi bóng rổ, đứng ở khung bóng rổ bên cạnh, đều không cần nhảy, tay nhấn một cái chính là slam dunk, không cho người ta đường sống. A, ha 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 ha, Tống Thư Hàng một trận giới cười, dùng sức gật đầu nói, đúng đúng đúng, lần đầu gặp, xin nhiều chiếu cố. Nguyên lai là cái hiểu lầm. Nhưng là, lần đầu gặp thời điểm, tiền bối ngài đừng có dùng như vậy như quen thuộc ngữ khí tới hỏi đợi a, bị hù ta động lòng tăng tốc, còn tưởng rằng lại gặp gỡ Tống đầu gỗ chủ nợ. Không có ý tứ, tiền bối, ta gần nhất khả năng có chút thần kinh quá nhạy cảm. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu nói. Hừm, ta có thể nhìn ra, người có chút tẩu hỏa nhập ma. Hẳn là gần nhất có kỳ ngộ, cảnh giới có chút bất ổn. Sở dĩ, nhiệt huyết xông đầu, dẫn đến tư duy hỗn loạn. Thủy tinh chủ nhà người mỉm cười, dùng cái kia hơi có điểm khàn khàn cũng rất có tự tính thanh âm nói, nhưng là không ngại, thánh viên long lực thần công ở phương diện này rất có hiệu quả. Chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, chỉ cần một năm, loại trình độ này tẩu hỏa nhập ma triệu chứng, liền có thể triệt để tiêu trừ. Một năm sao, Tống Thư Hàng nhéo nhéo cái cằm, sau đó đối thủy tinh chủ nhà người dựng thẳng lên ngón cái, nói, tiền bối tuệ nhãn, ta đích xác là bởi vì một điểm tiểu kỳ ngộ, dẫn đến cảnh giới bất ổn. Thủy tinh chủ nhà người khẽ gật đầu, tựa hồ rất hưởng thụ Tống Thư Hàng mông ngựa, nói, bất quá số ngươi cũng may. Ngươi bây giờ loại này tẩu hỏa nhập ma. Nhiệt huyết sông đầu, tư duy hỗn loạn trạng thái, mới có thể để cho ngươi càng dễ dàng thông qua thủy tinh phù văn dẫn đạo, tiến vào nơi này. Nói tóm lại, thủy tinh phù văn dẫn đạo, càng là đầu óc ngu si, tư duy thô bạo người, thì càng dễ dàng thụ ảnh hưởng, tiếp nhận dẫn dắt. Vận khí không tệ sao? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói hắn cũng không biết bản thân hôm nay vận khí rốt cuộc muốn hình dung như thế nào. Mặc dù thành công tiến vào tổng cương nơi truyền thừa, nhưng là hắn thiếu mấy trăm tấn cấp cửu phẩm linh thạch nợ khổng lồ. May mắn cùng bất hạnh như là DNA quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau không phân ly. Đúng, là ta người hình may mắn bùa hộ mệnh đi rời ra nguyên nhân. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân. Hắn bất hạnh tiến đến thời điểm, là bởi vì hắn hộ thân phù đi mất. Nếu như hộ thân phù còn ở đó, muốn mở ra long đồng tử mí mắt đại môn, khẳng định không phức tạp như vậy hộ thân phù tiến lên nhấn một cái. Cái kia mí mắt đại môn nhất định sẽ ngoan ngoãn mở ra. Cái này tổn thất thật lớn, vốn là có thể tránh khỏi. Như vậy, thời gian của ta không nhiều. Tiếp đó, tiểu đạo hữu chúng ta tiến vào chính để đi. Thủy tinh phòng chủ nhân lên tiếng nói, hắn một lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế kia bên trên, cũng ra hiệu Tống Thư Hàng ngồi vào hắn đối diện. Tống Thư Hàng chứng trạc đàng hoàng ngồi xuống hắn biết, đón lấy đến chính là thu hoạch được tổng cương truyền thừa thời điểm. Chỉ là không biết thủy tinh phòng chủ nhân, muốn thế nào truyền thừa thánh viên long lực thần công tổng cương. Ngươi như là đã đến nơi này, vậy ngươi hẳn phải biết, thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên, là một thiên tự mang pháp tắc cấp lực lượng công pháp. Hắn không cách nào bị hiện thế dung nạp, đồng thời siêu việt văn tự ghi chép cực hạn. Cho dù là sử dụng đặc thù viễn cổ văn tự hoặc long văn, cũng vô pháp dùng giấy bút đưa chúng nó ghi chép xuống tới. Coi như cưỡng ép ghi chép, viết xuống văn tự. Cũng sẽ bị giữa thiên địa lực lượng xóa đi. Thậm chí ngay cả truyền công ngọc giản cũng vô pháp ghi chép nó nội dung. Thủy tinh chủ nhà người chậm rãi nói. Tống Thư Hàng gật đầu, đúng vậy, ta biết. Chính là bởi vì tổng cương truyền thừa thiên như thế đặc thù, sở dĩ vì để cho hắn có thể truyền thừa xuống, mới có thể thành lập Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa, dùng để truyền thừa bản này tổng cương truyền thừa. Thủy tinh chủ nhà người mỉm cười, tiếp tục nói, thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên. Cho dù ở pháp tắc cấp lực lượng công pháp bên trong, cũng là cực đặc thù tồn tại. Thậm chí ngay cả đại đạo chi hoa loại cấp bậc này thần vật, đều không thể dung nạp nó nội dung. Sở dĩ, truyền thừa của nó phương thức, vô cùng đặc thù. Ngươi muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Đại đạo chi hoa là cái gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Một loại chuyên môn dùng để ghi chép pháp tắc cấp lực lượng công pháp thần vật, hắn lá mở 1.000 năm, lá rụng 1.000 năm. Lá rụng sau hoa nở. Hoa nở lại là 1.000 năm. Mỗi một đóa đại đạo chi hoa, đều có thể dùng để ghi chép một thiên pháp tắc cấp lực lượng công pháp. Nhưng là, hắn chỉ có thể bị sử dụng một lần, cực độ chân quý. Thủy tinh phòng chủ nhân chậm rãi giải thích nói. Chướng tư thế, Tống Thư Hàng gật đầu,
Thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên thậm chí không cách nào bị ghi lại ở đại đạo chi hoa bên trên, sở dĩ, chúng ta dùng một loại phi thường thủ đoạn đặc thù, để những người thừa kế có thể tiếp xúc đến hắn. Thủy tinh phòng chủ nhân trên hai tay nâng, tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một cái năng lượng màu xanh lam cầu, chừng bóng rổ lớn nhỏ. Vị tiền bối này quả nhiên là chơi bóng rổ. Tiền bối, mời cho đối thủ một con đường sống a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cái gì? Thủy tinh phòng chủ nhân nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, cái gì? Ngươi vừa rồi trong lòng suy nghĩ cho đối thủ một con đường sống là ý gì? Thủy tinh chủ nhà người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngọa thảo, đã lâu độc tâm thuật. Không phải độc tâm thuật, chỉ là một loại tâm linh cảm ứng. Trong lòng ngươi muốn nói với ta sẽ có cảm ứng. Độc tâm thuật quá xâm phạm người tư ẩn, bình thường chúng ta không cần. Thủy tinh chủ nhà người giải thích nói. Tống Thư Hàng. Mà lại kỳ thật đối mặt đạo hữu lúc, ta cảm giác căn bản không dùng được cái gì độc tâm thuật. Thủy tinh chủ nhà người nói bổ sung, đạo hữu bộ mặt biểu lộ sinh động như sống, ta nhìn một chút liền có thể đoán được trong lòng ngươi ước chừng đang suy nghĩ gì. Tống Thư Hàng. Tiền bối, mời cho ta một đầu sinh lộ. Ha ha, thủy tinh chủ nhà người vui vẻ cười cười, giơ lên trong tay màu lam bóng rổ, một bước cuối cùng, không nên phản kháng, tiếp nhận lực lượng của nó. Hắn đem cái này bóng rổ đẩy hướng Tống Thư Hàng, nói, tiểu đạo hữu, may mắn đi, người đem tiếp xúc đến thời gian lực lượng. Thời gian đại đạo tại trường sinh giả đại đạo bên trong, đều thuộc về chí tôn VIP cấp bậc kia. Nắm giữ thời gian, lừa gạt thời gian, chẳng khác nào nắm giữ thế giới. So sánh với cửu phẩm kiếp tiên liền có thể nắm giữ không gian lực lượng đến, thời gian lực lượng phi thường thần bí, chư thiên vạn giới tu sĩ, tuyệt đại bộ phận cuối cùng cả đời, đều không thể tiếp xúc đến lực lượng thời gian. Có thể tại lục phẩm, thất phẩm cảnh giới, liền tiếp xúc đến thời gian vĩ lực, đối tu sĩ tới nói là cái cơ duyên to lớn. Tiếp xúc thời gian lực lượng thời điểm, chỉ cần bắt được kỳ ngộ, tu sĩ tâm linh đều có thể đạt được thăng hoa. Tựa như là nguyên bản một mực sinh hoạt tại 2-3 tầng người, ngày nào đó đột nhiên được đưa tới trăm lâu cao ốc mái nhà, tầm mắt lập tức cũng tìm được tăng lên. Thủy tinh ốc chủ nhân, trước kia cũng tiếp xúc qua mấy vị thú tu giới thiên tài. Tại Tống Thư Hàng giới này trước đó, ngẫu nhiên vẫn sẽ có thiên tài cấp thành viên, xông qua từng cái thí luyện, cuối cùng đến chỗ này thủy tinh ốc. Mỗi một lần, đương thủy tinh ốc chủ nhân tế ra cái này mang theo thời gian lực lượng năng lượng màu xanh lam cầu, ấn hướng đối phương lúc. Những thiên tài kia đệ tử trên mặt đều sẽ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thời gian lực lượng, chính là tươi đẹp như vậy, khiến người tâm động kinh hỉ. Nhưng lần này, vị này tẩu hỏa nhập ma tiểu đạo hữu phản ứng, lại có điểm quỷ dị. Chủ yếu là hắn mặt tương đối tốt đọc. Thủy tinh ốc chủ nhân chú ý tới, cái này tiểu đạo hữu đang nghe may mắn đi thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Đang nghe người đem tiếp xúc đến, đoạn này thời điểm. Cái này tiểu đạo hữu càng là hai mắt sáng lên. Nhưng ở nghe được mấu chốt nhất thời gian lực lượng lúc, cái này tiểu đạo hữu trên mặt rõ ràng sững sờ. Sau đó, trên mặt hắn còn ra hiện thất vọng thần sắc. Đây là xem thường thời gian lực lượng. Lại hoặc là, cái này tiểu hữu không phải lần đầu tiên tiếp xúc thời gian lực lượng. Thậm chí còn thường xuyên tiếp xúc. Thủy tinh ốc chủ nhân hướng về phía trước đưa ra tay, hơi dừng lại sau. Đưa tay đem năng lượng màu xanh lam cầu dán ở vị tiểu hữu này trên mặt. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Chủ yếu là hắn tại đem năng lượng cầu ấn về phía tiểu hữu lồng ngực thời điểm, đột nhiên cảm ứng được vị tiểu hữu này trạng thái quỷ dị bản thể của hắn tựa hồ chỉ còn lại một cái đầu. Vị tiểu hữu này không phải là đặc thù đầu thành tinh, lại hoặc là cùng loại não ma đặc thù chủng tộc. Thủy tinh ốc chủ nhân cũng là kiến thức rộng rãi, sở dĩ cũng không có kinh ngạc. Thế là hắn đưa tay, đem ẩn chứa thời gian lực lượng năng lượng cầu, dán tại tiểu hữu trên mặt. Chẳng biết tại sao, làm như vậy về sau, thủy tinh ốc trong lòng chủ nhân phun lên một loại phi thường thoải mái cảm giác. Là bởi vì ta đang dùng cầu dán người khác mặt, sở dĩ cảm giác đặc biệt mang cảm giác. Thủy tinh ốc chủ nhân, xa vào đến trong trầm tư. Ân, điểm ấy trước ghi lại. Nếu như còn có thí luyện giả thành công tiến vào nơi đây. Đến lúc đó tế ra thời gian lực lượng năng lượng cầu lúc, thử lại lần nữa dán mặt. Dù sao dán mặt cùng dán lồng ngực hiệu quả đồng dạng trừ phi đối phương là kỵ sĩ không đầu, hoặc là hình thiên thân thể. Từ đó về sau, thủy tinh ốc chủ nhân bắt đầu đổi lấy phương thức dùng thời gian lực lượng năng lượng cầu dán thí luyện giả.
Tống Thư Hàng mặt đau nhức. Rõ ràng là hướng ngực đè tới thời gian cầu, đột nhiên đổi phương hướng, dán tại trên mặt hắn, hắn không có chút nào phòng bị, bộ mặt đau rát. Sự thật này chứng minh liền xem như lại sắt thép ra mặt, cũng ngăn không được thời gian lực lượng. Thời gian lực lượng, khủng bố như thế. Đang bị thời gian chi lực năng lượng cầu dán mặt về sau, Tống Thư Hàng thân thể lại một lần nữa thể nghiệm được phi thăng tươi đẹp cảm giác. Cả người, nói đúng ra là cả cái đầu, cảm giác giống như là thoát khỏi trói buộc, bắt đầu phi thăng. Ý thức của hắn, thoát ly hiện tại, từ trong thời gian tránh ra. Bất quá lần này, ý thức của hắn không có nhìn đến tương lai, mà là thăm dò quá khứ. Ý thức của hắn, đi ngược dòng nước. Ở trong quá trình này, ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, một đợt bối rối dâng lên. Tống Thư Hàng vội vàng tập trung tinh thần, bảo trì nguyên thần thanh minh. Có thể là hắn đã không chỉ một lần tiếp xúc thời gian lực lượng, thậm chí hắn xem xét bí pháp đều cùng thời gian có nhất định liên hệ. Sở dĩ, tại thăm dò quá khứ quá trình bên trong, hắn không có đã hôn mê đi, toàn bộ hành trình duy trì thanh tỉnh. Hắn rõ ràng cảm ứng đến ý thức của mình, bị thời gian lực lượng bao khỏa. Trong quá trình này, hắn cảm giác mình đối xem xét bí pháp lý giải, càng ngày càng sâu. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, tại thời gian trường hà bên trong nhúc nhích, để cho ta tăng trưởng tri thức. Tống Thư Hàng nghiêm túc gật đầu. Rốt cục, bao vây lấy đầu của hắn cái kia màu lam bóng rổ, tiêu tán ra. Tống Thư Hàng ý thức, đến mục đích. Bất quá, hắn có thể cảm giác đến, mình bây giờ trạng thái, bị hạn chế. Hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, không cách nào hành động. Liền ngay cả ánh mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy 10 mét phạm vi vật thể, vượt qua về sau chính là một mảnh mê vụ. Đồng thời, hắn không có thân hình, như là trong suốt u linh, trên không trung nổi trôi. Thì ra là thế, đây chính là hạn chế đi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thủy tinh ốc chủ nhân thời gian năng lượng cầu, mặc dù cũng là thời gian chi đạo, nhưng hạn chế phi thường to lớn. Chỉ có thể đem hắn ý thức đưa đến đặc biệt quá khứ, đặc biệt địa điểm. Mà lại, hắn chỉ có thể giống một cái người đứng xem, yên lặng quan sát, không cách nào ảnh hưởng quá khứ. Làm sao cảm giác cùng ta nhập mộng có chút cùng loại? Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Trong lúc suy tư, thân thể của hắn đã thân bất do kỷ hành động. Thân thể không ngừng tung bay về phía trước. Cuối cùng, đi tới một chỗ như tiên cảnh rừng trúc bên trong. Rừng trúc bên trong, rồng bay phượng múa, các loại trong thần thoại mới có tiên thú tại rừng trúc bên trong vui sướng chơi đùa. Đông đảo thần thú bên trong, làm người khác chú ý nhất là rừng trúc bên trong một cái giếng nước bên cạnh hai cái thần thú. Một là long, một là viên. Một long một viên trung gian, ngồi một vị cơ bắp phong cách vẽ lão giả. Lão giả trên hai tay, đồng dạng hoa văn long cùng viên đồ án. Hắn ngồi xếp bằng, một thanh cự nhận đặt ngang ở trên đầu gối. Hắn phong cách vẽ, cùng cái này tiên cảnh rừng trúc cực không xứng đôi. Tại Tống Thư Hàng sau khi đến, phát hiện tại rừng trúc vị trí, có 7 cái thú tu một mặt nghiêm túc ngồi. Người đều đến đông đủ a. Lão giả kia ánh mắt, đảo qua 7 cái thú tu, sau đó lại đi Tống Thư Hàng vị trí nhìn lướt qua. Hôm nay, ta đem truyền thụ cho các ngươi một môn luyện thể thần công, hắn tại ta mấy năm gần đây sáng tạo công pháp bên trong, bài danh thứ 3. Lão giả chậm rãi nói. Kỳ danh Thánh Viên Long Lực Thần Công. Dứt lời, lão giả bắt đầu chậm rãi giảng giải. Phía trước giảng, là Thánh Viên Long Lực Thần Công cơ sở thiên, chính là tại thú tu giới ngoại giới đều lưu truyền thiên chương. Đồng dạng là Thánh Viên Long Lực Thần Công cơ sở thiên, tại lão giả trong miệng, lại nói ra cực cao cấp độ hương vị. Liền cùng Trình Lâm giảng đạo tạng đồng dạng. Tống Thư Hàng nghe như si như say. Chỉ cảm thấy bản thân đối Thánh Viên Long Lực Thần Công lý giải. Không ngừng làm sâu sắc. Hắn có thể khẳng định, chờ bản thân sau khi trở về, thánh viên số lượng lại đem chướng một đợt. Đáng tiếc, hiện tại trạng thái tựa hồ không cách nào kết nối vào kim đan mã QA, không cách nào đổ bộ tu chân hệ thống. Bằng không hắn nhất định phải đem vị lão giả này giảng giải thánh viên long lực thần công quá trình thu xuống tới, sau đó phát đến tu chân bằng hữu vòng hệ thống trang cái bức. Nội dung hắn đều nghĩ kỹ, hôm nay vượt qua thời gian, trở lại tương lai. Nhìn một vị tiền bối lão giả giảng pháp. Tiền bối giảng pháp thực sự tinh diệu, nghe ta như si như say. Bất quá không quan hệ, chờ hắn sau khi trở về, cũng có thể tái phát cái thiệp đến bằng hữu vòng, bổ một chút. Tại phát bằng hữu vòng trước,
hắn muốn nghiên cứu một sự kiện không biết tu chân nói chuyện phiếm hệ thống, có hay không che đậy hảo hữu vòng đồ vật. Tỷ như phát bằng hữu vòng thời điểm, đừng cho Hà Chỉ Ma Đế cùng Bất Diệt Chi Chủ nhìn thấy. Dù sao, hắn còn chuẩn bị tại lần sau bát phẩm huyền thánh giảng pháp lúc, vì Hà Chỉ Ma Đế dâng lên cảm ơn kinh hỉ tới. Kinh hỉ sở dĩ vì kinh hỉ, cũng là bởi vì hắn tràn đầy ngoài ý muốn tính. Nếu như ngay từ đầu liền bị Hà Chỉ Ma Đế biết, liền không có ngạc nhiên hiệu quả. Ý nghĩ này, cũng chính là chợt lóe lên. Tống Thư Hàng lại lập tức tập trung tinh thần, chuyên tâm nghe theo vị lão giả này giảng pháp. Phía trước chừng 10 vạn chữ thánh viên long lực thần công, lão giả giảng vô cùng nhanh, nhưng giảng vô cùng thấu triệt. Dư vị vô tận. Nghe xong bộ phận này giảng pháp sau, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác mình có chút dạ dày trướng. Nói đúng ra, là có loại no bụng đủ cảm giác là hài lòng loại kia. Cái này giảng pháp có chút sâu, Tống Thư Hàng trong lòng bội phục vô cùng. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này chỉ là nghe, cũng làm người ta cảm giác no bụng đủ giảng pháp thủ đoạn loại này giảng pháp kỹ xảo nếu là dùng đến huyền thánh giảng pháp bên trên. Sau đó tăng lớn no bụng thúc lượng, có thể hay không để cho chư thiên vạn giới người, đều ăn quá no đến. Quay đầu cùng các vị tiền bối nghiên cứu một chút loại này giảng pháp kỹ xảo, nhìn xem có thể hay không học để mà dùng. Sống đến già, học đến già. Người chỉ muốn còn sống, liền cần mỗi ngày học tập. Tống Thư Hàng ẩn ẩn có chút chờ mong lên lần sau huyền thánh giảng pháp tới. Hy vọng bản thân lần thứ tư huyền thánh giảng pháp có thể mang cho chư thiên vạn giới đạo hữu không giống nhau cảm thụ cùng thể nghiệm. Sáng tạo cái mới, người sống chính là muốn sáng tạo cái mới. Dừng chút bên giếng nước, lão giả có chút dừng lại một lát. Bên trên thánh viên vì hắn đưa lên một chén nước trà. Lão giả nhấp khẩu trà thơm, thấm giọng một cái, sau đó tiếp tục nói, tiếp đó, là thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên, cũng là bộ này thần công tinh túy. Có thể nói, hắn là thánh viên long lực thần công vẽ rồng điểm mắt một bút. Đến rồi. Tống Thư Hàng tập trung 200% tinh thần. Chờ chính là giờ khắc này. Mà lại, hắn biết đón lấy đến lão giả giảng pháp phương thức, đem cùng phía trước giảng pháp hoàn toàn khác biệt. Bởi vì thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên, có một cái cần thí luyện giả lĩnh ngộ trình tự. Cũng không phải là đơn thuần nghe lão giả giảng pháp đơn giản như vậy. Có thể ngộ đến bao nhiêu, có thể hay không lĩnh ngộ ra thích hợp nhất chính mình truyền thừa tổng cương thiên, liền nhìn thí luyện giả ngộ tính của mình cùng tạo hóa. Cái kia bảy tôn nhìn qua giống như là lão giả đệ tử thú tu, cũng đều nín hơi tổng ngưng thần, giữ vững tinh thần tới. Một lát sau, lão giả mở miệng. Hắn mới mở miệng lúc, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu giống như là nổ đồng dạng. Chỉ để lại một đợt kinh khủng ong 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 thanh âm, u tai, liền ngay cả ánh mắt cũng là một mảnh trống không. Đây là không cách nào dùng ngôn ngữ ghi chép, không cách nào dùng miệng đi biểu đạt, không cách nào dùng con mắt đi xem công pháp. Ngoại trừ một mảnh ong 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 tiếng bên ngoài, Tống Thư Hàng cái gì đều không cảm ứng được. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, liền tinh thần lực cũng bị che đậy. Cái này còn thế nào đi cảm ngộ thánh viên long lực thần công truyền thừa tổng cương? Chẳng lẽ, ta thật cùng tổng cương thiên vô duyên? Cái này đợt muốn thua thiệt. Truyền thừa tổng cương không có đạt được, ngược lại còn thiếu một chiếc cự hình tiên thuyền nợ nần. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, trong đầu bạo tạc hoàn toàn biến mất. Ánh mắt dần dần khôi phục. Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, bản thân biến thành một cái bằng phẳng trạng thái 2D trạng thái, mà lại bị co lại đến chỉ lớn bằng bàn tay. Không chỉ có là hắn, còn có cái kia 7 cái thú tu đệ tử, đều biến thành 2D thiếp giấy. Loại phương thức công kích này, tốt nhìn quen mắt. Giảng pháp bên trong lão giả, miệng còn tại không ngừng giảng thuật. Nhưng Tống Thư Hàng nghe không được thanh âm của hắn. Ngôn không thể truyền. Lão giả vẫy tay. Bao quát Tống Thư Hàng ở bên trong 8 cái thiếp giấy được triệu hoán quá khứ. Thần Long cùng Thánh Viên bắt đầu hành động. Bọn chúng đem 7 cái thú tu thiếp giấy toàn bộ thiếp ở lão giả trên cánh tay. Tống Thư Hàng biến thành trong suốt 2D thiếp giấy, Thần Long cùng Thánh Viên không cách nào nhìn thấy. Bất quá tại lão giả kia hấp dẫn bên dưới, Tống Thư Hàng biến thành thiếp giấy, cũng vững vàng dán tại lão giả trên cánh tay. Loại cảm giác này, tốt phi diệu. Tống Thư Hàng không muốn đi hình dung loại cảm giác này, thậm chí cũng không muốn hồi ức đoạn này cảm giác. Các ngươi 7 cái chuẩn bị xong. Cơ hội chỉ có một lần. Lão giả lên tiếng nói. Tống Thư Hàng lúc này mới chú ý tới, lão giả một mực đang dùng viễn cổ ngôn ngữ đang giảng pháp,
nhưng hắn vậy mà đều có thể nghe hiểu. Sau một khắc, lão giả mi tâm có một chút quang hoa hiển hiện. Hắn tại mở ra bản thân mỗ một bộ phận ký ức. Bảy cái thú tu trong suốt Tống Thư Hàng, bị quang hoa bao khỏa, ý thức bị đưa vào đến lão giả mỗ một đoạn trong trí nhớ. Không cách nào dạy bằng lời nói, không cách nào ghi chép, không cách nào quan sát truyền thừa Tổng Cương Thiên, có thể thuận lợi học tập cơ hội. Là lão giả sáng tạo ra nó thời điểm. Nói đúng ra, là hắn không triệt để hoàn thành thời điểm. Tống Thư Hàng cùng bảy cái thú tu ý thức, bị đưa vào đến lão giả trong trí nhớ cái nào đó đoạn thời gian. Bọn hắn như là thiếp giấy đồng dạng, bám vào sáng tạo thánh viên long lực thần công truyền thừa Tổng Cương Thiên thời kỳ trên người lão giả. Bọn hắn từ đầu tới đuôi, quan sát lão giả sáng tác Tổng Cương Thiên đi qua. Từ ban sơ lập án đến bản nháp, đến chi tiết, đến lần lượt thí nghiệm, sửa chữa, đạt được chính xác nhất số liệu. Lần lượt sửa chữa, hoàn thiện. Cho dù là lão giả nhân vật cấp bậc này, muốn sáng tạo một bộ pháp tắc cấp công pháp, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Quá trình này, để Tống Thư Hàng nhớ tới nhà khoa học thí nghiệm. Sáng tác quá trình dài đằng đẵng. Sửa chữa phiên bản hàng ngàn hàng vạn. Bảy cái thú tu cùng Tống Thư Hàng, tinh tế thể nghiệm đoạn này quá trình. Có điểm giống nhập mộng, nhưng không có nhập mộng chân thực cảm giác, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhập mộng, là bản thân thay vào đến bị nhập mộng nhân vật. Mà lão giả loại này 2D topic pháp thuật, là đề topic nhóm để xem chúng thị giác, tiến vào trí nhớ của hắn, tiến hành đứng ngoài quan sát. Không sai biệt lắm, sáng tác quá trình bên trong lão giả lên tiếng nói. Hắn bắt đầu chính thức biên soạn truyền thừa Tổng Cương Chính Thiên. Theo biên soạn bắt đầu, bảy cái thú tu cùng Tống Thư Hàng ý thức, bắt đầu mơ hồ. Chính thức thánh viên long lực thần công Tổng Cương Thiên, cho dù ở lão giả trong trí nhớ, cũng vô pháp bị hoàn chỉnh thu hoạch được. Nhưng lão giả truyền công mục đích, đã đạt đến. Trọng yếu là sáng tác Tổng Cương Thiên toàn bộ quá trình, lần lượt sửa chữa, lần lượt cân nhắc kinh nghiệm, mới là truyền công chủ thể. Từ nơi này bộ phận kinh lịch bên trong, trên lý luận mà nói, đã đủ để lĩnh ngộ ra truyền thừa Tổng Cương Thiên. Đường cong cứu quốc. Tống Thư Hàng ý thức, trở về đến thủy tinh ốc bên trong. Thủy tinh ốc chủ nhân nhìn qua hắn, mỉm cười, tiểu hữu, có thể có thu hoạch. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, một mặt xoắn xuýt. Hắn thật là một cái bước vào tu chân mới nửa năm tiểu thái điểu nha. Nhìn thấy Tống Thư Hàng cái này xoắn xuýt biểu lộ, thủy tinh ốc chủ nhân hơi suy nghĩ một chút, suy đoán nói, lĩnh ngộ thất bại rồi. Tống Thư Hàng không có phản ứng, biểu lộ vẫn như cũ quái dị. Thủy tinh ốc chủ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn vươn tay nhẹ nhàng tại Tống Thư Hàng thân gỗ vỗ vỗ lên bả vai, an ủi, đừng khổ sở, lĩnh ngộ thất bại cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi còn trẻ, còn có cơ hội, chờ ngươi tấn thăng thất phẩm tôn giả về sau, lại có thể thu hoạch được một lần tiến vào Gô Thánh Sơn thí luyện tư cách. Không ngừng cố gắng, không muốn nhụt chí. Tạ ơn tiền bối, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Mặt khác, kỳ thật thánh viên long lực thần công Tổng Cương truyền thừa thiên, lĩnh ngộ phương thức cũng chia rất nhiều loại. Có người tại thể nghiệm thần công sáng tác quá trình bên trong, liền sẽ đi theo từng bước một lĩnh ngộ, ý thức từ quá khứ trở về. Liền có thể lập tức lĩnh ngộ được Tổng Cương truyền thừa thiên. Nhưng cũng có người là người chậm chạp, bọn hắn sẽ đem thần công sáng tác quá trình đại bộ phận chi tiết đều ghi tạc trong lòng, chờ từ Gô Thánh Sơn thí luyện phó bản bên trong sau khi rời khỏi đây, chậm rãi hồi ức, suy nghĩ. Sau đó lĩnh ngộ ra thuộc về mình Tổng Cương truyền thừa thiên tới. Thủy tinh ốc chủ nhân lại hỏi, sở dĩ, tiểu đạo hữu ngươi nhớ kỹ bao nhiêu thần công sáng tác chi tiết. Bất quá, loại sau lĩnh ngộ phương thức. Bởi vì thụ thời gian chi đạo thần công bắt đầu biên soạn lúc thiên địa chi lực quấy nhiễu ảnh hưởng, phần lớn tu sĩ liền xem như cưỡng ép đi ký ức, có thể nhớ sáng tạo quá trình chi tiết, cũng đều là không hoàn chỉnh. Dựa vào những thứ này không hoàn chỉnh ký ức, là có tỷ lệ lĩnh ngộ ra đặc biệt Tổng Cương truyền thừa thiên đến, nhưng cuối cùng so ra kém tại thăm dò quá khứ lúc, trực tiếp lĩnh ngộ ra Tổng Cương truyền thừa thiên tới hoàn mỹ. Suy nghĩ kỹ một chút, đại bộ phận quá trình đều nhớ kỹ. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Trạng thái của hắn bây giờ, phi thường cổ quái. Chính hắn cũng không biết bản thân là lĩnh ngộ đâu, vẫn là không lĩnh ngộ được. Từ vị lão giả kia sáng tác thánh viên long lực thần công Tổng Cương truyền thừa quá trình bên trong, hắn tựa hồ lĩnh ngộ ra rất thứ then chốt. Nhưng là, cụ thể lĩnh ngộ ra cái gì, hắn nói không nên lời bởi vì không hiểu. Bản thân lĩnh ngộ ra tới đồ vật, bản thân cái gì cũng đều không hiểu, người tin không? Trên thực tế, lão giả cả cái quá trình thí nghiệm,
Tống Thư Hàng cơ bản đều nhìn không hiểu nhiều. Lão giả tại sáng tạo thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa quá trình bên trong, sử dụng tri thức đẳng cấp từ cạn đến sâu, từ thất phẩm mãi cho đến kiếp tiên cấp bậc tri thức, đều có vận dụng. Rất nhiều chỗ mấu chốt, cũng còn ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Đây cũng là Tống Thư Hàng tâm tắc nguyên nhân. Kiến thức của hắn lượng phi thường phiến diện, dự trữ lượng thiếu nghiêm trọng. Đang nhìn lão giả sáng tác thần công quá trình, đối Tống Thư Hàng tới nói tựa như là vừa học được nhân chia tính toán học sinh tiểu học, nhưng phải trực tiếp đối mặt đạn hạt nhân chế tạo các loại số liệu đồng dạng, toàn bộ hành trình mộng bức. Cực kỳ tuyệt vọng, Tống Thư Hàng kỳ thật đã rất chăm chỉ. Hắn hôm nay, chỉ muốn vừa có rảnh, đều sẽ chủ động đi bổ sung mình tại tu chân phương diện khiếm khuyết tri thức. Nhưng là, hắn có không thời gian vô cùng ít ỏi. Thời gian tu luyện, chính là lớn nhất hạn chế. Hắn hiện tại nắm giữ tu chân tri thức, có non nửa là từ nhập mộng chung được đến. Còn có một phần là kỳ ngộ bên trong thu hoạch được. Tỷ như cùng loại với Trình Lâm giảng pháp, hoặc là trực tiếp dùng mắt thường tiếp xúc tinh hà pháp tắc, còn có tiếp xúc đến bất hủ tin tức, bất diệt chi chủ chấp niệm cùng nho gia thánh nhân chấp niệm phụ thể vân vân. Những kinh nghiệm này, sau đó đều sẽ bổ sung một bút khả quan tri thức. Những thứ này bổ sung tri thức, đẳng cấp phi thường cao. Đại bộ phận đều là cứng rắn nhét vào Tống Thư Hàng trong đầu, lấy hiện tại Tống Thư Hàng cảnh giới, căn bản là không có cách lý giải những kiến thức này. Cũng chính bởi vì trong đầu hắn nhồi vào lấy các loại cao đoan đại khí cao cấp tri thức, sở dĩ đang quan sát lão giả sáng tạo thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa, hắn kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu sinh ra một loại cộng minh. Là trong đầu hắn những cái kia cao đoan tri thức, cùng lão giả sáng tạo tổng cương truyền thừa quá trình, phát sinh tri thức cùng tri thức lửa nóng va chạm. Ở cái này tri thức va chạm quá trình bên trong, Tống Thư Hàng lĩnh ngộ được rất nhiều. Nhưng lại cái gì cũng đều không hiểu. Đây chính là Tống Thư Hàng sắc mặt cổ quái nguyên nhân. Ngươi nhớ kỹ thần công đại bộ phận, thủy tinh ốc chủ nhân ngắm nhìn Tống Thư Hàng, như có điều suy nghĩ đúng, hẳn là vị tiểu hữu này thường xuyên có tiếp xúc thời gian chi đạo, sở dĩ thân thể của hắn đã thích ứng thời gian chi đạo ảnh hưởng. Cứ như vậy, so với những người thí luyện khác, hắn tự nhiên có thể nhớ kỹ càng nhiều thần công sáng tạo quá trình. Đã như vậy, người coi phải nắm chặt thời gian, hảo hảo đem trong đầu ký ức gia cố, tốt nhất đem mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi lại. Đợi sau khi trở về, người có thể chậm rãi dư vị, minh tưởng, có lẽ người có thể từ đó lĩnh ngộ ra thuộc về người tổng cương truyền thừa tới. Thủy tinh ốc chủ nhân nói. Tạ ơn tiền bối trấn an, Tống Thư Hàng ôm quyền hành lễ. Thủy tinh ốc chủ nhân mỉm cười, nói, như vậy, tiểu hữu chúng ta xin từ biệt. Hy vọng lần sau có cơ hội. Chúng ta còn có thể gặp lại. Dán mặt thật sự sảng khoái, lần sau gặp mặt hắn còn muốn dán tiểu đạo hữu khuôn mặt. Hy vọng có cơ hội gặp lại. Tống Thư Hàng gật đầu nói nhưng hắn trong lòng biết, bản thân hẳn là không có cơ hội. Hắn cũng không phải thú tu giới thành viên, lần này thí luyện danh ngạch, vẫn là Thanh Loan tiên tử ngoài định mức thay hắn tranh thủ lại đây. Tiếp đó, mời tiểu hữu bảo trì buông lỏng, ta đưa tiểu hữu rời đi. Thủy tinh ốc chủ nhân đứng lên. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Rời đi trước, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, tiền bối. Nếu không, thêm cái hảo hữu. Cái gì? Thủy tinh ốc chủ nhân nghi ngờ nói. Thêm cái hảo hữu, về sau thuận tiện liên hệ cái chủng loại kia. Ta cảm giác ta cùng tiền bối rất hợp xuyên. Tống Thư Hàng một mặt chân thành nói. Thủy tinh ốc chủ nhân nhìn tương đối tốt nói chuyện, tính cách cũng tốt. Sở dĩ, mặc kệ ném không hợp ý, trước thêm hảo hữu lại nói. Làm sao thao tác, thủy tinh ốc chủ nhân hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng thuần thục tế ra bản thân mã QA Kim Đan đồ án. Hắn một tế ra, vị kia thủy tinh ốc chủ nhân đã án lấy tu sĩ thói quen, tinh thần lực tại đồ án lên soát quét qua. Đốt, tiếng nhắc nhở đồng thời tại Tống Thư Hàng cùng thủy tinh ốc chủ nhân trong đầu vang lên. Nhưng là, thủy tinh ốc chủ nhân, lại không có thể gia nhập hảo hữu liệt biểu. Trong đầu ta đốt một tiếng, đã thành công không? Thủy tinh ốc chủ nhân lên tiếng hỏi. Không có hiệu quả, Tống Thư Hàng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía thủy tinh ốc chủ nhân. Liền chết không thể chết lại Trình Lâm tiên tử, đều có thể thêm hắn hảo hữu. Liền cửu u chúa tể bạch tiền bối cùng tiểu ban ban cấp bậc này, thêm hảo hữu lúc, cũng không thành vấn đề. Thủy tinh ốc chủ nhân, nhảy nhót tưng bừng, lại không cách nào bị gia nhập. Xem ra, là ta bên này vấn đề. Thủy tinh ốc chủ nhân mỉm cười, thôi. Nếu có duyên, còn có thể gặp lại. Nếu là vô duyên, cũng không bắt buộc. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái.
Tống Thư Hàng thân hình, tiêu tán không thấy, từ nơi này thủy tinh ốc không gian bên trong lui đi ra. Biệt giới, để cho ta thử lại lần nữa, duyên phận thứ này dựa vào là không phải liền là cưỡng cầu sao. Tống Thư Hàng nhìn không được lên tiếng nói. Hắn vừa mở mắt, phát hiện mình đã về tới cái kia tràn đầy thủy tinh đám không gian bên trong. Bên cạnh, Bạch Long Trạng A Thập Lục ghé vào hắn bên cạnh, đang tò mò nhìn qua hắn, cưỡng cầu. Da đen Vũ Nhu Tử đang nghiên cứu những cái kia lóe sáng thủy tinh. Sở các chủ ngốc mau còn tại trong gió chập chờn. Ngươi gặp gỡ cái gì rồi? Còn cưỡng cầu hơn duyên phận. Sở các chủ lên tiếng hỏi. Bạch Long tỉ tỉ chui ra cái đầu đến, hỏi, là gặp gỡ cái gì xinh đẹp tiên tử sao? Lại nói, nếu thật là gặp gỡ xinh đẹp tiên tử, cái kia khối lượng phải cao đến trình độ gì, mới có thể để cho Tống Thư Hàng kêu muốn cường lưu duyên phận. Dù sao, Tống Thư Hàng trên người treo tiên tử, tiêu chuẩn đều phi thường cao. Sở dĩ chỉ muốn Tống Thư Hàng không mù, là gặp gỡ chân chính đại mỹ nhân rồi. Không phải cái gì tiên tử, mà là một vị thân cao mã đại tiền bối. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói hắn hẳn là không có cơ hội lại tiến vào cái kia thủy tinh ốc. Mà lại thêm không lên hảo hữu. Cái này một sai qua, có lẽ cả đời đều sẽ không còn có cơ hội gặp lại. Như thế có mị lực tiền bối nhân vật, so với Bạch Thánh như thế nào? Sở các chủ hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười nói, sở tiền bối ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cái này cùng mị lực có quan hệ gì? Ta chỉ là muốn thêm đối phương hảo hữu, nhưng lại không tăng thêm. Trực giác nói cho ta biết, loại tình huống đặc thù này. Đối phương nhất định phi thường đặc thù, cho nên muốn thử một chút có hay không những phương pháp khác lưu cái phương thức liên lạc cái gì. Kết quả lời nói còn chưa lên tiếng, liền đi ra. Không cách nào tăng thêm kim đan mã QA hảo hữu. Da đen Vũ Nhu Tử suy tư nói, có thể hay không căn bản không phải chân nhân. Tỷ như đơn thuần chỉ sẽ chấp hành chương trình người máy loại hình. Không rõ ràng, Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Lúc đầu ta còn chuẩn bị sử dụng xem xét bí pháp thử một chút, nhưng đối phương không cho ta cơ hội. Đáng tiếc. Cái kia Thư Hàng, người đạt được Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa sao? Tô Thị A Thập Lục đặt câu hỏi nói. Chuyện này, mới là trọng yếu nhất. Tống Thư Hàng ngồi dậy, gãi gãi đầu, nói, việc này, tương đối mơ hồ. Không lĩnh ngộ được, Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Sở các chủ ngốc mau an ủi, không lĩnh ngộ được cũng không cần gắng gượng. Đại gia có thể hiểu được. Ở tiền bối nhóm trong mắt ta là học cặn bã sao? Tống Thư Hàng thở dài. Hắn nhưng là thi đậu Giang Nam Đại học thành viên, mặc dù không tính là học bá, nhưng chỉ cần nghiêm túc, hắn học tập lực vẫn là rất mạnh. Kỳ thật ta lĩnh ngộ được một ít gì đó, Tống Thư Hàng nói. Sở các chủ cười nói cách khác đạt được truyền thừa. Hừm, nói thế nào tốt đâu, ta lĩnh ngộ đồ vật, chính ta xem không hiểu. Đây chính là ta nói huyền diệu nguyên nhân, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Bạch Long tỉ tỉ, sở các chủ, bản thân lĩnh ngộ đồ vật, chính mình cũng không hiểu. Người đây là cái gì nguyên lý? Chính mình cũng không hiểu đồ vật, người làm sao lĩnh ngộ ra đến? Nói nghe một chút, sở các chủ nói, ta cùng Bạch Long tiên tử thay người phân tích một chút. Nàng, Bích Thủy các chủ, trường sinh giả. Nàng, Kim Long Thủy Tổ, trường sinh giả. Chỉ muốn Tống Thư Hàng có thể đại khái miêu tả một lần, coi bọn nàng cảnh giới cùng nhãn lực, thay Tống Thư Hàng giảng giải phân tích một chút vẫn là rất dễ dàng. Nếu như đúng lúc là các nàng cũng xa lạ cái khác trường sinh đại đạo lĩnh vực tri thức, Tống Thư Hàng cái kia tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong, còn có mấy tôn đạo hữu có thể viễn trình cung cấp hỗ trợ giải hoặc. Cái này dính đến một vấn đề khác, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn thiên đạo, bản này tổng cương truyền thừa thiên, chỉ có thể hiểu ý. Không cách nào dạy bằng lời nói, ta giảng không ra. Hắn căn bản là không biết muốn làm sao đi miêu tả cùng biểu đạt bản thân loại này lĩnh ngộ. Ngươi cái này khiến chúng ta thế nào giúp ngươi? Sở các chủ thở dài. Cái này cũng không nên trách các nàng, muốn trách thì trách chính ngươi bất tranh khí. Tô Thị A Thập Lục hỏi, cái kia Thư Hàng, ngươi cần phương diện nào tri thức? Ngươi sửa sang một chút, sau đó có thể cho sở tiền bối cùng Bạch Long tỉ tỉ cho ngươi học bù. Thiếu cái gì liền bổ cái gì? Vấn đề là ta hiện tại, ngay cả ta cần bổ tri thức gì cũng không biết. Tống Thư Hàng nói. Tống tiền bối, ấn sự miêu tả của ngươi đến xem, ngươi bây giờ cá ướp muối trạng thái, liền có thể xưng là học cặn bã. Bên trên da đen Vũ Nhu Tử cẩn thận nhắc nhở. Ngay cả mình muốn bổ cái gì bài tập cũng không biết, thiếu cái gì bổ cái gì đều làm không được,
đây chính là học cặn bã bên trong vương giả. Tống Thư Hàng, đâm sắt, Vũ Nhu Tử. Bất quá, ta còn có thể cứu giúp một chút. Tống Thư Hàng đang ngồi, nói, ta đem vị lão giả kia sáng tác thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa quá trình, toàn bộ ghi xuống. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều một mực ghi tạc trong đầu. Ta có thể cho Sở Tiền Bối miêu tả một lần quá trình này. Hừm, nếu như vậy còn có chút cứu giúp giá trị. Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói, bắt đầu ngươi diễn thuyết đi. Tống Thư Hàng nhắm mắt, sửa sang lại ý nghĩ của mình. Sau đó hắn án lấy ký ức, bắt đầu tận lực kỹ càng miêu tả mình tại thời gian hồi sóc quá trình bên trong, nhìn thấy thần công quá trình sáng tạo. Theo Tống Thư Hàng chậm rãi miêu tả thời điểm, sau lưng hắn, công đức xà mỹ nhân xông ra đoạt hí. Nàng hai tay giơ cao. Tại trên đỉnh đầu nàng, bắt đầu huyễn hóa ra máy chiếu 3D tới. Tống Thư Hàng giảng ở đâu, cái này máy chiếu 3D hình ảnh liền sẽ chậm rãi tiến triển ở đâu. Có hình ảnh, có âm thanh. Bạch Long tỷ tỷ đối Sở các chủ ngốc mao khẽ gật đầu, không có lên tiếng quấy rầy Tống Thư Hàng. Công pháp sáng tạo quá trình cụ thể, dài đằng đẵng. Tống Thư Hàng miêu tả lại phi thường kỹ càng. Cái này một giảng, chính là 2 ngày 2 đêm thời gian. Tống Thư Hàng kể kể, Tô Thị A Thập Lục cùng Da Đen Vũ Nhu Tử tại bên cạnh yên lặng nghe. Sở các chủ cùng Bạch Long tỷ tỷ, một bên nghe, nhìn lấy, một bên đang dùng truyền âm bí pháp, âm thầm giao lưu. Cuối cùng, chính là vị lão giả kia chính thức biên soạn thánh viên long lực thần công quá trình. Quá trình này ký ức, chịu đến giữa thiên địa lực lượng ảnh hưởng, ta cái gì đều không có thể nhớ kỹ. Tống Thư Hàng dừng lại. Sau đó, hắn nhìn về phía A Thập Lục, Da Đen Vũ Nhu Tử cùng Bạch Long tỷ tỷ, nói, đúng rồi, các ngươi cảm giác đến no bụng sao? A, Sở các chủ ngốc mao cuốn lên. Thư Hàng ngươi đói bụng sao? A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, tiếc nuối nói, xem ra, là ta thí nghiệm thất bại. Hắn vừa rồi tại miêu tả quá trình bên trong, cố ý tại mô phỏng lão giả giảng pháp lúc trạng thái, tiết tấu, còn có kỹ xảo, tiến hành nếm thử. Muốn nhìn một chút có thể hay không đem lão giả loại kia để cho người ta nghe no bụng kỹ xảo, bắt trước tới. Quả nhiên, loại kỹ xảo này không dễ dàng như vậy bắt trước. Hắn lại nhìn phía Bạch Long, hỏi, Bạch Long tỷ tỷ, các ngươi có đầu mối sao? Hừm, đại khái lên là hiểu rõ một chút, nếu như ngươi muốn đọc hiểu những thí nghiệm này quá trình, cần học tập tu chân tri thức lượng, cũng không nhỏ. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Lớn bao nhiêu? Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngày đêm tăng ca, sau đó vòng trọng điểm học tập, học cái 1-2 năm, hẳn là có thể học cái hệ thống. Sở các chủ phỏng đoán nói. Tống Thư Hàng. Cái kia, hai vị tiên tử, có hay không phục chế, gián công năng? Đem cần tri thức điểm, trực tiếp phục chế đến ta sọ não bên trong loại kia. Gieo nhân nào gặt quả nấy? Đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Long tỷ tỷ nói. Lần này Tống Thư Hàng trên mặt biểu lộ quá mức phức tạp, nàng trong lúc nhất thời không thể đọc đến ra ý tứ tới. Ta đang nghĩ, trên thế giới này vì cái gì liền không có đem tri thức phục chế, dán đến trong đầu pháp thuật. Tựa như là quán đỉnh truyền công đồng dạng, Tống Thư Hàng nói. Học cái hệ thống đều phải 1-2 năm, toàn bộ tri thức điểm muốn học xong, phải tốn thời gian dài bao lâu a? Sở các chủ ngốc mao đung đưa nói, ngươi coi tri thức là cái gì a? Không thông qua học tập đồ vật vẫn là tri thức sao? À, Thư Hàng vừa nói như thế, ta tựa hồ thật đúng là nghe nói qua tương tự pháp thuật. Chính là đem một số đặc thù tri thức, dùng chân quý thiên địa thần vật tồn trữ, đạt tới truyền thừa tri thức mục đích. Bạch Long tỷ tỷ nói, nhưng cũng tiếc, ta không thấy tận mắt tương tự thủ đoạn. Mặc kệ gặp chưa thấy qua, chỉ cần là Sở các chủ nói tuyệt đối không có khả năng đồ vật, nàng nắm lấy thời cơ phản bác một đợt chuẩn không sai. Phá thật sự sảng khoái. Đừng lãng phí thời gian trôi qua lâu như vậy, cái khác thí luyện giả hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn đã tới a. Sở các chủ nói, đón lấy đến chúng ta muốn trước ra ngoài. Vẫn là tiếp tục ở lại đây nhìn biến hóa. Hừm, ở lại đây đi. Tống Thư Hàng quyết định nói, đến lúc đó nếu có những người thí luyện khác thuận lợi đến nơi này, đồng thời tại thăm dò quá khứ quá trình bên trong nắm giữ thánh viên long lực thần công tổng cương thiên. Chúng ta có thể cùng bọn hắn ấn chứng với nhau một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch. Mà lại, nếu như Bạch Tiền Bối trở lại, hắn hẳn là cũng sẽ trước tiên chạy tới nơi này. Cũng được, Sở các chủ gật đầu nói. Bạch Long tỷ tỷ nói, cái kia thừa dịp những người thí luyện khác vẫn còn chưa qua đến trước, ta trước người bù một bên dưới kiến thức căn bản đi.
Ta tại bên cạnh vì Bạch Long Tiên Tử làm bổ sung. Sở các chủ nói chỉ muốn Bạch Long Tiên Tử giảng địa phương có chút sai lầm, nàng liền sẽ nghiêm khắc chỉ ra chỗ sai. Yên tâm đi, bằng trình độ của ta, giảng giải những cơ sở này tri thức, không có khả năng giảng sai. Bạch Long tỷ tỷ tự tin nói, người vĩnh viễn không có chỉ ra chỗ sai cơ hội của ta. Ba không nhất định, sở các chủ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Thủy Tinh Tiểu Thế Giới bên trong. Bạch Long tỷ tỷ bắt đầu giảng pháp. Hàng thật giá thật trường sinh giả giảng pháp, dù cho giảng chính là tương đối cơ sở pháp thuật tri thức, bản chất lại sẽ không biến. Tống Thư Hàng nghiêm túc nghe. A Thập Lục tại hắn bên trái. Da đen Vũ Nhu Tử hai tay ôm đầu gối tại hắn phía bên phải. Theo Bạch Long tỷ tỷ giảng giải bắt đầu, giữa thiên địa có đại đạo nước chảy thanh âm bắt đầu đáp lại, lại có đại biểu cho tiếng chuông phụ họa, đủ loại dị tượng không ngừng sinh ra. Nếu như có thể mà nói, Tống Thư Hàng thật nghĩ đem đệ tử của mình, Thông Nương, cùng hạch tâm thế giới bên trong sủng vật đều kéo đi ra, lắng nghe Bạch Long tỷ tỷ giảng pháp. Đáng tiếc hạch tâm thế giới còn túng lấy. Bạch Long tỷ tỷ giảng pháp, tiến vào diệu cảnh. Sở các chủ một mực không thể tìm ra nàng lỗ thủng, ngốc mau biến tinh thần uể oải. Thủy tinh tiểu thế giới bên trong. Cái kia 10 vạn thủy tinh chịu đến cộng minh, bắt đầu không ngừng lóe sáng. Trong hư không linh lực đều chịu đến giảng pháp hấp dẫn, như vòng xoáy hướng về cái thế giới này tụ lại. Tống Thư Hàng thân gỗ, chịu đến linh khí thoải mái, lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Có tươi mới nhánh mầm lần nữa từ mảnh vỡ chỗ toát ra. Thân gỗ sinh mệnh lực, so rau hẹ còn muốn ương ngạnh, cắt một lứa lại một lứa. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, Tống Thư Hàng đã tồn trữ nửa phòng duy nhất một lần phi kiếm nguyên vật liệu. A, à, tốt hương, đang tại nghe giảng pháp da đen Vũ Nhu Tử, đột nhiên nhịn không được hít mũi một cái. Có loại liền trường sinh giả giảng pháp đều không thể áp chế mùi thơm, khiến cho nàng không cách nào xem nhẹ. Không chỉ có là nàng, liền Tô Thị A Thập Lục cũng chú ý tới cái này dị hương. Hai người hút lấy cái mũi nhỏ, cuối cùng ánh mắt cùng nhau rơi vào dị hương đầu nguồn Tống Thư Hàng thân gỗ bên eo. Ở nơi đó, có một cái tản ra thất thải quang mang trái cây, đã thành thục. Cái này dị quả, cùng Tống Thư Hàng thân gỗ thượng cái khác dị quả khác biệt, cái khác dị quả thành thục rất nhanh, một đợt linh lực tiểu tẩm bổ xuống tới, liền có thể mọc ra một nhóm. Mà cái này dị quả, kinh lịch Hà Chỉ Ma Đế viễn trình quán công thiên đế thời gian chi đạo, lại thêm Tống Thư Hàng ngày thường mấy lần linh lực tẩm bổ, mãi cho đến giờ phút này, tại Bạch Long tỷ tỷ giảng pháp cùng thiên địa dị tượng linh lực tẩm bổ bên dưới, mới hoàn toàn thành thục. Dị hương tồn tại cảm giác quá mạnh. Bạch Long tỷ tỷ đành phải trước đình chỉ giảng pháp quá trình, cái này khóa không có cách nào nói. Sở các chủ nhắc nhở, Thư Hàng, người trước đem cái này trái cây xử lý một chút đi, nếu không còn thế nào giảng bài. Tống Thư Hàng không có ý tứ ngại ngùng cười một tiếng, đưa tay nắm cái viên kia thất thải trái cây, dùng sức đưa nó lấy xuống. Tê hái quả thời điểm, hắn đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Cùng cái khác cành thượng trái cây khác biệt, cái này thất thải trái cây tại hái xuống lúc, cứ nhiên có loại cốt nhục tách rời đâm nhói. Nhìn ăn ngon lắm bộ dáng, da đen Vũ Nhu Tử nói. Nhưng màu sắc quá tươi mới trái cây, thường thường có được kịch độc. Sở các chủ nhắc nhở. Ta đến xem xét một chút, Tống Thư Hàng tóc dài hóa thành một cái tay nhỏ bé, đập tại viên này trên trái cây. Xem xét bí pháp thi triển ra. Chưa mệnh danh dị quả, từ thân gỗ kết hợp bá tống huyền thánh kết ra trái cây, bởi vì sinh trưởng tại bên eo nguyên nhân, khiến cho hắn có được thất thải bảo quang. Tại viên này thần kỳ trái cây bên trong, ẩn chứa tri thức cùng trí tuệ. Đây là từ bá tống huyền thánh trong đầu không thể nào hiểu được khổng lồ tri thức, đi qua thân gỗ chuyển hóa, kết hợp thân gỗ trí tuệ, ở các loại kỳ ngộ tưới tiêu bên dưới, kết xuất thần kỳ trái cây. Phục dụng phương thức, khẩu phục. Tống Thư Hàng nắm vuốt cái này trái cây, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Tống tiền bối, trái cây này có thể ăn sao? Da đen Vũ Nhu Tử hai mắt sáng tỏ. Có thể ăn, nhưng là, viên này tạm thời không thể cho ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng xoa xoa viên này trái cây, hắn gọi quả trí tuệ. Ta đã biết rồi hắn sinh trưởng phương thức, tiếp theo khỏa lại tiễn các ngươi. Quả trí tuệ, quả táo, Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt. Ý của ta là, hắn truyền thừa lấy trí tuệ cùng tri thức. Tống Thư Hàng há miệng, dùng sức khẽ cắn. Ăn ngon. Không hổ là từ trên người hắn trưởng sinh ra dị quả, hương vị không thể so với thiệt sán liên hoa kém bao nhiêu. Bạch Long tỷ tỷ sững sờ, truyền thừa trí tuệ cùng tri thức.
là phía trước ta nói mỏ cái chủng loại kia truyền thừa trí tuệ tri thức thần vật. Da đen vũ nhu tử nuốt ngụm nước miếng, nói, luôn cảm giác Tống tiền bối đang ăn trái cây này thời điểm, có loại tự giết lẫn nhau đã thì cảm. Dùng tự giết lẫn nhau, hơi có không ổn, sợ các chủ nhắc nhở, ta cảm giác, hẳn là dùng gieo nhân nào gặt quả nấy cái từ ngữ này tương đối chuẩn xác. Sở tiên tử cái từ này dùng chính là cực tốt, Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói nàng vừa rồi cũng nghĩ đến cái từ này. Tô thị A thập lục hỏi, có hiệu quả sao? Còn không, vừa mới ăn hết, Tống Thư Hàng xoa xoa tay. Ta có một vấn đề, da đen vũ nhu tử nhắc nhở, ta vừa rồi liền muốn nhắc nhở, Tống tiền bối ngươi bây giờ chỉ còn lại có cái đầu, ăn hết quả trí tuệ có thể tiêu hóa sao? Trước đó nuốt Long Châu thời điểm, còn kẹt cổ họng đây. Lần này ăn quả trí tuệ thực có thể hay không cũng kẹt tại trong cổ họng không cách nào tiêu hóa, không công lãng phí hết. Da đen vũ nhu tử có chút bận tâm. Tống Thư Hàng. Da đen vũ nhu tử không sách lúc còn tốt, nàng cái này nhấc lên, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác kẹt cổ họng. Như nghẹn ở cổ họng. Tống tiền bối quả nhiên kẹt cổ họng, đỉnh lãng phí. Còn không bằng cho ta. Không đúng, ta là tâm ma, không nhất định có thể ăn. Tống tiền bối có thể cân nhắc cho A thập lục. Da đen vũ nhu tử đề nghị. Tống Thư Hàng bóp lấy cổ họng của mình, ngẩng đầu vọng thiên hắn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đem cái này quả trí tuệ cho gạt ra. Không có việc gì, không cần hoảng. Sở các chủ chứng trạc đàng hoàng an ủi Tống Thư Hàng nói, đã trái cây này bên trong gánh chịu chính là trí tuệ cùng tri thức, nói không chừng Thư Hàng ngươi có thể tiêu hóa. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dù sao tiêu hao tri thức chính là đầu óc, ngươi có thể thử dùng đầu óc đi tiêu hóa viên này quả trí tuệ. Sở các chủ nghiêm túc đề nghị, cuối cùng nàng lại bổ sung, trừ phi ngươi không đầu óc. Tống Thư Hàng. Nhà ai đầu óc có thể trực tiếp tiêu hóa đồ ăn tới. Sở tiền bối rõ ràng là tại móc lấy cong nói hắn không đầu óc. Rõ ràng hắn bao nhiêu cũng coi là cái học bá tới. Trong cổ họng còn kẹp lấy quả trí tuệ, tặc khó chịu. Thôi, xem ra bảo vật này chính hắn vô phúc tiêu thụ. Chỉ có đưa nó gạt ra. Tống Thư Hàng bóp lấy yết hầu. Chuẩn bị kỹ càng tư thế. Đúng lúc này, trong cổ họng quả trí tuệ tự chủ hòa tan ra, hóa thành một đạo đạo năng lượng trạng thái, dung nhập Tống Thư Hàng đầu. Theo trái cây năng lượng dung nhập, Tống Thư Hàng cảm giác mình đầu biến vô cùng rõ ràng, đồng thời còn có đại lượng tri thức quán nhập trong đầu của hắn. Những kiến thức này bên trong, có một ít là Tống Thư Hàng trong đầu nguyên bản tồn trữ, hiện tại theo quả trí tuệ năng lượng dung nhập, những thứ này trước kia không hiểu tri thức, hiện tại như là đốn ngộ. Hiểu ra. Còn có đại lượng tu chân lý luận tri thức, thì là thuộc về cỗ này thân gỗ tự mang, cũng quán vào đến Tống Thư Hàng trong đầu. Mặt khác, cỗ này thân gỗ, phi thường đặc thù. Có thể bị thiên đế cất giữ, hắn tại vứt bỏ đầu trước, chỉ ít cũng hẳn là bát phẩm phía trên cảnh giới. Bản thân nó tồn trữ tri thức lượng, phi thường phong phú. Mà lại tựa hồ là có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng bây giờ trạng thái, từ quả trí tuệ bên trong truyền ra ngoài tri thức. Phi thường có tính nhắm vào. Đúng lúc là Tống Thư Hàng thiếu hụt bộ phận. Toàn bộ là có thể dùng để giải đọc thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên cần thiết tri thức, không một tia dư thừa cái khác tri thức một khỏa quả trí tuệ bên trong có thể gánh chịu tri thức lượng là có hạn, hắn không có lãng phí. Thân gỗ chỗ sâu, quả nhiên hẳn là còn bảo lưu lấy đơn giản một chút trí tuệ. Một hồi nói không chừng có thể đâm đâm sở tiền bối tâm, ta cứ nhiên thật có thể dùng đầu óc hấp thu viên này quả trí tuệ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thoáng có chút tiếc nuối chính là quả trí tuệ bên trong có thể tồn trữ tri thức có hạn. Bằng không mà nói không chừng có thể trực tiếp đem bản thân trồng chất thành chân chính tri thức phong phú đại tiền bối. Lòng quá tham, dạng này không tốt, Tống Thư Hàng lắc đầu. Lòng tham là nhân loại bản tính, có về sau, sẽ còn muốn càng nhiều. Tham lam tri thức từ trên bản chất tới nói, là chuyện tốt. Bất quá có đôi khi, tham lam vẫn là cần khắc chế một chút. Thông qua quả trí tuệ đến thu hoạch được tri thức thủ đoạn, chung quy tới nói không phải vương đạo. Chân chính tri thức vẫn là cần bản thân hảo hảo đi học tập, không thể quá ỷ lại quả trí tuệ. Nhưng ngẫu nhiên giống như trước cho mượn CPU đồng dạng, dùng để phụ trợ học tập, vẫn là không có vấn đề. Trong lúc suy tư, cả viên quả trí tuệ lực lượng, toàn bộ bị Tống Thư Hàng hấp thu. Xong rồi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Bạch Long tỷ tỷ khẽ gật đầu, xem ra, viên này quả trí tuệ không cần tiêu hóa, bản thân liền là cùng loại năng lượng thể kết cấu. Nói cách khác, ta cũng có thể ăn.
Da đen Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, ánh mắt của nàng, một lần nữa liếc về phía Tống Thư Hàng phần eo. A Thập Lục cũng thế, đồng dạng hướng phía Tống Thư Hàng thân gỗ phần eo nhìn lại. Ở nơi đó, nguyên bản bị lấy xuống trái cây chỗ, lại có hai cái hoa nhỏ bao bắt đầu sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ rất chậm chạp, cùng cái khác nhánh mầm thượng dị quả khác biệt. Xem ra hai cái này nụ hoa, là quả trí tuệ. Hái được một cái về sau, có thể sinh ra hai cái. Vậy lần sau hái được hai cái về sau, có phải hay không có thể sinh ra bốn cái đến? Sở tiền bối, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị đâm một đâm Sở các chủ. Sở các chủ, thế nào? Không, không có việc gì, ta là muốn nói, kiến thức của ta dự trữ lượng tựa hồ đã rất phong phú, nói không chừng có thể lý giải Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa thiên. Sở tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ, chúng ta hảo hảo tâm sự Tổng Cương thiên suy luận đi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Chủ yếu là trên đầu Sở các chủ ngốc mau, có sát na ở giữa, tựa hồ không còn mềm mại mà là biến như lưỡi dao đồng dạng, trong lúc mơ hồ còn có loại sắc bén cảm giác. Tống Thư Hàng cảm giác ra đầu phát lạnh, lập tức đổi giọng. Lại nói, Sở các chủ ngốc mau chức năng này không tệ a. Chớ xem thường căn này ngốc mau. Đây chính là trường sinh giả ngốc mau, khi tất yếu quán nhập linh lực, liền có thể sắc bén như thần binh. Về sau cùng địch nhân lúc giao thủ, hắn có phải hay không đến cân nhắc gia nhập đầu chùy va chạm loại hình kỹ năng, đặc biệt là loại kia thẳng tắp vọt lên, thân như đạn pháo vào tới công kích của địch nhân phương thức. Tại đỉnh đầu đụng vào địch nhân trước đó, đối Sở các chủ ngốc mau quán nhập linh lực, để cho biến sắc bén như kiếm. Tiểu tử, nhìn ta một ngốc mau đâm chết ngươi. Trường sinh giả ngốc mau tự mang phá phòng hiệu quả, phổ thông 6-7 phẩm phòng ngự, căn bản nhìn không được, hiệu quả nhất định tuyệt tán. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng đẹp. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên nhắc nhở, có người tới. Từ Tống Thư Hàng một đoàn người tiến vào cái này thủy tinh tiểu thế giới 2 ngày rưỡi thời gian về sau, rốt cục có vị thứ nhất thí luyện giả thành công tiến vào. Sở dĩ, thần Long tiền bối mở nhân viên thông đạo vẫn rất có giá trị. Rất có thể bớt đi Tống Thư Hàng 1-2 ngày thời gian. Rốt cuộc đã đến, Tống Thư Hàng giữ vững tinh thần tới. Một hồi thí luyện giả nhóm cũng phải tiến vào sắp xếp thủy tinh khâu A. Cái này khắp nơi trên đất thủy tinh, tại Tống Thư Hàng ý thức đi gặp thủy tinh ốc chủ nhân về sau, liền lần nữa khôi phục nguyên trạng, biến thành xốc xếch thủy tinh đám, chờ lấy vị kế tiếp thí luyện giả đến sắp xếp bọn chúng. 10 vạn mai thủy tinh, sắp xếp chính xác cần thời gian rất lâu A. Hắn, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh, có độc môn bí pháp, có thể tùy tiện đem 10 vạn mai thủy tinh sắp xếp chính xác. Một lần chỉ lấy phí một khối cửu phẩm linh thạch. Sở dĩ, muốn hay không suy tính một chút bá Tống Huyền Thánh thân mật phục vụ. Tống Thư Hàng trong đầu còn muốn tốt mấy loại bắt trước cái gì đều có thể bán đại lão mua bán giọng điệu lời kịch. Đây cũng là hắn muốn ở lại chờ những người thí luyện khác một trong những nguyên nhân. Tại một mảnh thanh thúy thủy tinh tiếng va chạm bên trong, tân thí luyện người xuất hiện. Lại là người quen biết cũ. Hổ khu chấn động chuyển bàn đạo nhân. Người quen biết cũ Diệu A, người quen biết cũ giao dịch lại càng dễ. Tống Thư Hàng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chuẩn bị nghênh đón. Đúng lúc này, hắn, Tô Thị A Thập Lục bên người, xuất hiện một cái hình cầu cái lồng. Không gian lực lượng phát động. Bọn hắn bị chuyển rời đến quả cầu này trạng không gian đặc thù bên trong, lơ lửng ở trên không trung, bị cô lập. Nhật đấy, ta thật vất vả nghĩ đến cái kiếm tiền ý tưởng A. Tống Thư Hàng tâm đều rét lạnh. Chẳng lẽ ta nhất định không có làm ăn thiên phú? Ta có phải hay không để ý đến cái gì yếu tố? Tống Thư Hàng khổ sở suy nghĩ mình và cái gì đều có thể bán đại lão khác nhau. Tại chuyển bàn đạo nhân nghiêm túc sắp xếp cái kia 10 vạn khối thủy tinh thời điểm, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ta luôn cảm giác Thư Hàng ngươi trọng phạm choáng váng. Sở các chủ ngốc mau nói, ngốc mau bởi vì sinh trưởng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, có đôi khi có thể ngoài ý muốn tiếp thu được một điểm Tống Thư Hàng sóng điện não, từ đó đọc đến một ít tin tức. Sở các chủ vừa dứt lời, Tống Thư Hàng đưa tay từ vòng tay pháp khí bên trong lôi ra một đầu cái chăn, đưa nó quyển trên người mình bạch tiền bối chế tạo ra phẩm phảng phất. Cái gì đều có thể bán đại lão cái chăn, cửu u chúa tể chế phẩm, đáng tin cậy. Cái chăn rất lớn, đầy đủ Tống Thư Hàng đem khổng lồ thân gỗ toàn bộ bao khỏa. Chỉ có con mắt cùng sở các chủ ngốc mau, lộ đang chăn đơn bên ngoài. Sở các chủ, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ,
Tống tiền bối cũng cùng ta bản thể đồng dạng ưa thích loại này cái chăn sao? Da đen vũ nhu tử có chút lo lắng nói, kỳ thật ta cảm giác vòng quanh cái chăn bộ dáng, có chút áp chế. Nhưng nàng bản thể lại cảm giác cái gì đều có thể bán đại lão vòng quanh cái chăn bộ dáng rất xuất khí, nàng bản thể còn cho cha cũng mua một đầu cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn. Chỉ muốn vừa nghĩ tới bản thể cùng Linh Điệp cha ngồi hàng hàng, cùng một chỗ vòng quanh cái chăn chàng cảnh, da đen vũ nhu tử cũng cảm giác cha anh tuấn khí chất hủy sạch. Tống Thư Hàng cảm thán nói, tại cái này tình người ấm lạnh thời đại, cũng chỉ có trên người cái chăn có thể mang cho người ta từng tia ấm áp a. Xuẩn, Bạch Long tỷ tỷ nói, ta liền bắt trước cái gì đều có thể bán đại lão ngữ khí, đương nhiên ta cùng hắn vẫn là khác biệt. Tống Thư Hàng mỉm cười, ta cần ấm áp thời điểm, không cần cái chăn. Sở các chủ, người kháo yêu ấm áp. Không, chính ta có thể phát sáng phát nhiệt, Tống Thư Hàng đắc ý nói. Da đen vũ nhu tử thở dài, Tống tiền bối, người không cứu nổi. Trường hợp A, nhìn trường hợp A, ta mặc dù da mặt đủ cứng, nhưng có mấy lời vẫn là muốn nhìn trường hợp đó A. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ nói sang chuyện khác, cái kia Thư Hàng, người trùm lên cái chăn là muốn làm gì? Kỳ thật, ta nghĩ trở thành một thương nhân, Tống Thư Hàng nói. Nhưng cũng tiếc, trước mắt đến xem, coi như phủ thêm bạch tiền bối đặc chế cái chăn, hắn cũng vô pháp chuyển chức. Thương nhân, da đen vũ nhu tử hiếu kỳ nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm thán nói, nam nhân, không thể không có tiền a. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Tống Thư Hàng yêu cầu không cao. Hắn chỉ hy vọng miệng túi của mình bên trong không muốn như vậy sạch sẽ, chỉ ít có thể có mấy khối nhàn nát giải rác linh thạch, đủ ngày thường tiêu xài dùng. Mặt khác ăn Tết lúc, hắn cho hậu bối, các đệ tử phát hồng bao lúc, hy vọng chỉ ít có thể lấy ra được hồng bao linh thạch tới. Yêu cầu của hắn, nhỏ bé đến làm cho đau lòng người. Ngươi chuẩn bị bán cái gì? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi. Bán kỹ thuật, Tống Thư Hàng chân thành nói, ta dưỡng đao thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn. Đem 10 vạn khỏa thủy tinh sắp xếp chỉnh lý, các ngươi nói nếu như ta ra giá cửu phẩm linh thạch một lần, phía dưới chuyển bàn đạo nhân có nguyện ý hay không ra giá đến mua. Nếu như ngươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuyển bàn đạo nhân, trong hai mắt có quỷ dị quang mang lấp lóe, ta nghĩ chuyển bàn đạo nhân sẽ bỏ tiền mua. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Lấy chuyển bàn đạo nhân thất phẩm tôn giả cảnh giới, pháp thuật thủ đoạn phi thường phong phú chỉ sẽ vượt xa Tống Thư Hàng tưởng tượng. Sắp xếp 10 vạn khối thủy tinh, hắn chắc chắn sẽ không lấy tay từng khối đi chuyển. Sở dĩ, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản sẽ không dùng một khỏa cửu phẩm linh thạch, đến mua một lần sắp xếp 10 vạn thủy tinh phương án. Trừ phi Tống Thư Hàng dùng quỷ dị quang mang gây áp lực cho hắn, ép mua ép bán. Đang khi nói chuyện, phía dưới chuyển bàn đạo nhân quả nhiên bắt đầu thi pháp. Hắn đưa tay tại trên ót mình vỗ. Tại trán của hắn xuất hiện một cái vương phù văn. Hắn vốn là hổ tu, phù văn này là hắn kết hợp thiên phú của mình, tự sáng tạo pháp thuật. Chữ vương phù văn sau khi xuất hiện, trong hư không không ngừng phân liệt. Mấy hơi thở, liền chia ra hơn vạn cái nho nhỏ vương phù văn. Đi, chuyển bàn đạo nhân chỉ tay một cái này hơn vạn cái chữ vương phù văn, trôi hướng cái kia 10 vạn thủy tinh, bắt đầu vận chuyển xê dịch. 10 vạn khối thủy tinh, cũng liền hơn 10 lần vận chuyển, liền được sắp xếp chỉnh tề. Một vị không trộn nước thất phẩm tôn giả, vô luận là ở đâu, đều có thể được người xưng một tiếng đại tiền bối, bọn hắn từng cái nắm giữ lấy phong phú pháp thuật tri thức cùng mấy trăm hơn ngàn pháp thuật thủ đoạn. Nhìn thấy không, sở các chủ nói, đây chính là thất phẩm tôn giả hẳn là có thủ đoạn. Người nói thế nào cũng phải trùng kích thất phẩm cảnh giới, ngưng tụ nguyên anh. Đừng vẫn như cũ chỉ dựa vào trường tâm lôi cùng dẫn lôi thuật giữ thể diện. Bạch Long tỷ tỷ ở một bên bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng yên lặng nhấc lên cái chăn, đem đầu của mình cũng chôn vào còn tốt bản thân không có hướng chuyển bàn đạo nhân chào hàng, nếu không liền mất mặt. Thật xin lỗi, ta cho tất cả lục phẩm chân quân mất thể diện. Mà lại qua không được bao lâu, ta khả năng còn muốn cho tất cả thất phẩm tôn giả mất mặt. Ông! Phía dưới, có thủy tinh cộng hưởng thanh âm vang lên. 10 vạn mai phù văn, bị chuyển bàn đạo nhân chính xác sắp xếp, bắt đầu cộng minh. Tổ hợp thành Thánh Viên Long Lực Thần Công cơ sở quyền bộ phận. Tô Thị A Thập Lục, Da Đen Vũ Nhu Tử, Bạch Long Tỷ Tỷ, Sở Các Chủ, lần nữa quan sát lấy bản này chư thiên vạn giới đều nổi tiếng công pháp tôi luyện thân thể. Chúng ta đây coi như là học trộm sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi.
Nàng đã nhìn hai lần bộ này Thánh Viên Long Lực Thần Công nội dung, lấy tu sĩ ký ức, tự nhiên đem bộ công pháp kia khắc trong tâm khảm. Chỉ muốn nàng nguyện ý, quay đầu nàng liền có thể bắt đầu tu luyện bộ công pháp kia. Da đen Vũ Nhu Tử cũng là như thế, nàng mặc dù là tâm ma, nhưng nàng có thể đem bộ công pháp kia nội dung truyền cho bản thể, từ bản thể tới tu luyện. Bạch Long tỷ tỷ và Sở Các Chủ thì càng không cần nói, coi bọn nàng trường sinh giả cảnh giới, nhìn qua một lần về sau, chỉ muốn tu luyện, rất nhanh liền có thể đem bộ công pháp kia tu luyện tới cảnh giới cực cao. Cũng không tính đi, chúng ta đây coi như là quang minh chính đại tiến vào Gô Thánh Sơn thí luyện bên trong, đạt được hoàn chỉnh Thánh Viên Long Lực Thần Công cũng là quá trình này một trong a. Tống Thư Hàng nói, quay lại A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử, các ngươi đều có thể thử một chút tu luyện bộ công pháp kia. Chỉ muốn sau khi nhập môn, ta xem một chút có thể hay không từ Bạch Tiền Bối nơi đó cho các ngươi muốn một đầu thánh viên tới, để cho các ngươi có thể lập tức đem môn thần công này tu luyện hoàn thành. Dạng này có thể trực tiếp nhảy qua ngưng tụ cái thứ nhất thánh viên vất vả quá trình. Tống Thư Hàng vừa nói, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia 10 vạn mai lập lòe tỏa sáng phù văn. Hắn muốn nhìn một chút bản thân còn có thể hay không lần nữa tiến vào tòa kia thủy tinh ốc, nhìn một chút vị kia thân cao mã đại tiền bối. Theo tinh thần lực của hắn ngưng tụ, tại ý thức của hắn bên trong, có một cái lập thể anh em hồ lô đồ án hiển hiện. A, Tống Thư Hàng nhíu mày. Đây không phải Bạch Tiền Bối trước kia in dấu ở trên người hắn học bá hệ thống nha. Nguyên bản rơi ở phần eo của hắn vị trí, nhưng hắn hiện tại liền thân thể cũng bị mất, cái này học bá hệ thống lại còn tại. Tống Thư Hàng nguyên bản thân thể bên trong hệ thống tu luyện, từ nho ra thánh nhân chi huyết đóng gói mang theo tới. Nhưng in dấu tại nguyên trên thân thể học bá hệ thống cũng không có bị thánh nhân chi huyết đóng gói. Trên lý luận tới nói, cái này học bá hệ thống hẳn là theo nguyên thân thể cùng một chỗ, tại thiên phạt phía dưới hóa thành cho bụi. Nhưng Bạch Tiền Bối chế tác đồ vật, quả nhiên phi thường đặc thù. Nó cũng không chỉ là in dấu tại phần eo đơn giản như vậy, dù cho thân thể hóa thành cho bụi, nó vẫn là cùng Tống Thư Hàng cùng ở tại, không rời không bỏ. Bất quá, ta không có kích hoạt học bá hệ thống đi. Vì cái gì nó đột nhiên xuất hiện? Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc. Trong lúc suy tư, tại trong đầu hắn cái kia lập thể anh em hồ lô đồ án khuếch tán ra tới. Tống Thư Hàng bị dẫn vào đến học bá trong hệ thống. Tại bước vào đồng thời, hắn liền minh bạch vì cái gì học bá hệ thống lại đột nhiên xuất hiện là viên kia thất thải trí tuệ cây điều. Tại học bá hệ thống nội bộ không gian ở trung tâm, thất thải trí tuệ quả hư ảnh, chính từng vòng chuyển động, bồng bềnh trong hư không. Nó tựa như là một cái tràn đầy học tập tư liệu USB, bị tiếp vào đến học bá hệ thống bên trong, phong phú học bá hệ thống tri thức căn bản cùng đề tài kho. Thì ra là thế. Viên kia trái cây, kết hợp Tống Thư Hàng trong đầu bộ phận tri thức, cũng trải qua một thân thể chuyển hóa, tăng thêm một thân thể bản thân tri thức. Đồng thời, nó còn kết hợp Bạch Tiền Bối học bá hệ thống lực lượng. Đại khái là bởi vì, học bá hệ thống cũng là in dấu tại phần eo nguyên nhân. Từ trí tuệ quả bên trong truyền tới một thân thể kiến thức căn bản, bị hệ thống chỉnh lý phân chia, lần nữa vì Tống Thư Hàng củng cố. Tống Thư Hàng trong đầu những cái kia cao thâm tri thức, trải qua một thân thể sơ bộ giải thích, chuyển hóa, lại từ học bá hệ thống tiến một bước truyền thụ. Học bá hệ thống triển khai, học tập hình thức mở ra. Bắt đầu đạo nhập ngoại lai học tập tư liệu, tiến vào khóa thứ nhất trình. Chế tạo nhất lưu học bá. Học bá hệ thống phục vụ cho người đây là Bạch Tiền Bối tự mình cho phối âm. Nếu như thất bại, học bá hệ thống sẽ nhân tính hóa theo thúc chủ năng lực chịu đựng, cung cấp trừng phạt phục vụ. Trong hiện thực, Tống Thư Hàng hai mắt không có tiêu cự, lại lâm vào đến trạng thái thất thần. Thư Hàng ý thức lại phiêu, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ. Sở Các Chủ suy đoán nói, ý thức của hắn sẽ không lại tiến vào tòa nào thủy tinh phòng đi. Cảm giác không quá giống. Có thể là lĩnh ngộ được cái gì? Bạch Long tỷ tỷ nói. Da đen Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, Tống Tiền Bối có phải hay không là bị Bạch Tiền Bối lây bệnh thất thần mau bệnh? Gần nhất hắn đột nhiên thất thần trạng thái tương đối nhiều. Không cần lo lắng, Thư Hàng không có đất bằng quảng năng lực. Thất thần cũng không cần sợ hãi. Tô Thị A Thập Lục an ủi. Tống Thư Hàng thất thần thời gian, kéo dài gần một canh giờ. Phía dưới chuyển bàn đạo nhân cũng tiến vào trạng thái, hắn hai mắt mê ly. Ý thức tiến vào cái kia thủy tinh phòng thế giới. Thế giới, lại khôi phục trầm mặc. Tô Thị A Thập Lục nhàn rỗi nhàm chán, đánh giá trong hư không thiên kia Thánh Viên Long Lực Thần Công công pháp, nhưng bởi vì nàng cũng không có bắt đầu tu luyện nguyên nhân,
nàng không cách nào tiến vào thủy tinh phòng thế giới. Da đen Vũ Nhu Tử thì hiếu kỳ đánh giá Tống Thư Hàng trạng thái, làm không biết mệt. Thời gian một chút xíu trôi qua. À, mau nhìn, Tống tiền bối có biến hóa. Da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng kêu lên. Mộc trên thân thể, Tống Thư Hàng đầu chậm rãi hiện lên, nhìn đặc biệt kinh dị. Tại đỉnh đầu của hắn, một đám thánh viên hư ảnh hiển hiện. Thánh viên số lượng lại chướng một chút, từ 108 một mực đã tăng tới 123 con đây là tại thăm dò quá khứ lúc, nghe vị lão giả kia cách nói thu hoạch, cùng Tống Thư Hàng hiện tại tri thức không ngừng tăng cường, đối thánh viên long lực thần công lý giải không ngừng làm sâu sắc, mang tới phản hồi. Bởi vì số lượng một hơi tăng tới 123 con, cho nên đại thánh viên còn chưa kịp tới sắp xếp mới trận hình. Đành phải dùng nguyên thủy nhất phương pháp, lấy chính đại thánh viên làm trung tâm, cái khác tiểu thánh viên tung hoành hai nhóm, xếp thành thập tự đội ngũ. Miễn cưỡng xếp thành hàng hình về sau, đại thánh viên lật ra nho ra kinh văn, đang chuẩn bị mở niệm. Nhưng nó vừa mở miệng, dùng viễn cổ ngôn ngữ đọc lên cái thứ nhất từ, liền tạm ngừng. Một lát sau, đại thánh viên vung tay lên. Một đám tiểu thánh viên tầng tầng lớp lớp làm thành một cái vượn vòng, bảo hộ đại thánh viên tư ẩn. Vượn vòng bên trong, đại thánh viên thận trọng giải khai mình nho sam, nhấc lên trước ngực vạt áo. Nó làm như vậy có ý nghĩa sao? Bạch Long tỉ tỉ ngẩng đầu lên nói. Vượn vòng vây cho dù tốt, tại vị trí của các nàng còn là có thể đem quá trình này, nhìn nhất thanh nhị sở. Vây không vây vượn vòng, ý nghĩa không lớn. Mặc kệ có hữu dụng hay không, quá trình dù sao cũng phải đi một lần. Quan hệ đến mặt mũi, sở các chủ nói. Nghi thức phi thường trọng yếu. Da đen Vũ Nhu Tử nói. Bạch Long tỉ tỉ. Không chung. Đại thánh viên xốc lên nho sam, thận trọng hướng bên trong xem xét. Ngay sau đó, nó nhắm mắt lại, dùng sức nghiêng đầu lại, một mặt thống khổ biểu lộ. Loại kia sinh động như thật biểu lộ cực độ sinh động. Sinh không thể luyến, không đành lòng nhìn thẳng, không thể tin được, tuyệt vọng. Nó một trương vượn mặt không ngừng biến hóa, vặn vẹo, phối hợp với khoa trương ngôn ngữ tay chân. Vua màn ảnh cấp thực lực. Bạch Long tỷ tỷ đều có vì nó vỗ tay xúc động. Lại nói, nó nhìn thấy cái gì? Da đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói. Đại thánh viên hít sâu, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí xốc lên mình quần áo, mở to mắt hướng bên trong nhìn lại. Một lát sau, nó yên lặng khép lại mình nho sam, ôm đầu ngồi xuống. Phảng phất phượng sinh đều hoàn toàn u ám. Đại thánh viên càng là thống khổ, thì càng gây nên phía dưới da đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ. Có phải hay không là hình xăm lại phát sinh biến hóa? Sở các chủ suy đoán nói. Nàng nhớ kỹ tại thần long cái kia một chỗ thí luyện lúc, phàm là đạt được thần long thừa nhận thí luyện giả, thánh viên trên thân đều có thể thêm ra một đạo loài rồng hình xăm. Đang khi nói chuyện, đại thánh viên trên thân, đột nhiên truyền ra một tiếng kéo dài tiếng long ngâm. Xem ra, người đoán đúng. Bạch Long tỉ tỉ nói. Một đầu sinh động như thật long ảnh, từ trên thân đại thánh viên chui ra. Long đầu từ nho áo bên trong toát ra. Đại thánh viên liều mạng muốn đưa nó theo trở về. Nhưng cái kia long ảnh cực kỳ linh hoạt, đầu rồng lắc nhẹ, tránh đi đại thánh viên bàn tay, nhẹ nhàng một giải, liền từ trên thân đại thánh viên chui ra. Tân sinh long ảnh thể tích không lớn, liền cùng hình xăm lớn nhỏ tương tự. Nó xoay quanh tại đại thánh viên bên người, từng vòng xoay tròn lấy. Tất cả tiểu thánh viên thấy thế, toàn bộ đưa tay giải khai mình nho sam. Cẩn thận từng ly từng tí hướng nho sam bên trong liếc một cái. Một giây sau, tất cả tiểu thánh viên cùng nhau đột nhiên quay đầu, một mặt thống khổ, sinh không thể luyến biểu lộ. Không hề nghi ngờ, bọn chúng trên người long văn thân, cũng tại hóa thành hư ảnh, muốn từ trên thân chui ra. Đây là thánh viên long lực thần công bắt đầu biến hóa dấu hiệu. Tô Thị A Thập Lục Hiếu Kỳ nói. Công đức xà Mỹ nhân thân ảnh, cũng từ trên thân Tống Thư Hàng chui ra. Nàng nhìn qua không trung thánh viên nhóm. Sau đó, nàng lại cúi đầu ngắm nhìn lồng ngực của mình. Quá lớn, ảnh hưởng thị giác. Mà lại, trên người nàng cũng không có cùng loại long văn. Thoáng có chút tiếc nuối. Bạch Long tỉ tỉ thấy công đức xà Mỹ nhân một bên nhìn xem chính nàng ngực, một bên nhìn lên bầu trời bên trong thánh viên, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, tiên tử đừng làm rộn. Nàng sợ công đức xà Mỹ nhân học thánh viên động tác, ảnh hưởng không tốt. À. Mau nhìn, Tống tiền bối bắt đầu giải thịt, lúc này, da đen Vũ Nhu Tử lại lên tiếng nói. Chỉ thấy trôi lơ lửng trên không trung Tống Thư Hàng đầu lâu, chỗ cổ bắt đầu trùng sinh quá trình. Mà lại,
quá trình này tốc độ không sai, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng. Bạch Long tỉ tỉ thở dài, luôn cảm giác mình đang nhìn phim kinh dị. Tống Thư Hàng đầu tung bay ở không trung, cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn gắn vào trên đầu của hắn, còn có cây linh hoạt ngốc mao tại từng vòng chuyển động. Hình tượng này nếu là đặt ở hiện thế, không biết được dọa sợ bao nhiêu người. Ba tổng thể đến nói, Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên hiệu quả, so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Sở các chủ trong giọng nói, thì tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nàng hiện tại cùng Tống Thư Hàng là đồng bệnh tương liên trạng thái. Nàng ngâm mình ở sống dưới suối vàng phương trong hồ lâu như vậy, trước mắt mới dài đến xương quai xanh. Không biết Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên đối nàng có hiệu quả hay không? Có thể hay không làm nàng mọc dài tốc độ tăng lên một chút? Mặc dù nàng trước kia liền rất là khép kín, có thể trạch tại Bích Thủy Các bên trong ngàn năm đều không ra khỏi cửa. Nhưng trạch lấy cùng chỉ còn lại một cái đầu, cảm giác vẫn là hoàn toàn khác biệt. Nàng hy vọng có thể sinh ra thân thể hoàn chỉnh về sau, lại tiếp tục tìm một chỗ an tĩnh trạch xuống dưới. Ngươi không có hy vọng, chỉ còn lại một cái đầu ngươi, muốn làm sao tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công? Bạch Long tỉ tỉ vui vẻ nói. Sở các chủ về lấy một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười. Ta hiện tại, không chỉ có riêng chỉ có đầu. Mà lại, ta muốn tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công, cũng không có độ khó. Mặt khác, Bạch Long tiên tử, so sánh với chỉ còn lại một cái đầu ta, tình trạng của ngươi muốn lại càng không tốt đi. Tình trạng của ngươi bây giờ cùng tiên tử tương tự, thậm chí còn không có tiến vào phục sinh giai đoạn. Bạch Long tỉ tỉ, chỉ cần ta có thể sớm một bước khôi phục thân thể, ta liền nhanh hơn ngươi một bước. Sở các chủ ngốc mau theo gió chập chờn, ba. Chờ ngươi khôi phục thân thể về sau, rồi nói sau. Bạch Long tỉ tỉ nhếch miệng lên, đến lúc đó cũng đừng cầu ta hỗ trợ. Sở các chủ muốn tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công, mà nàng, là Kim Long Thủy Tổ. A, à, Thư Hàng thân thể sinh trưởng tốc độ thấp xuống. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Tống Thư Hàng cổ ngay từ đầu dáng dấp rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền dài đến bả vai vị trí. Nhưng dài đến vị trí này lúc, liền kẹp lại. Bạch Long tỉ tỉ quay đầu nói, có phải hay không là không năng lượng, hắn cần nghỉ ngơi một hồi. Cũng có thể là Thư Hàng còn tại lĩnh ngộ kế tiếp khâu Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên. Bộ này Tổng Cương Thiên phi thường thâm ảo cùng phức tạp, cần từng bước một đi lĩnh ngộ. Sở các chủ suy đoán nói, cái kia muốn cho ăn tống tiền bối ăn chút đan dược không? Da đen Vũ Nhu Tử nói, công đức xà Mỹ nhân nhãn tình sáng lên, hai tay nâng Tống Thư Hàng miệng, dùng tay đem hắn miệng mở ra. Tô Thị A Thập Lục lấy ra trước đó bạch tiền bối đưa Thư Hàng thất phẩm tôn giả đan dược, lấy ra một viên, cẩn thận để vào Tống Thư Hàng trong miệng. Công đức xà Mỹ nhân nắm lấy Tống Thư Hàng cái cằm, dùng tay giúp hắn nhấm nuốt. Dạng này có thể ăn đi vào sao? Da đen Vũ Nhu Tử có chút lo lắng nói. Trước đó trí tuệ quả đều có thể hấp thu, đan dược có lẽ cũng được. Bạch Long tỉ tỉ nói. Thật là có hiệu. Cho ăn hạ đan dược về sau, Tống Thư Hàng nhục thân sinh trưởng tốc độ, tăng lên một chút. Vũ Nhu Tử, A Thập Lục phối hợp với công đức xà Mỹ nhân mớm thuốc. Sở các chủ ngốc mau thì chú ý Tống Thư Hàng trạng thái, miễn cho Tống Thư Hàng bị cho ăn chống đến. Đột nhiên, sở các chủ ngốc mau như là radar đồng dạng, chuyển hướng 8 giờ phương hướng, có chút lắc một cái, có mới thí luyện giả tiến đến. Bạch Long tỉ tỉ nói, chúng ta bây giờ vị trí, thí luyện giả hẳn là không nhìn thấy đi. Các nàng hiện tại vị trí chính là một cái hình cầu tiểu không gian, là thủy tinh thế giới bên trong một cái không gian độc lập tiểu thế giới, thuộc về thế giới trong thế giới. Các nàng có thể nhìn thấy mới thí luyện giả góc độ lại không cách nào nhìn thấy các nàng. Bất quá, vẫn là sẽ thoáng có chút khí tức tiết lộ. Sở các chủ đạo, nàng chính là thông qua đối khí tức cảm ứng, phát giác được mới thí luyện giả đến. Mà lại, mới tới thí luyện giả trên thân, ẩn giấu đi một loại để nàng cảm giác rất không thoải mái, nhưng lại rất thân thiết lực lượng. Thế là, sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng lắc một cái. Che đậy lấy Tống Thư Hàng đầu kia cái chăn bị mở ra hoàn toàn, đem một thân thể, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tiên Tử cùng da đen Vũ Nhu Tử toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mấy người khí tức, toàn bộ bị đầu này cái chăn che đậy. Bạch Long tỉ tỉ cùng Tô Thị A Thập Lục phối hợp với, tới gần Tống Thư Hàng vị trí. Khác thường trạng, Bạch Long tỉ tỉ truyền âm hỏi. Ta cảm ứng được một loại không thoải mái lực lượng, chúng ta trước tận lực ẩn tàng một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Sở các chủ nói. Thủy tinh thế giới bên trong. Mới xâm nhập thí luyện giả, là một vị khiêng trường thương, người mặc ngân sắc giáp nhẹ gầy gò hán tử. Từ ở bề ngoài nhìn không ra hắn chủng tộc đặc thù. Tại hắn bước vào thí luyện chi địa thời điểm, vẫn còn thất thần trạng thái chuyển bàn đạo nhân, liền bị không gian chi lực bao khỏa, bị đưa vào đến một cái khác thế giới trong thế giới gian phòng. Cái kia giáp nhẹ gầy hán tử, mắt liếc chuyển bàn đạo nhân vị trí. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua không gian ngăn cách, trực tiếp thấy được thế giới bên trong chuyển bàn đạo nhân. Hồ tu, nguyên lai là hắn. Giáp nhẹ gầy hán tử nói khẽ. Hắn lại quay đầu chung quanh, lại không có thể phát hiện có cái chăn che đậy Tống Thư Hàng một nhóm người. Không sai, thời cơ vừa vặn. Giáp nhẹ hán tử gầy gò khẽ gật đầu. Hắn giơ lên mình cái kia đòn khiêng trường thương, hít sâu. Sau đó, cánh tay hắn có chút dùng sức, cái này xem xét cũng không phải là phàm phẩm trường thương, bị bẻ gãy. Cán thương bên trong, có một viên đen nhánh tàn tạ chiếc nhẫn, tản mát ra đen nhánh sương mù. Giáp nhẹ gầy gò nam tử nắm lên chiếc nhẫn, đưa nó mang tại trên ngón tay của mình. Trong hư không, phảng phất có từng cái lẩm bẩm thanh âm, ở bên tai của hắn vang lên. Thanh âm kia tràn đầy dụ hoặc, nó phảng phất có thể ban cho người hết thảy, làm cho người sa đọa. Giáp nhẹ hán tử gầy gò phảng phất nhận dụ hoặc, hai mắt mê ly lên. Cảnh giới, ta cần chỉ có một kiện đồ vật, đó chính là cảnh giới. Để ta đột phá lục phẩm cảnh giới. Tục ta bây giờ khô kiệt thọ nguyên. Hán tử lẩm bẩm nói. Dường như tại cầu nguyện, lại như là tại cùng ác ma giao dịch. Trong hư không cái kia thấp giọng dụ hoặc, càng ngày càng mạnh. Ngay tại cái kia đen nhánh sương mù, muốn đem giáp nhẹ hán tử thôn phệ thời điểm, giáp nhẹ hán tử đột nhiên cắn răng một cái, từ trên ngón tay đem chiếc nhẫn lấy xuống. Hắc hắc, hắn đưa tay đem chiếc nhẫn một lần nữa nhét vào cán thương bên trong, phong ấn. Quả nhiên chỉ là chết chương trình cấp thấp dụ hoặc, như thế xáo lộ thủ đoạn, còn muốn thôn phệ ta. Hắn một lần nữa nâng lên trường thương, tại thủy tinh thế giới bên trong chậm rãi hành tẩu, một bên đang tìm kiếm cái gì. Thú tu giới. Tại một chỗ tràn đầy màu đen quả đen trong vùng đầm lầy, đứng thẳng một khối từ đen nhánh tảng đá tạo thành lớn bia. Chính là khối kia bị bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm tìm hiểu nguồn gốc đâm bên trong lớn bia. Nó tiếp thu được bạch chuyển di trận địa tin tức về sau, liền từ nguyên bản trong di tích, chuyển rời đến chỗ này đầm lầy. Tham lam là sinh vật bản tính, chỉ cần lợi dụng tham lam, liền có thể tùy tiện đạt tới mục đích. Bia đá chậm rãi nói. Thú tu giới Gô Thánh Sơn thí luyện là nó tại thú tu giới thí nghiệm bên trong, tương đối trọng yếu một vòng. Nhưng Gô Thánh Sơn thí luyện bên trong, không biết có đồ vật gì, vững vàng trấn áp, làm nó vô kế khả thi. Thế là... Nó bắt đầu dẫn dụ một chút thông minh thú tu, để bọn chúng tìm kiếm cái này trấn áp chi vật hư thực, nhìn xem có hay không biện pháp đưa nó phá hư. Hiểu rõ nhân tính tham lam, mới có thể tốt hơn lợi dụng lòng người. Loại kia tự cho là thông minh gia hỏa, mới là dễ dàng nhất bị lợi dụng quân cờ. Đen nhánh bia lớn tại thú tu giới kế hoạch cho tới bây giờ, tiến hành rất thuận lợi trừ bỏ bị Bạch Viễn Trình đâm một kiếm bên ngoài, toàn bộ kế hoạch đều tại trong lòng bàn tay của nó.